Tế Lâm vội la lên. Vừa rồi bị thương, lúc này mới đổ mồ hôi. Vân thiếu ngươi không nên nghĩ lung tung, trấn áp người này, lại từ nơi đây thoát đi mới là chính đạo. Tất cả võ giả đồng thời lên tiếng, chỗ hung hiểm như thế bọn họ không muốn ở lâu, về phần bảo tàng, có thì tốt, nhưng không nên vì thế mà mất mạng a. Hàn quang lưu chuyển trong bảo kiếm của Lý Vân Tiêu, múa kiếm đặt lên lưng, ánh mắt lạnh như băng rời khỏi Tế Lâm, nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên, hóa thành ngưng tụ và lo lắng. Đột nhiên Mạc Tiểu Xuyên động, giơ chân bước đi, động tác dường như chậm chạp, dường như cực kỳ gian nan. Ngay sau đó từ từ bước về phía Lý Vân Tiêu. Khí tức hỗn độn màu đỏ khi hắn bước đi bị hấp thu vào, chậm rãi lộ ra nét lạnh lùng, lại mang theo chết lặng và gương mặt như băng. Lý Vân Tiêu tỏa ra hàn khí lạnh liệt, gương mặt lạnh như băng của Mạc Tiểu Xuyên và sóng nhiệt khủng bố áp tới, làm cho cảm giác băng hàn thấu xương sinh ra, hai con ngươi đỏ bừng giống như nam hỏa kim tinh dịch đang chảy bên dưới. Gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, nội tâm của hắn lập tức hỗn loạn, một đoạn thần trí ngắn ngủi hiện ra, cảm xúc như sông cuồn cuộn đổ ra ngoài, thân thể nhìn không được run nhẹ nhẹ. Tất cả mọi người nhìn ra, dường như Lý Vân Tiêu đang run rẩy dưới áp bách của đối phương, trong ngực mọi người như có đá đang đè xuống. Thực lực Lý Vân Tiêu rõ như ban ngày, nếu như ngay cả hắn cũng không thể chống lại, vậy bọn họ còn làm cái quái gì chứ? Đàm Địa Quân ngưng trọng nói. Tế Lâm, người này rốt cuộc có thực lực gì? Cho dù là mỏ độc cũng không thể mạnh như thế à? Tế Lâm dưới ánh mắt của tất cả mọi người, rốt cục nói ra. Người này vốn là huynh trưởng của Mạc Hoa Nguyên Đại Sư, sử dụng bí pháp đột phá đến cửu thiên võ đế, nhưng lưu lại ẩn họa trong người. Mà Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên lại là một trong những chí bảo trấn áp thương thế của hắn, được Mạc Hoa Nguyên Đại Sư phó thác, chúng ta mang hắn tới mê cung này, hy vọng có thể tìm được Kim Nguyên. Nhờ lực lượng bành trướng của Nam Hỏa Kim Tinh Quáng nơi này có thể trấn áp thương thế của hắn thật tốt, ai ngờ hắn lại bị mỏ độc nhập vào cơ thể, mất đi thần trí. Mọi người đều cả kinh, địa vị người này lớn như thế, dĩ nhiên là đại ca của Mạc Hoa Nguyên. Mạc Hoa Nguyên chính là bát giai đại thuật luyện sư, tại thành Nam Hỏa được hưởng địa vị siêu nhiên, trong lòng đa số người hắn chẳng khác gì thần linh cả, mỗi lần nhờ vả đều hao tốn kinh người. Sắc mặt Đàm Địa Quân lập tức biến thành gan heo. Cắn răng tức giận nói. Người nói người này chính là cửu thiên võ đế, còn đánh cái quái gì nữa? Người ta chỉ ra một chiêu là diệt chúng ta rồi. Tế Lâm cũng kinh nghi bất định, nói. Nhưng mà từ lúc hắn ra tay, dường như cũng không có thực lực võ đế, chẳng lẽ mỏ độc suy yếu thực lực của hắn? Lý Vân Tiêu nghe được Tế Lâm nói thế thì nội tâm rõ ràng. Nhưng mà điểm mấu chốt trong đó bị giấu giếm xuống, nhưng này đã không trọng yếu. Trọng yếu là làm xoa giúp Mạc Tiểu Xuyên khôi phục lại. Người đệ tử này là một trong các đệ tử tao ngộ bi thảm nhất của hắn, cũng là người hắn lo lắng nhất, không thể ngờ cảnh và vật đã không còn. Lý Vân Tiêu vững vàng hạ quyết tâm, mở miệng nói ra. Lực lượng của hắn vẫn áp chế mỏ độc, cho nên mới khiến thực lực bị áp chế. Cũng nói đúng hơn, linh thức của hắn chưa hoàn toàn mất đi, nếu không trúng độc sâu như thế, thực lực có lẽ sẽ cao hơn một tầng mới đúng. Mọi người cộng đồng ra tay, giúp ta trấn áp hắn. Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trong tay cũng bị cảm xúc ảnh hưởng, hàn quang như thu thủy tỏa ra chung quanh, trong vạn vật thủy hệ không tranh giành, nhưng tâm tư của hắn lúc này chỉ muốn cứu người, hơn nữa là không tiếc bất cứ giá nào cứu người. Đàm Địa Quân nói, Vân Thiếu có nắm chắc. Lý Vân Tiêu nói, không có, nhưng không giúp đỡ ta, các ngươi cũng chỉ có kết cục chết đi mà thôi. Thông đạo bốn phía bị đóng kín, trừ phi các ngươi có bản lĩnh trực tiếp phá vỡ mặt đất trăm dặm, nếu không cứ chờ chết đi. Đàm Địa Quân biến sắc, nói. Tốt, chỉ cần có thể thu phục người này, chúng ta giúp ngươi. Hắn nhìn qua khu vực hỗn độn, trong con ngươi tinh quang lập lòe nói. Bên trong cho dù không có bảo tàng, ít nhất Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên là không ít. Tế Lâm hừ lạnh nói. Tánh mạng chưa xong còn tính toán gì tới Kim Tinh Nguyên. Đàm Địa Quân phẫn nộ quát. Câm miệng, người lão thất phu này giấu giếm chúng ta quá sâu, nếu không làm sao lâm vào cảnh như vậy. Tế Lâm bị hắn mắng giận sôi lên, cũng không thể làm gì, sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy oán độc. Tuân Chi Minh nói. Vân Thiếu, hiện tại nên làm như thế nào, tất cả do ngươi an bài. Ánh mắt mọi người nhìn lên Lý Vân Tiêu, trong mơ hồ hắn thành người đứng đầu, lại không có người nào cảm thấy không thoải mái. Tất cả đều chờ mong nhìn qua hắn,
trông cậy vào cho hắn tìm cho mọi người con đường sống. Lý Vân Tiêu nói, đợi ta thả khôi lỗi ra, phối hợp với các ngươi cùng ngăn cản hắn, sau đó ta sẽ thi triển ra phong ấn chi thuật phong ấn hắn trong ngắn ngủi. Đàm Địa Quân cả kinh nói, là phong ấn gì có thể phong ấn cường giả võ đế? Mặc dù phong ấn trong ngắn ngủi thì có tác dụng gì? Lý Vân Tiêu nói, ngươi không cần quản, sau khi phong ấn không có chuyện của các ngươi yên lặng đi. Mi tâm của hắn có hào quang hiện ra, hồ lô tiểu kim cương lập tức xuất hiện bên người, thân thể hóa thành bộ dáng cao thấp bằng hắn, hai con mắt một tím một xanh nhỏ như hạt đậu tằm lóe lên không trung. Hồ lô tiểu kim cương xuất hiện làm mọi người thoáng yên ổn, đây chính là khôi lỗi có thể ngăn cản yêu thú bát giai, thực lực cho dù không bằng Đàm Địa Quân cùng Tế Lâm, nhưng cũng không kém quá xa. Hơn nữa Lý Vân Tiêu là tồn tại cường đại, còn có hơn 10 võ tôn tại đây, đủ ngăn cản võ đế một lát. Chỉ có đám người Đàm Địa Quân mới chính thức biết rõ, võ tôn dù cường đại thế nào cũng không thể chống lại cửu thiên đế khí, dưới đế khí tất cả đều là con sâu cái kiến, tuyệt không phải nói ngoa. Cũng may Mạc Tiểu Xuyên thực lực tuy cường hoành, dường như cũng không thi triển cửu thiên đế khí, có lẽ đúng như Lý Vân Tiêu nói, chính hắn còn một tia thần trí đang đau khổ trèo chống mỏ độc, nhưng mà không cách nào chỉ huy thân thể mà thôi. Lý Vân Tiêu nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên đang đi từng bước tới trước, phức tạp trong mắt bị quét SCSJ, lóe ra khí thế lăng lệ, quát. Bắt đầu, dùng toàn lực trấn áp hắn. Vèo. Hồ lô tiểu kim cương dẫn đầu xông lên, cũng chỉ có dựa vào nó dẫn đầu thì mọi người mới dám theo sau. Nếu không cho dù là Đàm Địa Quân hoặc là Tuân Chi Minh hay Tế Lâm bị thương, đều khó có khả năng làm chim đầu đàn chính diện chống lại một gã võ đế. Hồ lô tiểu kim cương không chí cho nên không sợ, hét lớn một tiếng vung nắm đấm lên, một chiêu kim cang quyền làm không gian vặn vẹo đánh xuống. Trong lòng mọi người chấn kinh, khôi lỗi làm sao có thể giống lớn, còn có thể dùng kim cang quyền. Nhưng mà bọn họ không có thời gian suy nghĩ chuyện này, mà là ngay ngắn ra tay, hơn 10 võ tôn liên thủ, mấy trăm người nhao nhao phóng thích binh khí của mình. Trong lúc nhất thời cả không gian trở nên rực rỡ hơn trước, các loại hào quang toàn bộ bắn thẳng về phía Mạc Tiểu Xuyên. Hai mắt Mạc Tiểu Xuyên đỏ bừng đầy lệ khí, tay phải niết bí quyết, trực tiếp đánh lên quyền phong của hồ lô tiểu kim cương, không gian lập tức vặn vẹo. Hai tay Mạc Tiểu Xuyên cùng hành động, không gian chi lực giống như một tầng nước kéo dài lên người hồ lô tiểu kim cương, chụp nó vào trong, sau đó một đạo ấn bí quyết đánh xuống, xíu. Một tiếng. Hồ lô tiểu kim cương bị đánh biến mất. Cả động tác hành vân lưu thủy, nhanh như tia chớp, trong mắt mọi người nhìn thấy hắn bắt ấn quyết, khôi lỗi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hoảng sợ thất sắc, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn không nên giao chiến với người này. Trong nháy mắt hồ lô tiểu kim cương bị đánh biến mất, kiếm quyết trảm yêu của Lý Vân Tiêu bay ra khỏi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, một đạo khí hình hình rồng gào thét, xoay quanh đánh xuống, kiếm khí mạnh mẽ bắn ra. Cục gạch của Tế Lâm Phụ mai chi khí của Đàm Địa Quân công kích một trái một phải, còn có Tuân Chi Minh và hơn 10 tên võ tôn cũng liên hợp ra tay, cả không gian có hơn 10 tầng lĩnh vực điệp ra, giao thoa xen kẽ, thoáng cái khóa Mạc Tiểu Xuyên lại. Mạc Tiểu Xuyên ngẩng đầu lên, không đặt công kích của mọi người trong lòng, mà là nhìn qua kiếm khí, trong hai mắt lạnh như băng hiện ra vẻ nghi hoặc và dãy giụa, xuất hiện thất thần ngắn ngủi. Mà đúng lúc thất thần này lại là thời cơ ra tay tốt nhất, mấy trăm đạo công kích đánh tới. Ầm ầm, các công kích đánh vào chân khí hộ thể quanh người Mạc Tiểu Xuyên, tuy không cách nào xuyên thấu qua, lại không ngừng suy yếu. Khi lực lượng cường đại của vài tên võ tôn đánh xuống, rốt cục cũng làm hắn tức giận, hét lớn một tiếng đánh ra một quyền, trực tiếp đánh vào cục gạch của Tế Lâm, đánh ra một dấu quyền, hào quang mất hết bay xuống. Sau đó vụ mai chi khí của Đàm Địa Quân hóa thành hình người, há to mồm cắn nửa người của Mạc Tiểu Xuyên. Chân khí màu đỏ của Mạc Tiểu Xuyên bộc phát, Mạc Tiểu Xuyên đánh ra một chưởng trực tiếp đánh tan hình người, sau đó chỉ mang kiếm khí đánh tới, tất cả đều bị hắn dễ dàng hóa giải. Đàm Địa Quân cả kinh nói. Vân Thiếu, còn không ra tay, chúng ta không ngăn được. Lý Vân Tiêu sau khi đánh ra trảm yêu, hắn không dừng lại một chút nào cả, mà là hai tay không ngừng tức kết bí quyết, ngưng tụ trận pháp phong ấn hình tròn trước người, cuối cùng nhất ngưng tụ trong lòng bàn tay, thi triển di hình hoán vị thuấn di đến sau lưng Mạc Tiểu Xuyên. Khẽ quát một tiếng vỗ vào lưng của hắn. Mạc Tiểu Xuyên đang đại hiển thần uy ngăn cản mấy trăm công kích, Lý Vân Tiêu đánh ra một chưởng phong ấn vào lưng của hắn, lập tức phát ra tiếng kêu rên, thân thể cứng ngắc trên không trung một chút.
Mọi người đều đại hỉ, dường như nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Nhưng chỉ có sắc mặt Lý Vân Tiêu đột nhiên, lực lượng hỏa hệ to lớn từ trong người Mạc Tiểu Xuyên truyền ra, đánh phong ấn của hắn bay trở về. Dưới trường lực đánh xuống, hào quang vạn trượng bắn ra ngoài, sau đó một tiếng giống giận dữ kinh thiên trong người bắn ra, vạn đạo hào quang ngưng tụ trước người, lộ ra một ác thú yêu tướng, dương nanh múa vuốt lâm không giống to, âm thanh giống như đúc tiếng giống của Mạc Tiểu Xuyên lúc trước. Đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiêu co lại, bị lực lượng phản chấn, hồng sắc quang mang bắn vào thân thể. Hắn cả thân thể của hắn có kim quang bao phủ, giống như phát tướng kim thân ngăn cản hào quang màu đỏ, không cách nào xâm lấn nửa phần. Bất diệt kim thân, vạn tà bất xâm. Giờ phút này thân thể của hắn như thiên thần hàng lâm, làm cho ác thú yêu tướng kia sững sờ, sau đó thu hồi vào trong thân thể Mạc Tiểu Xuyên. Mạc Tiểu Xuyên gào thét một tiếng, đúng là âm thanh của ác thú kia, đánh bay mấy trăm đạo công kích, trực tiếp đánh ra một cái lối đi, lao thẳng trốn vào hỗn độn màu đỏ kia. Mạc Tiểu Xuyên nhảy vào trong khu vực hỗn độn này, cả không gian lập tức an định lại, ngay cả dòng sông Nam Hỏa Kim Tinh Dịch cũng bình tĩnh lại, chậm rãi chảy xuôi, tất cả khôi phục bình tĩnh. Phốc! Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân tinh thần lực bỗng nhiên đáp xuống dưới, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi hào quang ác thú yêu tướng kia phản chấn, tuy đã bị bất diệt kim thân ngăn cản lại, nhưng lại chấn tổn thương ngũ tạng lục phủ, bị hắn ép ra bên ngoài. Giờ phút này rốt cục nhìn không được phun ra máu đen ứ đọng, trong mắt mang theo vẻ sầu lo quá nặng. Vân Thiếu, Cẩn Huyên là người chạy lên đầu tiên, lo lắng vịn hắn, nói. Ngươi như thế nào? Lý Vân Tiêu lắc đầu, kim sắc quang mang dần dần lui ra khỏi thân thể, hai tay của hắn không ngừng đánh pháp ấn ra ngoài, ngưng tụ thành một đồ án màu vàng, không gian bị mở ra, hồ lô tiểu kim cương gào thét một tiếng lao tới, hai mắt nhỏ như hạt đậu bắn ra hào quang. Không có phát hiện địch nhân thì trực tiếp đứng bên cạnh Lý Vân Tiêu không nhúc nhích. Đám người Đàm Địa Quân cũng từ không trung rơi xuống, vây quanh Lý Vân Tiêu, nói. Vân Thiếu, ác thú màu đỏ kia là chuyện gì? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch, sau khi ăn vài viên đan dược thì tốt lên, nhìn chằm chằm vào khu vực hỗn độn màu đỏ, trầm giọng nói. Đó là Linh, Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên Quáng biến thành. Vừa rồi gặp nguy hiểm phản chấn, chỉ có hắn tự mình biết. Nếu không có bất diệt kim thân, giờ phút này chỉ sợ hắn nguy rồi. Biến hóa chi linh, cái này. Tất cả mọi người hoảng hốt, trong nội tâm lạnh cả người. Tế Lâm biến sắc nói. Thân thể không thần chí muốn biến hóa thành linh, như vậy phải trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, mà bảo tàng của Bắc Hà Tông cũng chỉ có từ vài ngàn năm trước, tại sao có thể có biến hóa ra vật này. Mọi người cũng cau mày, cảm thấy khó mà hiểu nổi. Tuân Chi Minh đột nhiên nói. Có phải là linh do Bắc Hà Tông lưu lại ở đây, thủ hộ bảo tàng? Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói. Vô cùng có khả năng, thực lực của linh này phi phàm, mặc dù không có mạnh như võ đế nhưng cũng không thể khinh thường. Càng không xong là, hiện tại nó phụ thể lên người sống, nếu muốn bước ra thì muôn vàn khó khăn. Nếu như ta không có đoán sai, Tiểu Xuyên vẫn đau khổ chiến đấu với ác linh này. Chân Đức Hữu reo lên. Quản hắn khỉ gió là ác linh gì? Hiện tại đã đào tẩu, chúng ta cũng không cần đuổi theo. Rời khỏi nơi đây mới là chính đạo, sau đó trở về bẩm báo tông chủ, có tông chủ võ đế tôn sư tọa trấn tới đây, nhất định thu thập Mạc Tiểu Xuyên cùng ác linh. Trong lòng Đàm Địa Quân khẽ động, đây cũng là biện pháp tốt. Nếu có một tên cửu thiên võ đế tọa trấn nơi đây, đối phó những kẻ này cũng dễ dàng. Sắc mặt đám người còn lại đại biến, nếu như Trương Lăng Hoa đến, vậy bọn họ đừng mong có phần. Nhiều lắm đối phương đại phát thiện tâm, lấy ra một ít đồ bỏ chưa đủ nhét kẽ răng ra ban phát mà thôi. Mai Đông Nhi nói. Chân trưởng lão nói đúng, nhưng thông đạo bị đóng kín, làm sao đi ra ngoài đây? Mọi người lúc này mới phát hiện tuy Mạc Tiểu Xuyên bỏ chạy, nhưng thông đạo vẫn không có mở ra, không biết xảy ra chuyện gì, không ít người hít khí lạnh. Chân Đức Hữu hừ lạnh, nói. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, chắc chắn có biện pháp mở ra. Cùng lắm là phá tan đi ra ngoài. Đàm Địa Quân bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như cưỡng ép mở thông đạo, từ tình huống ban đầu mà nhìn, cho dù có địa đồ cũng tuyệt đối không đi ra được. Bởi vì đây là thông đạo sống, hơn nữa trước mắt xem ra, khống chế thông đạo chính là trong hỗn độn màu đỏ kia, hơn nữa có liên quan thật lớn tới ác linh. Tiêu Minh Huy nói, Vân Thiếu, ngươi còn có chủ ý tốt gì không? Nếu như cưỡng ép phá vỡ thông đạo,
người có thể có nắm chắc mang mọi người ra ngoài. Lý Vân Tiêu từ đủ loại biểu hiện thể hiện tới bây giờ, nghiễm nhiên đã thành nhân vật lãnh tụ của mọi người, ý kiến của hắn cơ bản không ai phản đối. Hơn nữa lúc trước cũng là Lý Vân Tiêu cảm ứng khí tức Nam Hỏa Kim Tinh chấn động mới dẫn mọi người ra ngoài. Lý Vân Tiêu nói, cho dù thế cục như thế nào, Mạc Tiểu Xuyên ta phải cứu ra, cho nên đừng hy vọng ta dẫn đường rời đi. Về phần chư vị, hiện tại không chiếm được hỗn độn màu đỏ là khẳng định không cách nào mở thông đạo mê cung ra ngoài. Nếu như muốn mạng sống, tốt hơn là theo ta cứu Mạc Tiểu Xuyên, tiêu diệt ác linh A. Sắc mặt Trần Đức Hữu biến hóa, tức giận nói. Ngươi thật không ngờ ích kỷ như thế, không quan tâm tính mạng của mọi người. Lý Vân Tiêu nhìn hắn như thằng ngu, hừ lạnh nói. Đàm Tông Chủ, quản tốt thủ hạ trí tuệ thấp của ngươi, ta hiện tại tâm phiền ý loạn, rất không muốn nghe loại lời ngu xuẩn này. Ngươi! Trần Đức Hữu tức giận sắc mặt tái nhợt. Đối phương vậy mà trước mặt bao người mắng hắn trí tuệ thấp, nhìn qua Lý Vân Tiêu trọng thương, trong mắt hiện ra sát cơ. Đàm Địa Quân cũng phát giác được sát ý của hắn, hừ lạnh một tiếng, quát. Trần trưởng lão, lui ra. Những người còn lại nhìn qua ánh mắt Trần Đức Hữu, cũng đầy châm chọc, trong nội tâm mắng thầm, nói trí tuệ thấp là mắng không sai, không thể mang người ta đi ra ngoài, lại còn nói lời công chính vô tư, định gạt thằng ngu à. Vào thời khắc sinh tử tồn vong này, vậy mà cũng lấy ra nói trí tuệ thấp là quá nhân nhượng rồi, theo chúng ta thấy, ngươi làm gì có trí thông minh. Trần Đức Hữu quê quá hóa khùng, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, hắn bay qua một bên, không quan tâm mọi người. Tế Lâm trầm giọng nói. Vân Thiếu, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi cứu Mạc Tiểu Xuyên, mà là căn bản không có thực lực này. Ngươi ra giá, mang mọi người đi ra khỏi mê cung này, chỉ cần có tiền trả là được rồi, mọi người nhất định sẽ cho. Cần bao nhiêu nguyên thạch, cứ nói đừng ngại. Đừng nói cứu Mạc Tiểu Xuyên độ khó quá lớn, cho dù tiện tay hắn cũng không thể cứu, trong đó còn liên lụy đến một ít vấn đề trong thương hội nếu như bị Mạc Hoa Nguyên biết rõ, sợ rằng phiền toái lớn rồi. Cho dù không cân nhắc Mạc Hoa Nguyên, bản thân Mạc Tiểu Xuyên chính là cửu thiên võ đế, đủ cho hắn ăn thiệt thòi lớn rồi. Lý Vân Tiêu cũng đoán được một ít mánh khóe, Mạc Hoa Nguyên hứa hẹn với Lôi Phong thương hội có lẽ cũng là vì chuyện của Mạc Tiểu Xuyên. Điều này cũng giải thích vì sao lúc trước hỏi tới chuyện Mạc Tiểu Xuyên, Mạc Hoa Nguyên biểu lộ kịch liệt như thế. Xem ra Lôi Phong thương hội cũng có chuyện ẩn trong đó cả. Nhưng hiện tại hắn không có lực truy cứu, nhưng lại cần mượn lực lượng của thương hội. Thế lực khác cũng nhao nhao hưởng ứng, nói. Cứu chúng ta ra ngoài, mọi người cảm thấy có thể thực hiện sẽ gom góp nguyên thạch cho ngươi, mang mọi người đi ra ngoài đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua Tế Lâm. Ánh mắt này làm nội tâm Tế Lâm sợ hãi, dường như tất cả bí mật trong lòng đều bị đối phương thấy hết, toàn thân khó chịu không nói nên lời, lúng túng nói. Vân Thiếu, ngươi ra giá đi. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt lăng lệ, nói. Nếu như ta ra giá, cái giá nhất định là lấy đầu Tế Lâm ngươi, ngươi cho hay là không cho. Sắc mặt Tế Lâm đại biến, hắn lui lại vài bước, vạn phần cảnh giác, tức giận nói. Lý Vân Tiêu. Hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực, người muốn làm cái gì? Hắn vấn đề phòng Lý Vân Tiêu, lại quan sát biểu lộ của mọi người, càng xem nội tâm càng kinh, hắn dám khẳng định, nếu như Lý Vân Tiêu thực khai ra điều kiện này thì người ở đây không quan tâm mà lấy mạng của hắn. Nghĩ đến điểm này, lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa. Lý Vân Tiêu khẽ nói, yên tâm đi, cái đầu heo của ngươi ta không có hứng thú. Nếu không lúc trước cũng sẽ không cứu ngươi. Lời nói thật nói với các vị, Mạc Tiểu Xuyên có quan hệ không cạn với ta, là nhất định phải cứu, cho dù các ngươi có dốc toàn bộ gia sản ta cũng không thèm. Còn nữa, Mạc Tiểu Xuyên chính là công tử Mạc gia thành Hắc Thiết, nếu như bị thành Hắc Thiết biết rõ chuyện nơi đây, giận chó đánh mèo lên chư vị, ai cũng đừng mong còn sống đâu. Ba chữ thành Hắc Thiết vừa ra, làm đáy lòng mọi người lạnh giá. Tuy thành Hắc Thiết không phải bảy thế lực siêu cấp, nhưng tuyệt đối là tồn tại khiến bảy thế lực siêu cấp không dám trêu chọc. Cho dù Tế Lâm gần đây đắc ý có bối cảnh Lôi Phong thương hội, nhưng nếu để tổng bộ Lôi Phong thương hội biết hắn chọc người thành Hắc Thiết, không chút nghĩ ngợi sẽ hy sinh hắn để trấn an đối phương. Sau khi Đàm Địa Quân suy nghĩ, đã không thể ngờ còn có chuyện này, đành phải nói. Ý của Vân Thiếu là, mọi người cùng tiến lên khu vực hỗn độn màu đỏ kia. Ít nhất cũng phải bàn bạc kỹ hơn, cho mọi người một chút lòng tin. Nếu không thì mạo muội tiến vào,
có trời mới biết bên trong có nguy hiểm gì khác hay không. Ân, không tệ. Lý Vân Tiêu nói. Tình huống bên trong không ai biết cả, ngay cả thần thức cũng che đậy mất. Nhưng chư vị nên làm rõ một điểm, đi vào cứu Mạc Tiểu Xuyên cũng là cứu mạng của mình, đừng tưởng rằng đây chỉ là làm việc thay ta, bộ dáng không cam lòng, không nên dùng chuyện này miễn cưỡng ta. Nếu không khi chạy trối chết đừng có chạy theo ta ra ngoài nữa. Trên mặt mọi người đầy phiền muộn, cho dù thông đạo mở ra, không có Lý Vân Tiêu dẫn đầu, hơn phân nửa là ra không được. Hắn nói lời này rõ ràng đã cột mọi người lên chiến xa của hắn. Tuân Chi Minh nói. Vân Thiếu nói lời này rất đúng, đám người chẳng khác nào đang giúp mình. Cũng giống như Vân Thiếu ra tay cứu Tề hội trưởng lúc trước, mọi người đang ở trên một chiếc thuyền, tự nhiên phải đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn mới đúng. Huống hồ anh hùng thành Hắc Thiết đều là người đáng kết giao, cho dù không có tầng quan hệ của Vân Thiếu, hôm nay đụng phải việc này cũng sẽ đứng ra mà thôi. Sau khi biết rõ không đường để đi, Tuân Chi Minh vẻ mặt nghiêm túc, hắn tỏ rõ thái độ và lập trường. Tuy làm cho mọi người khinh bỉ, nhưng mấy đại cự đầu đã lên tiếng, bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Tốt, khó có được các vị như thế, chỉ cần chuyện này chấm dứt, ta nhất định sẽ hết sức mang mỗi người ra khỏi hãm cảnh. Nếu có lợi ích, cũng cam đoan mỗi một người đều có một phần, vấn đề chỉ là bao nhiêu. Lý Vân Tiêu bắt đầu thu nạp nhân tâm, mở miệng nói. Còn có Tế hội trưởng, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn lực giúp ta cứu người, như vậy trước đó ngươi làm cái gì? Ta có thể xóa bỏ, bằng không kê quả tự gánh. Trong lòng mọi người sinh ra hy vọng, cho dù là chạy trốn chết hay tìm được bảo tàng, có Lý Vân Tiêu hứa hẹn thì bọn họ càng cảm thấy được bảo đảm. Duy chỉ có Đàm Địa Quân và thế lực bản địa, tất cả đều có chút nhíu mày. Chuyện bảo tàng tạm thời không có bóng dáng, cho dù có chuyện đó, Lý Vân Tiêu dựa vào cái gì tiến hành phân phối, còn bảo lãnh một phần, hẳn thật sự cho rằng hắn có thể chia bảo tàng cho mọi người hay sao? Tất cả đều sinh lòng bất mãn. Sắc mặt Tế Lâm đại biến, lộ ra sợ hãi, dưới ánh mắt thanh tịnh của Lý Vân Tiêu, rốt cục dần dần kiên định, cắn răng nói. Tốt, ta sẽ tin Vân Thiếu một lần. Hắn cũng hạ quyết tâm rất lớn, nếu chuyện hắn làm lúc trước bị Mạc Hoa Nguyên hoặc là Thành Hắc Thiết biết rõ, không chỉ có Mạc gia muốn giết hắn, sợ là tổng bộ Lôi Phong Thương hội cũng sẽ giết hắn dẹp căm phẫn của Thành Hắc Thiết. Tuy hiện tại không biết Lý Vân Tiêu dựa vào cái gì cam đoan, nhưng mà hắn lại sinh ra một tia hy vọng, còn có tín nhiệm khó hiểu. Tốt, chuyện kế tiếp hy vọng mọi người đồng tâm hợp lực. Nếu có người sinh ra nhị tâm đừng trách ta không nhắc nhở, trực tiếp chết dưới bảo kiếm của ta. Ngữ khí của Lý Vân Tiêu phát lạnh, cứu Mạc Tiểu Xuyên là phải là, không được phép có kẻ nào phá hư. Tế Lâm chậm rãi nói ra. Yên tâm đi, đây chính là vì lợi ích và tính mạng của mọi người. Như thế thì tốt. Tất cả mọi người điều thức một chút, khôi phục nguyên khí, đợi lát nữa theo ta cùng xông lên. Lý Vân Tiêu nói xong bắt đầu ngồi xuống đất, bắt đầu ngồi xếp bằng vận khí điều thức cùng chữa thương. Kỳ thật muốn giải cứu Mạc Tiểu Xuyên cũng không khó, chỉ cần kéo hắn vào trong giới thần bi thì tất cả tự nhiên do mình khống chế. Nhưng đối phương hiện tại không có thần trí, muốn dựa vào tinh thần lực tiến vào thức hải đối phương là không có khả năng, chỉ có phong ấn thân thể của hắn ngắn ngủi mới có thể kéo vào giới thần bi. Sau đó dựa vào thực lực của mình và lực lượng viên cao hàn bức ác linh kia ra ngoài. Hồ lô tiểu kim cương cũng đứng bên cạnh Lý Vân Tiêu, nó ngồi xếp bằng xuống, đánh pháp quyết tu luyện, làm cho tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao khôi lỗi có thể ngồi xuống. Nhưng trừ khôi lỗi ra, tất cả mọi người cũng không nghĩ ra đó là thứ gì. Nếu nói là yêu thú thì thiếu linh tính, hơn nữa Lý Vân Tiêu không thể nào là thuần thú sư, thực lực bản thân cường đại như thế. Căn bản không có thời gian hao phí phương diện huấn luyện thú. Không nghĩ ra thì đừng có nghĩ nữa, huống hồ bí mật trên người Lý Vân Tiêu quá nhiều, các loại thủ đoạn cũng quá nhiều, mọi người không xem xét không hiểu, chỉ có thể tự để bụng mà thôi. Mọi người phần lớn là hao tổn nguyên khí, cũng không có bị thương. Chỉ có Lý Vân Tiêu cùng Tế Lâm thụ một ít nội thương, sau khi trải qua điều tức thì khỏi hẳn, rốt cục dưới sự dẫn dắt của Lý Vân Tiêu nhảy vào khu vực hỗn độn màu đỏ kia. Bên trong rất mông lung, phân không rõ Nam Bắc, cả thiên địa bao phủ trong một tầng sương mù, chỉ thấy phía trước, chung quanh không thấy gì cả. Nơi này là, vì sao có thể? Tất cả mọi người quá sợ hãi, Đàm Địa Quân cũng ngưng trọng nói. Trong sương mù có không gian khác sao? Từ bên ngoài nhìn chỉ có phạm vi hơn 100 mét mà thôi, dĩ nhiên là khoảng trời riêng, lần này có phiền toái.
Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Cấm chế rất cường đại, cũng chỉ có theo từ mỏ vào đây, dựa vào lực lượng của mỏ khoáng không ngừng rót vào mới có thể bố trí được cấm chế như thế, vận chuyển ngàn năm vạn năm bất diệt. Chư vị đi theo ta. Hắn phi thân bay lên cao, không gian này tràn ngập khí tức của Nam Hỏa Tinh Kim, nhưng hắn vẫn có thể bắt được lực chấn động yếu ớt của Mạc Tiểu Xuyên lưu lại, nhìn chuẩn phương hướng sau đó tiến lên. Mấy trăm người bay theo sau hắn, đến loại địa phương này, khắp nơi đều cổ quái và nguy hiểm. Cho dù người nào không muốn góp sức cũng phải tiến lên, theo sát đội ngũ là an toàn nhất. Phía trước đó là... Sau khi phi hành một lát, tầm mắt Lý Vân Tiêu trông thấy ở đường chân trời có tế đàn to lớn, rất nhanh tất cả mọi người trông thấy nó, đồng tử tất cả đều mở to, miệng mở lớn có thể nhét trứng gà vào. Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, một tòa tế đàn được xây dựng bằng Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên. Tế Lâm nghẹn ngào kinh hô lên, trong mắt đầy kinh ngạc, thân thể của hắn run rẩy, hét lớn. Trời ạ, đây là Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên xây dựng thành tế đàn, ta hoa mắt sao? Bởi vì trong hỗn độn này không cách nào thi triển thần thức, chỉ có thể dựa vào ánh mắt quan sát, mặc dù là nhìn thấy thì hắn cũng không tin vào mắt của mình. Những người còn lại dừng lại, bắt đầu xoa hai mắt, nhao nhao hoài nghi mình nhìn lầm. Lý Vân Tiêu cũng vô cùng kinh hãi, nếu nói tòa tế đàn này thật sự xây dựng bằng Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, giá trị của nó có thể so sánh với pho tượng chế tạo bằng thiên chiếu khuyết kim trong giới thần bi, hoặc là bảy cái bắc thiên hàn tinh thiết. Chư vị đừng quá kích động, mắt thấy chưa chắc là thật, cho dù toàn bộ mạch khoáng thành Nam Hỏa ngưng tụ rất nhiều, trải qua vạn năm cũng chưa chắc có nhiều tinh nguyên như thế, cho nên có vấn đề. Lý Vân Tiêu nói ra lời này rất tỉnh táo, tuy là như thế, nhưng nội tâm vẫn không nhịn được động tâm. Nam Hỏa Kim Tinh Quáng là thiên tài địa bảo, chứ có thể dùng đến luyện khí ra, cũng có thể làm nguồn năng lượng cho võ giả hỏa hệ. Mà Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên càng là tinh hoa ngưng tụ mà sinh. Cùng loại với cực phẩm nguyên thạch và đan dược. Phải biết rằng căn cứ nguyên khí ẩn chứa mà phân ra đẳng cấp hối đoái, một quả nguyên đan đủ để hối đoái 100 viên cực phẩm nguyên thạch, vạn viên thượng phẩm, trăm vạn viên trung phẩm. Lý Vân Tiêu gõ mọi người 10 tỷ trung phẩm nguyên thạch, hối đoái ra cũng chỉ được 1 vạn viên nguyên đan mà thôi. Mà đột nhiên nhìn thấy một tòa tế đàn được xây dựng toàn bằng nguyên đan, hắn còn không kích động điên lên hay sao? Đặc biệt là những võ giả hỏa hệ đã ẩn ẩn không thể khống chế cảm xúc của mình, nếu như trước mắt thật sự là Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, tu luyện hơn 10 năm, cho dù là đột phá võ đế cũng không phải không được. Tuy lời của Lý Vân Tiêu làm cho không ít người tỉnh táo lại, nhưng đều sinh ra mong đợi, không thể tự kiềm chế được. Đàm Địa Quân trầm giọng nói. Vân Thiếu, cho dù tế đàn trước mắt là giả, trong đó tất nhiên cũng ẩn chứa không ít tinh nguyên. Nếu không tuyệt đối không có khí tức chấn động cường đại như thế. Chúng ta có nên xác định cách phân phối bảo tàng trước mắt hay không? Hắn nói ra lời này làm mọi người sinh ra cảnh giác, tất cả đều vẽn tai lắng nghe. Trong mắt Lý Vân Tiêu mang theo tức giận, trầm giọng nói. Hiện tại còn không rõ ràng nó là thật hay không, đã nghĩ ngợi chia đồ vật. Người ta muốn cứu còn không thấy bóng dáng, Đàm Tông Chủ, ta cảm thấy ngươi rất không lương thiện a. Đàm Địa Quân không sợ hãi, nói. Mọi người đi tới nơi đây đều là vì bảo tàng mà tới, cũng không phải là vì tới cứu bằng hữu của ngươi. Cứu người chỉ là chúng ta giúp ngươi một tay mà thôi, tầm bảo mới là mục đích ban đầu, cũng là mục tiêu cuối cùng nhất. Tuy hắn nói lời này là lời tâm khảm của mọi người, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lý Vân Tiêu, Đàm Địa Quân vẫn sinh lòng kiêng kỵ, nói. Đương nhiên, cứu người vẫn thập phần trọng yếu, mọi người tự nhiên sẽ không quên. Trong lòng Lý Vân Tiêu cực kỳ bực bội, hiện tại có bánh ngọt cực lớn xuất hiện, lúc trước bởi vì chuyện Mạc Tiểu Xuyên mà ngưng tụ nhân tâm đã tan rã, hắn cũng biết nếu giờ phút này không phân phối lợi ích, sợ rằng mọi người sẽ sinh ra oán niệm, rất khó chuyên tâm ra sức. Vậy Đàm Tông Chủ nói nên phân chia cái bánh ngọt này như thế nào? Lý Vân Tiêu thu liếm khí tức băng hàn toàn thân, nhẫn nại lạnh lùng nói ra. Đàm Địa Quân mỉm cười, nói. Rất đơn giản. Mặc kệ trước mắt có phải là thật hay không, có bao nhiêu thứ tốt trong đó. Bắc Đấu Tông trước tiên cầm một nửa là được, còn lại tùy tiện chư vị làm sao chia cứ việc. Dù sao nơi này là mọi người thiên tân vạn khổ tìm được, chúng ta cũng không thể quá phận. Ha ha, quả nhiên không quá phận a lão thất phu, người ngại mạng mình dài. Tế Lâm cười lạnh liên tục, khẽ nói. Nếu Bắc Đấu Tông lấy đi một thành, ta nghĩ các vị ở đây sẽ đồng ý đấy. Ha ha. Một thành,
Tế lão thất phu, người thật đúng là dám nói mà. Sắc mặt Đàm Địa Quân rét lạnh, người Bắc Đấu Tông lập tức cảnh giác, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bảo bọn họ đối kháng Mạc Tiểu Xuyên đó là không có can đảm, nhưng mà đối phó người thương hội thì không sợ chút nào. Tế Lâm cũng không sợ hãi chút nào, cười lạnh nói. Người có thể hỏi hỏi mọi người, ai đồng ý các ngươi cầm 5 thành. Cho dù là 1 thành, ta đồng ý cũng vô dụng, sợ rằng chưa chắc mọi người đồng ý đấy. Tuân Chi Minh nói. 1 thành vẫn đồng ý, nhưng mà 5 thành, ha ha, Đàm Tông Chủ, người mới nhậm chức không lâu, có chút quá nóng vội rồi. Tiêu Minh Huy nói. Không bằng như vậy, kẻ hèn này sơ lược chia làm 5 phần. Bắc Đấu Tông, Thiên Hà Tông, Ta Tân Nguyệt Tông, Thương Minh Chư Vị, tất cả chiếm 1 phần. Còn lại 1 phần chia cho các vị còn lại, thấy thế nào? Không chờ hơn 100 tên tán tu phản đối, Tế Lâm phun nước bọt ra, hừ lạnh nói. Ta nhổ vào, Tân Nguyệt Tông các ngươi cũng có tư cách chia đều với thương hội chúng ta sao? Tân Nguyệt Tông không thể tính toán là một phương thế lực, có lẽ nên tính với tán tu, cộng đồng cầm 1 phần là được. Sắc mặt Tiêu Minh Huy trầm xuống, tức giận nói. Tế Lâm, ngươi không nên nói lời vô dụng tại đây, ngươi phải cầm ra phương án tất cả mọi người tin phục a. Tuân Chi Minh nói. Lôi kéo nhau như thế không có biện pháp. Hắn nhìn qua Lý Vân Tiêu lạnh nhạt bên cạnh, hỏi. Không biết Vân Thiếu có đề nghị gì. Lý Vân Tiêu xoay người sang chỗ khác, vậy mà đi nhanh về phía tế đàn, hừ lạnh nói. Một đám ô hợp, phân bảo tàng con em ngươi, người có khả năng thì có được, người vô năng người xéo đi, bản thiếu gia phải đi cứu người, trở về lại đến hảo hảo nói chuyện bảo tàng với các ngươi. Trong lòng của hắn sinh ra cảm xúc bực bội. Càng ngày càng cảm thấy những người trước mắt này hoàn toàn không đáng tin, còn không bằng tự mình đi cứu người. Về phần những bảo tàng này, chỉ cần hắn thuận lợi cứu Mạc Tiểu Xuyên ra, lại đi tìm đám người này nói chuyện thật tốt, không có suất lực giúp hắn cứu người thì đừng hòng cầm 1 khối nguyên thạch nào cả, ngay cả cửa mê cung cũng không cần đưa bọn chúng ra ngoài. Cẩn Huyên vội vàng theo sau, tuy thực lực của nàng thấp, nhưng không ngại cùng hắn vào sinh ra tử. Nếu không có Lý Vân Tiêu thì nàng đã sớm chết từ lâu rồi. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi lưu lại chỗ này với bọn họ, phía trước quá mức quỷ dị, ta sợ không thể phân tâm chiếu cố ngươi. Hắn không muốn mang Cẩn Huyên thu vào giới thần bi, tuy là hảo hữu, nhưng chuyện giới thần bi ít người biết thì tốt hơn. Tuy Cẩn Huyên cực kỳ không muốn, nhưng cũng biết Lý Vân Tiêu nói đúng, nàng khổ sở nói. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, có thể cứu người thì cứu. Không thể thì đừng quá miễn cưỡng. Đã người nọ là công tử Thành Hắc Thiết, chỉ cần truyền âm qua, Thành Hắc Thiết tự nhiên sẽ phái người tới cứu. Cẩn Huyên nói lời này làm mấy đại thủ lĩnh như Tế Lâm sinh ra dùng mình, sinh ra cảnh giác, không có hảo ý nhìn qua Cẩn Huyên. Nếu chuyện nơi này truyền về Thành Hắc Thiết, gây chuyện không tốt còn liên quan tới rắn rít địa phương bọn họ. Nếu có thể cứu ra Mạc Tiểu Xuyên ra thì khá tốt, không thể thì cũng không được làm lộ tin tức ra ngoài. Đàm Địa Quân tiến lên vài bước đuổi theo Lý Vân Tiêu, nói. Vân Thiếu, làm gì vội trong nhất thời? Đợi mọi người phân phối lợi ích xong, cùng nhau giúp người cứu người chẳng lẽ không được sao? Ý nghĩ trong lòng của hắn là không muốn Lý Vân Tiêu một người tiến vào tế đàn, vạn nhất bên trong có bảo vật gì thì chẳng phải hắn sẽ chiếm trước hay sao? Ánh mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trong tay sinh ra kiếm quang, hóa thành một đạo hàn quang như thu thủy tích tụ trên kiếm, quát. Xéo đi cho bản thiếu gia, không muốn đi hỗ trợ thì thôi, kẻ nào ngăn cản ta, ta giết kẻ đó trước. Kiếm khí của hắn bắn ra, trực chỉ vào Đàm Địa Quân. Hồ Lô Tiểu Kim Cương bên cạnh cũng đánh ra thức mở đầu kim căng quyền, chuẩn bị tùy thời ra tay. Một kiếm một quyền ẩn mà không phát, trực chỉ Đàm Địa Quân, làm cho hắn cảm thấy có áp lực vô hình bao phủ, lập tức mở miệng nói. Vân Thiếu hiểu lầm. Mạc Tiểu Xuyên đã bị ác linh phụ thể lâu như thế, cũng không vội một lát. Tế Lâm cũng nghĩ tới điểm mấu chốt trong đó, vội nói. Nói không sai, nhiều người lực lượng lớn. Hơn nữa không giải quyết ác linh trong người Mạc Tiểu Xuyên, tất cả mọi người không có cách nào đi ra ngoài, mặc dù lấy được bảo tàng cũng chỉ có đường chết mà thôi. Hắn nói lời này giống chậu nước lạnh dội xuống, tưới vào những cái đầu nóng đang muốn chia bảo tàng kia. Đúng vậy à. Không giải trừ ác linh, cho dù được bảo tàng cũng không cách nào đi ra ngoài. Không giúp Lý Vân Tiêu cứu người, hắn không chịu mang mọi người thoát ra khỏi mê cung, ở lại đây chỉ có đường chết mà thôi.
tâm tư chia bảo tàng của mọi người mất đi, tiếp tục cân nhắc chuyện chạy trốn chết. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Các ngươi cũng biết, bản thiếu gia đã nói rồi, phàm là kẻ không ra tay cứu người, đừng hy vọng cầm một khối khoáng thạch, cũng đừng hy vọng đi theo bản thiếu gia ngoài. Về phần quyết định thế nào là chuyện của các ngươi, tránh ra cho ta. Hắn chém ra một kiếm, lập tức hồ lô tiểu kim cương cũng đánh ra một quyền, kiếm quang cùng quyền phong giao thoa lẫn nhau, Đàm Địa Quân đang cản đường cũng tránh né qua một bên. Sắc mặt Đàm Địa Quân âm trầm bất định, Tuân Chi Minh tiến lên hỏi. Hiện tại như thế nào cho phải, người này quá mức trọng yếu, phải bảo vệ tánh mạng hắn mới được. Đàm Địa Quân ân một tiếng, nói. Đã như vậy, chuyện phân phối để sau đi, giải quyết ác linh và cứu người làm chủ. Thủ lĩnh thế lực bản địa đã quyết định như thế, mọi người thu hồi hào khí dương cung bạt kiếm, đuổi theo Lý Vân Tiêu mà đi. Cẩn Huyên cũng cùng đi, còn có Mai Đông Nhi. Ánh mắt Mai Đông Nhi mang theo thần thái hâm mộ khó nói nên lời, trong nội tâm mình ai oán nói, nếu ta có thể giống như Cẩn Huyên tỷ tỷ thì thật tốt, có thể tùy ý đuổi theo Vân Tiêu đại ca. Nàng đang ở trong Bắc Đấu Tông, phải nghe theo mệnh lệnh, thân bất do kỷ. Tế Lâm hừ lạnh nói. Sau đó lại phân cũng được. Có lẽ sẽ không có nhiều người như vậy, cũng giảm rất nhiều miệng lưỡi. Hắn xuất lĩnh người thương hội theo sát phía sau, trừ phân phối lợi ích ra, hắn còn có nguyên nhân quan trọng hơn, chính là Lý Vân Tiêu hứa hẹn bỏ qua hiềm khích lúc trước. Đây là hứa hẹn bảo vệ tính mạng của hắn. Đám võ giả tán tu tuy nhiều người không tình nguyện, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể cẩn thận theo phía sau. Đám người kia là thực lực yếu nhất, cũng là không đáng tin cậy nhất. Muốn bọn chúng xuất lực là không quá sự thật. Lý Vân Tiêu nhìn qua mọi người đi theo, hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải hắn không nắm chắc cứu Mạc Tiểu Xuyên, cũng sẽ không kéo đám ô hợp này theo. Hắn đi đầu, nhanh chóng đi về phía tế đàn, từ trên cao nhìn xuống. Tế đàn này có khí tức màu đỏ quanh quẩn, chẳng khác gì khí tức trên người Mạc Tiểu Xuyên lúc trước, khiến người ta không thấy rõ chân tướng. Nhưng khí tức Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên bành trướng. Mặc dù là hắn cũng không nhịn được hút vài hơi. Thời điểm này lỗ chân lông toàn thân như nở ra, ngàn vạn lỗ chân lông không ngừng hấp thu khí tức này, đại lượng nguyên tố hỏa hệ tiến vào trong kinh mạch, cuối cùng rót vào trong đan điền. Nhưng làm hắn không ngờ là, linh khí trùng kích lại mạnh mẽ như vậy, làm cho hắn rất khiếp sợ. Rất nhanh mọi người cũng bay tới, cảm nhận được khí tức này, vô cùng kinh hãi, nhiều hơn chính là vui mừng như điên. Đàm Địa Quân cả kinh nói. Chẳng lẽ tế đàn thật sự là Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên? Chuyện này làm sao có khả năng? Ngay cả hắn cũng không tin. Lý Vân Tiêu nói. Là thật là giả, xuống dưới xem là biết. Hắn dẫn đầu bay xuống, xuyên qua khí tức hỗn độn màu đỏ, không có gặp được bất luận trở ngại gì, hắn tiến vào tế đàn. Mặt tế đàn phạm vi 50 mét, cũng không phải rất lớn. Hơn nữa tạo hình đơn giản, không có vật gì. Nhưng ở sân thượng có một cửa vào, có thể thông vào bên trong. Lý Vân Tiêu bước vào tế đàn, lập tức cảm nhận được lực lượng nguyên tố hỏa hệ cường đại tiến vào thân thể, thậm chí muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Đột nhiên Yêu Long truyền âm, nói. Mặc kệ tế đàn này xảy ra chuyện gì, ít nhất tinh nguyên chi khí là không giả, ngươi chỉ cần ở trong loại năng lượng bành trướng này tu luyện 5 năm 3 năm, có hy vọng trở lại võ đế đỉnh phong. Lý Vân Tiêu cũng động tâm. Nguyên lực nơi đây rất mạnh mẽ, so với thành thành viêm vũ thì đây chính là nguyên đan trồng chất trước mặt, làm cho bất luận võ giả gì cũng điên cuồng. Kim tinh nguyên, quả nhiên là Nam Hỏa Kim tinh nguyên, ha ha. Lúc này tất cả võ giả bay tới, ngay từ đầu điên cuồng lên, sau đó không ngừng hít sâu, thậm chí có người móc binh khí ra đào móc. Rầm rầm rầm, bốn phía có âm thanh đập phá, nhưng mà rất nhiều võ giả đập vào tế đàn. Lại hoảng sợ phát hiện không cách nào run chuyển mảy may. Mai Đông Nhi tu luyện chính là thủy hệ, tuy trong kim tinh nguyên ẩn chứa nhiều nguyên khí, nhưng lại làm nàng cực kỳ không khỏe, lực lượng hỏa hệ vừa vào thân thể, cần vận dụng nhiều nguyên khí ngăn cản lại, bảo trì thân thể bình thường, thực lực giảm bớt đi nhiều. Những võ giả hỏa hệ không ngừng hấp thu, tu luyện ở đây một ngày có thể chống đỡ tu luyện ở bên ngoài mấy tháng. Đám người Đàm Địa Quân đã sớm vây quanh cửa ra vào. Ngờ vực vô căn cứ bất định, bên trong đen kịt, thần thức không thể thăm dò. Lý Vân Tiêu nói, Tiểu Xuyên nhất định ở bên trong, loại địa phương này tất nhiên là hang ổ của ác linh. Nếu ta không có đoán sai thì ác linh sinh ra từ đây. Đàm Địa Quân nói, đúng vậy,
chỉ có tồn tại nam hỏa kim tinh nguyên nhiều như thế mới có thể tạo thành linh. Nếu như nơi này là hang ổ của nó, vậy. Trong mắt của hắn hiện ra thần sắc ưu sầu. Tuân Chi Minh nói. Ngươi nói chiến lực cẩu nó. Đàm Địa Quân gật đầu nói. Đúng vậy, nếu như tác chiến ở đây, lực lượng của nó vô cùng vô tận, vĩnh viễn không suy kiệt. Trừ phi chúng ta có thể liên hợp chế ngự nó, nếu không một khi chiến đấu, chúng ta sẽ lâm vào hạ phong. Lý Vân Tiêu nói. Không gian nơi này quá nhiều, nhiều người tay tạp. Không bằng mấy người các ngươi theo ta xuống dưới, ngươi còn lại lưu ở đây, xuống dưới cũng không làm được chuyện gì. Mấy người nhìn nhau, đều lộ ra vẻ lo lắng. Tuy thực lực của bọn họ cường hãn, nhưng mà cũng không muốn dùng thân mạo hiểm. Huống hồ tu luyện càng lâu, lại càng tiếc mạng. Dù sao phía dưới có cái gì, không ai biết được. Lý Vân Tiêu nhìn ra mọi người băn khoăn, nói. Ta không miễn cưỡng chư vị, cân nhắc lời ta nói rõ ràng. Ta không hy vọng ở bên dưới sinh ra tình huống ta không muốn nhìn thấy, nếu không đừng trách ta trở mặt tại chỗ. Hắn nói xong cũng ngồi xếp bằng xuống, trắng trợn hấp thu khởi nguyên khí. Loại địa phương này, bất luận kẻ nào cũng không muốn lãng phí một chút thời gian nào cả. Mấy trăm tên võ giả ngồi trong không gian nhỏ hẹp, đều nhao nhao ngồi xếp bằng tu luyện. Trừ những võ giả thủy hệ, những người còn lại được lợi ích không nhỏ. Mặc dù là võ giả thủy hệ đau khổ trèo chống nguyên tố hỏa hệ xâm nhập, cũng là đạt được rèn luyện thật lớn. Lý Vân Tiêu càng không cần nói, toàn lực thi triển ra nhất khí tạo hóa quyết, lỗ chân lông toàn thân nở ra. Trên làn da sinh ra âm thanh tê tê, mà mắt thường có thể thấy từng cơn gió lốc màu đỏ sinh ra ngoài thân của hắn. Lý Vân Tiêu tu luyện sinh ra dị tượng làm cho vài tên nhân vật đầu não kinh hãi. Bọn họ có thể phát giác được nguyên khí bị Lý Vân Tiêu hút vào là kinh khủng cỡ nào, nhìn nhau vài lần, nội tâm kiêng kỵ không dứt. Mấy người nhẹ nhàng động động bờ môi, truyền âm trao đổi, trong mắt mang theo biến hóa phức tạp, cuối cùng nhất dường như tạo thành nhận thức chung. Đàm Địa Quân đánh gãy Lý Vân Tiêu tu luyện, nói. Vân Thiếu, mấy người chúng ta sẽ theo ngươi xuống dưới. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, lực hấp thu cũng biến mất, lập tức dị tượng biến mất, nói. Vậy làm phiền chư vị. Sau đó liền đứng người lên, cùng Hồ Lô Tiểu Kim Cương đi vào trong cửa vào. Tế Lâm, Đàm Địa Quân, Tuân Chi Minh, Tiêu Minh Huy bốn người theo sát phía sau, đám người còn lại tiếp tục tu luyện, chờ tin tức. Trong tế đàn lờ mờ, dưới tình huống này không cách nào dùng thần thức dò xét, chỉ có thể ngưng tụ ra hỏa diễm chiếu sáng, lập tức chiếu rọi nơi đây sáng ngời. Bên trong vậy mà thập phần đơn giản, không có phức tạp và nguy hiểm như bọn họ nghĩ. Đây là một đại điện, trung ương có một pho tượng to lớn. Mà Mạc Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng trước pho tượng, thần thái tường hòa, thu liễm tất cả nguyên khí, thành kính cầu nguyện. Năm người tiến lên thật nhanh, ở trên không lập tức hình thành trận thế bao phủ, vây Mạc Tiểu Xuyên vào trong đó. Thần sắc Lý Vân Tiêu ngưng trọng, trong lúc đó dường như phát hiện cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, toàn thân chấn động, hoảng sợ thiếu chút nữa kinh hô. Chỉ thấy vật liệu đá này điêu khắc một nữ nhân. Dung mạo quỷ dị xem không rõ ràng, mà từ hình thể, vậy mà giống như đúc pho tượng do thiên chiếu khuyết kim tạo thành. Hi! Lý Vân Tiêu bị hình dáng pho tượng làm giật mình, trong lòng hít khí lạnh, chỉ cảm thấy một dòng khí lạnh từ lưng xông lên đầu. Trong đầu có vô số ý niệm hiện ra, nhưng cho dù thế nào cũng không rõ, vì sao trong bảo tàng Bắc Hà Tông lại có bức tượng giống như đúc cái ở trong vực ngoại tinh không. Nhưng mà từ tế đàn do Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên cấu tạo mà thành. Tuy hình thể cực lớn, nhưng giá trị còn chưa sánh bằng pho tượng bằng thiên chiếu khuyết kim. Lúc này hắn cũng hiểu, cả tế đàn này dù nói làm bằng Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, nhưng Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên cũng chỉ có pho tượng này mà thôi. Vân Thiếu, như thế nào? Đối diện hắn là Tế Lâm, không nhìn qua pho tượng sau lưng, chỉ phát hiện Lý Vân Tiêu kinh hãi cho nên hỏi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đàm Địa Quân đứng bên trái Lý Vân Tiêu. Hắn cũng phát hiện ra pho tượng, đại hỉ nói. Thì ra Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên chính thức là pho tượng này, đây là tài phú lớn cỡ nào. Trong mắt của hắn sinh ra tham lam, hắn đã quên đi nhiệm vụ, mà là nhìn chằm chằm vào pho tượng đầy si ngốc. Không tốt. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cả kinh, sợ hãi nói. Đều nhắm mắt lại, không nên nhìn vào mặt pho tượng kia. Gương mặt của pho tượng vốn đã quỷ dị, là khó có thể thấy rõ. Nhưng mà bây giờ ngưng mắt nhìn, vậy mà bắt đầu dần dần rõ ràng, nhưng mà lúc pho tượng hiện ra rõ ràng,
mi tâm Lý Vân Tiêu sinh ra chấn động, lúc này mới kéo hắn từ thất thần tỉnh táo lại. Tinh thần lực của hắn cường đại như thế đều thiếu chút nữa trúng chiêu trong vô hình, huống chi là người khác. Hắn hét lớn một tiếng nhưng đã, Trừ Tế Lâm đưa lưng về phía pho tượng ra, trên mặt ba người còn lại biến thành ngây ngốc, nguyên khí toàn thân bành trướng cũng tiêu tán ra, hai tay buông lỏng, tâm thần bị chấn nhiếp, đứng ngây ngốc trên không trung. Tế Lâm cũng phát hiện dị trạng của ba người, càng sợ tới mức không dám quay đầu lại, chỉ sợ hãi nói. Xảy ra chuyện gì, ba người bọn họ thế nào? Lý Vân Tiêu nói. Hỏng bét tranh thủ thời gian phong ấn ba người bọn họ. Hắn nói xong cũng thi triển ấn quyết cực nhanh, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy tàn ảnh hiện ra trên không trung, đầu tiên là vỗ vào người Đàm Địa Quân. Toàn thân Đàm Địa Quân chấn động mạnh, liền lập tức mất đi chi giác, trực tiếp rơi xuống đất. Lý Vân Tiêu một chiêu đắc thủ, lập tức đánh về phía Tuân Chi Minh. Thế nhưng mà đã muộn, gương mặt Tuân Chi Minh ngây ngốc biến thành dữ dằn, hét lớn một tiếng liền giơ tay lên, một ngón tay lâm không điểm xuống, hào quang vạn trượng bắn ra ngoài, bắn ra hơn 10 đạo chỉ mang phá không bay tới. Cùng lúc đó, Tiêu Minh Huy bên kia cũng ra tay, nhưng mà mục tiêu là Tế Lâm, một đạo kiếm khí vô hình và bá đạo ngưng tụ trên không trung, sau đó chém thẳng vào Tế Lâm. Xảy ra biến cố như thế, làm cho hai người đều không kịp đề phòng. Lý Vân Tiêu vội vàng vung vẩy Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm ngăn cản chỉ mang, nhưng Tuân Chi Minh tuy không phải võ tôn đỉnh phong, cũng không khác nhau lắm, chỉ mang của hắn không phải ai cũng có thể ngăn cản, toàn thân của hắn hóa thành màu vàng, mấy đạo chỉ mang bắn vào thân thể, máu tươi chảy ra ngoài. Sau đó Hồ Lô Tiểu Kim Cương mới kịp phản ứng, hét lớn một tiếng biến thân cực lớn ngăn cản trước mặt Lý Vân Tiêu, lúc này mới biến nguy thành an. Mà quanh người Hồ Lô Tiểu Kim Cương đều là tỷ liệu cửu giai luyện chế thành, căn bản không ý kỵ công kích cấp võ tôn, nó lăng không bay thẳng về phía Tuân Chi Minh. Bên kia Tế Lâm tránh thoát kiếm quang của Tiêu Minh Huy, cũng tiện tay lấy cục gạch ra, hai người chiến với nhau. Cục gạch của Tế Lâm là huyền khí bát giai, tuy không bằng vũ vu nhất trạc bình hồ kính nhưng hắn cũng đã luyện hóa nhiều năm, vừa ra tay đã thay đổi hoàn cảnh xấu. Đáng tiếc cục gạch này bị Mạc Tiểu Xuyên đánh tan rất nhiều linh khí, giờ phút này chiến đấu với Tiêu Minh Huy cũng chỉ ngang tay mà thôi. Lý Vân Tiêu bị chỉ mang của Tuân Chi Minh làm tổn thương, lập tức từ không trung rơi xuống, đứng trong đại điện nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên thờ ơ ngồi dưới đất, một mặt yên lặng chữa thương, hắn không vội ra tay, ước gì kéo dài thời gian cho tới khi địa chiến chấm dứt. Nhưng mà mong muốn không được như hiện thực, Mạc Tiểu Xuyên mở mắt ra, lệ khí lăng lệ bắn ra khỏi mắt của hắn, vậy mà không phải đỏ bừng trúng độc, ngược lại rất thanh minh. Ngươi khôi phục. Lý Vân Tiêu cả kinh, đại hỉ hỏi thăm, trong lòng sinh ra sóng gió ngập trời, khó có thể ức chế cảm xúc của mình. Ánh mắt Mạc Tiểu Xuyên nhìn qua hắn một cái, mở miệng nói. Ngươi là người phương nào? Giọng của hắn vô cùng bình tĩnh, cũng không có bộ dáng ác linh nhập vào người, ánh mắt linh quang lóe lên, cũng không giống mất thần trí. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, mới nói. Thì ra là Lôi Phong Thương Hội. Hừ, Tế Lâm, các ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta sao? Lý Vân Tiêu lập tức xác định Mạc Tiểu Xuyên thần trí rõ ràng, lập tức đại hỉ nói. Tiểu Xuyên, ngươi lúc trước bị ác linh xâm nhập vào thân thể là sao? Hiện tại có khỏe chưa? Mạc Tiểu Xuyên ngưng mắt liếc hắn một lát, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, nói. Ngươi là người phương nào? Rõ ràng chưa từng gặp qua, nhưng mà làm sao lại có cảm xúc như biết rõ? Đột nhiên hắn cả kinh, quát. Ngươi là thiếu niên lúc trước chiến đấu với ta, sau đó thi triển trảm yêu. Trong mắt của hắn bắn tinh quang. Thân thể vào thời khắc này kìm lòng không được run rẩy lên, cảm xúc xuất hiện chấn động thật lớn, nói. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tại sao lại biết trảm yêu? Dường như hắn có suy đoán trong lòng, bi thương nói. Hẳn ngươi là đệ tử cuối cùng sư phó Thu Nhân A. Nghĩ tới đây, hai hàng nước mắt chảy dài, bi phẫn nói. Đáng hận Mạc Tiểu Xuyên bất tranh khí, vậy mà vô lực thăm dò nguyên nhân cái chết của sư phụ. Hiện tại càng bị vây khốn tại đây, không biết ngày nào mới có thể thấy mặt trời, thật đáng hận. Hắn nện một quyền xuống đất, hào quang màu đỏ hiện ra, thân thể run rẩy do cảm xúc chấn động mãnh liệt, quanh người có khí tức màu đỏ hiện ra, con mắt cũng dần dần chuyển thành màu đỏ. Lý Vân Tiêu kinh hãi, sợ hãi nói. Tiểu Xuyên, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trên mặt Mạc Tiểu Xuyên tràn đầy vẻ thống khổ, đột nhiên quát.
Đi, đi mau, ác linh muốn khống chế thân thể của ta. Hắn thống khổ quay cuồng trên mặt đất, giống như một con cá nhỏ nằm trên thớt, hai tay bụng đùa, muốn thủ hộ linh đài thần thức không bị ác thú xâm nhập. Trong lòng Lý Vân Tiêu đại chấn, vội vàng xông lên phía trước, hai tay nhanh chóng niết bí quyết, hình thành một phong ấn tiện tay giáng xuống, muốn phong bế hắn trong nháy mắt, sau đó trực tiếp kéo vào trong giới thần bi. Nhưng phong ấn đánh vào, ác linh hiện ra lần nữa, gương mặt khủng bố giống to lên, ngăn cản phong ấn của Lý Vân Tiêu. Thái cổ thiên mục trên mi tâm Lý Vân Tiêu bỗng nhiên mở ra, phượng hoàng chân hỏa bắn ra ngoài thiêu đốt ác linh. Ánh mắt ác linh đầy sợ hãi, nó kêu to thảm thiết vài lần, phát hiện thần hỏa của đối phương không có cường đại như thế, không hề sợ hãi giống lúc trước, không ngừng tuôn lực lượng trong người ra ngăn cản thần hỏa. Nội tâm Lý Vân Tiêu khẩn trương, hắn biết nó là ác linh hỏa hệ, có sức miễn dịch tự nhiên với hỏa diễm, tuy phượng hoàng chân hỏa đẳng cấp áp chế nó. Nhưng Lý Vân Tiêu có thể thi triển ra thập phần có hạn. Song phương giao thủ với nhau, hồn lực của hắn suy kiệt nhanh chóng, còn đối phương không ngừng hấp thu nguyên tố hỏa hệ bốn phía, ngược lại dần dần cường đại lên. So sánh ra, Lý Vân Tiêu chỉ trong mấy hô hấp đã cảm nhận khó có thể ngăn cản nổi, nội tâm lo lắng. Nếu không thể thừa dịp này kéo Mạc Tiểu Xuyên vào trong giới thần bi, đợi tới khi ác linh chiếm cứ thân thể của hắn thì càng khó hơn nữa. Hừ! Nếu ngươi là ác linh hỏa hệ, tự nhiên có thể dùng thủy khắc chế. Giọng của yêu long vang lên trong linh hồn. Lý Vân Tiêu tức giận muốn chửi ầm lên, hắn tự nhiên biết rõ thủy có thể khắc hỏa, nhưng giờ phút này hắn phiền muộn tới cực điểm, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lập tức mừng rỡ trong lòng, vội vàng vận chuyển thần dịch lực trong người ra. Khi thần dịch lực phân tán khắp toàn thân, bất diệt kim thân tỏa ra hào quang cường đại, thái cổ thiên mục lúc khép lại, thu hồi phượng hoàng chân hỏa. Ngay sau đó mở ra lần nữa, hóa thành một huyết nguyệt bắn ra quang mang màu lam, bao phủ trên người ác linh. Trong đạo quang mang màu lam kia, dĩ nhiên là nửa giọt thủy châu, nó óng ánh sáng long lanh, chiết xạ ra hào quang màu lam xinh đẹp tiến vào người ác linh. Đây là nửa giọt bách xuyên nguyên thủy thu được trong vũ vu nhất trạc bình hồ kính. Giống giống. Khi bách xuyên nguyên thủy tiến vào thân thể ác linh, màu đỏ toàn thân của nó giảm đi phân nửa, giống như bị trọng thương. Nó phát ra âm thanh thống khổ, ngửa mặt lên trời giống to lên. Khí tức ác linh càng ngày càng giảm nhiều, bách xuyên nguyên thủy là biến dị thủy nguyên tố tới gần thủy chi bản nguyên, trực tiếp khắc chế khí tức của nam hỏa kim tinh, làm cho ác linh bị tổn thương nặng nề. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn nhanh chóng thi triển ấn quyết, một vòng kim sắc quang mang ngưng tụ trước người, lăng không chụp xuống. TTT Trên người ác linh xuất hiện âm thanh tê tê, sau đó chậm rãi tiến vào trong cơ thể Mạc Tiểu Xuyên. Thân thể Mạc Tiểu Xuyên thuận thế té xuống đất. Lý Vân Tiêu đánh ra chiêu này cũng không còn nửa phần khí lực, lảo đảo đi lên phía trước, trực tiếp vỗ một chưởng lên người Mạc Tiểu Xuyên, trực tiếp đem thu hắn vào trong giới thần bi, lúc này mới thở ra một hơi. Chiến đấu trên bầu trời cũng chấm dứt, tuy huyền khí của Tế Lâm bị hao tổn, nhưng dù sao thực lực vẫn cao hơn Tiêu Minh Huy một bậc. Rất nhanh áp chế hắn, trực tiếp đánh thổ huyết, từ trên cao rơi xuống. Vốn hai thế lực tranh đấu gay gắt, Tế Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chiêu chiêu ra tay ngoan độc, hận không thể đánh nát đan điền của đối phương, trực tiếp phế đối phương đi. Nhưng Tiêu Minh Huy sau khi mất đi thần trí cũng biến thành không sợ chết, hung ác chiến đấu cũng làm cho Tế Lâm lâm vào nguy hiểm liên tục. Bên kia hồ lô tiểu kim cương càng đánh càng hăng, đánh với Tuân Chi Minh chết sống. Thân thể càng là chỗ dựa lớn nhất, toàn bộ do tài liệu cửu giai luyện chế mà thành, đây mới thực sự là bất diệt kim thân, từ đầu tới đuôi đều đè ép đánh Tuân Chi Minh, rất nhanh cũng một quyền phá vỡ phòng ngự của đối phương, trực tiếp đánh Tuân Chi Minh rơi xuống đất. Tế Lâm nhìn qua Đàm Địa Quân đang bất tỉnh, còn có Tuân Chi Minh cùng Tiêu Minh Huy bị trọng thương trong người, trong mắt hiện ra sát ý nồng đậm, hiện tại không thể nghi ngờ là thời cơ diệt ba người tốt nhất. Chỉ cần diệt trừ ba người. Đợi lát nữa người ba môn phái này cùng với ít lâu la bản địa sẽ diệt dễ như trở bàn tay, chỉ cần diệt trừ những người này, một vốn một lời, thế lực tông môn bị đả kích vô cùng to lớn. Nhưng mà trong mắt của hắn lại do dự, đơn giản là Bắc Đấu Tông có Trương Lăng Hoa là võ đế tọa chấn. Mà Tổng Bộ Thương Hội vào thời điểm mấu chốt không thể phái cường giả võ đế đi tới tương trợ. Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái, nói. Ta biết rõ người nghĩ gì, nhưng mà tốt nhất trung thực cho ta. Ba người này tuy không phải kẻ tốt gì, nhưng trước khi chuyện nơi này giải quyết xong,
ta sẽ không cho phép ngươi giết bọn họ. Giọng nói vang lên, hồ lô tiểu kim cương bước chân nặng nề ngăn cản trước mặt Tế Lâm, một khí thức trầm ổn tỏa ra trên người nó, áp lực làm cho Tế Lâm hít thở không thông. Trong lòng Tế Lâm cả kinh, xấu hổ cười mỉa nói. Vân Thiếu lo ngại, vốn nên đồng tâm hiệp lực, mặc dù bọn họ đã nhập tà, ta cũng sẽ không vứt bỏ đồng đội, đây không phải tác phong của ta. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía, đột nhiên cả kinh nói. Mạc Tiểu Xuyên đâu rồi? Lý Vân Tiêu nói. Không nên vọng động tâm tư, tế hội trưởng chắc cũng tiêu hao cực lớn rồi, tạm thời điều tức một chút, chờ sau khi ta khôi phục khí lực sẽ giải trừ tà thuật cho bọn họ. Về phần Mạc Tiểu Xuyên, hắn lạnh nhạt nói. Nhiệm vụ đã hoàn thành, các ngươi cũng không cần lo ngại. Nhiệm vụ hoàn thành. Đồng tử Tế Lâm đột nhiên co lại, nhìn qua chung quanh, lại hoàn toàn nhìn không thấy Mạc Tiểu Xuyên đâu cả, trong nội tâm sinh ra hồ nghi. Nhưng Lý Vân Tiêu đã nói rõ như thế, tuy trong lòng của hắn khó chịu nhưng cũng không tiện hỏi thêm, đành phải ngượng ngùng đáp xuống, ngồi xếp bằng, niết bí quyết tu luyện. Pho tượng nữ tử lớn sau lưng hai người, Tế Lâm không dám quay đầu nhìn vào mặt pho tượng, nhưng lại không chút kiêng nể hấp thu khí tức Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên trên người pho tượng, bởi vì khí tức này quá nồng đậm. Lý Vân Tiêu sau khi trấn áp ác linh trên người Mạc Tiểu Xuyên, thể xác và tinh thần mệt mỏi, khiến cho không còn khí lực đứng lên. Lập tức bảo hồ lô tiểu kim cương hộ pháp bên người, toàn tâm tiến vào trạng thái tu luyện, tham lam cắn nuốt nguyên khí và hỏa nguyên tố với tốc độ kinh người. Tuy hỏa nguyên tố mạnh, nhưng đối với thân thể của hắn mà nói rất dễ ngăn cản. Linh hồn trực tiếp hiện ra trong giới thần bi, hiển hiện bên cạnh Mạc Tiểu Xuyên. Nhìn qua gương mặt quen thuộc này, trong mắt Lý Vân Tiêu mang theo u buồn nói không nên lời, hắn thi triển ra mấy đạo pháp quyết đánh vào người Mạc Tiểu Xuyên, để hắn ngồi xếp bằng. Hắn cũng ngồi đối diện, hai ngón niết kiếm quyết, một ánh huỳnh quang hiện ra trên ngón tay, dường như tiến vào trạng thái nào đó, hai người vẫn không nhúc nhích. Thời gian trôi qua từng chút, trong giây lát, hai mắt Mạc Tiểu Xuyên bỗng nhiên mở ra, đó là màu đỏ bừng, gương mặt dữ tợn giống như ác linh, há miệng giống to lên. Khí tức trên người Mạc Tiểu Xuyên tăng đột ngột, lăng không nhào đầu về phía Lý Vân Tiêu, muốn xé nát hắn ra tại chỗ. Hai mắt Lý Vân Tiêu vẫn khép hờ. Nhìn cũng không nhìn lăng không điểm ra một ngón tay, đầu ngón tay điểm tới mang theo ánh huỳnh quang điểm vào mi tâm Mạc Tiểu Xuyên, lập tức làm thân thể của hắn bay đi. Mạc Tiểu Xuyên thống khổ quay cuồng, sau đó hóa thành một đạo hào quang trốn đi. Tâm niệm Lý Vân Tiêu khẽ động, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại vài dặm ở nơi khác, vừa vặn chặn đường Mạc Tiểu Xuyên đang bỏ chạy. Hắn không chút biểu tình mở miệng nói. Ta không biết ngươi có nghe hiểu ta nói hay không? Nơi này là không gian vực giới của ta, ngươi không có bất kỳ sức phản kháng nào cả. Thức thời thì ngoan ngoãn đi ra đầu hàng, niệm tình ngươi biến hóa không dễ, ta sẽ tha cho ngươi không chết. Giống giống. Mạc Tiểu Xuyên gầm rú liên tục trên cao, khí tức màu đỏ trong mắt càng ngày càng mạnh, hai tay cũng biến hóa nhanh chóng, phong vân biến phía khởi động, thiên địa dị tượng hiển hiện, một ấn quyết màu vàng cực lớn hiện ra trên tay, hai tay đánh xuống, đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu. Thiên địa ấn sao, lực lượng này đúng là không phải võ tôn đỉnh phong có thể thi triển ra, nhưng không có một tia cửu thiên đế khí nào trong đó. Tiểu Xuyên, người vẫn đang đau khổ trèo chống ác linh sao? Lý Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, giơ tay lên, quát. Tản mát, ấn phá. Hào quang thiên địa ấn tan nát ra, hóa thành vô số đạo hào quang bắn ra bốn phương tám hướng, thiên địa cuối cùng cũng khôi phục như trước, tất cả khí tức tiêu tán trong vô hình. Trên mặt Mạc Tiểu Xuyên hiện ra vẻ hoảng sợ, quay đầu chạy trốn. Ánh mắt Lý Vân Tiêu mang theo thần sắc ngoan lệ, nói. Xem ra là ác linh rất sợ chết, nếu ngươi không chịu đi ra, ta sẽ đánh ngươi đi ra. Tâm niệm của hắn khẽ động, liền trực tiếp xuất hiện bên cạnh Mạc Tiểu Xuyên, đánh ra một quyền vào lồng ngực của hắn, trực tiếp đánh đối phương phun máu tươi. Sau đó Lý Vân Tiêu không chút thương xót đánh Mạc Tiểu Xuyên liên tục, đánh cho khắp cả người đầy vết thương. Trên mặt vẫn vô cùng lạnh lùng. Những tổn thương thân thể này còn có thể cứu trở về. Nhưng ác linh nếu không chịu rời khỏi thì hắn không có biện pháp. Huống hồ đối với tên đồ dệ này, phương pháp huấn luyện của hắn là đánh thật ác. Trong mắt Mạc Tiểu Xuyên tràn đầy vẻ sợ hãi, cho dù hắn trốn thế nào cũng vô dụng, nhưng vẫn không ngừng lẫn trốn. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lẩm bẩm. Xem ra ác linh này không có chỉ số thông minh gì cả. Biết rõ không cách nào đào thoát còn muốn chạy trốn,
chỉ là bản năng trốn chết mà thôi. Như vậy đánh tiếp cũng chưa chắc có thể buộc nó đi ra, làm thế nào cho phải. Hắn trầm ngâm một lát sau, nói. Không bằng thử xem. Hắn giơ tay lên, một đạo long ảnh hiện ra, xoay quanh bên người hắn, đúng là bản tôn yêu long, dường như hiểu ý thức của Lý Vân Tiêu, mở miệng nói. Ngươi muốn ta tiến vào thân thể tiểu tử kia bức ác linh đi ra. Lý Vân Tiêu nói. Đúng vậy, từ tình huống trước mắt mà nhìn, ác linh không có linh trí, sợ rằng trừ khi ta đánh chết tiểu xuyên, nếu không nó sẽ không đi ra. Ngươi cũng là thân thể hồn lực, hơn nữa có khí tức chân long, từ đẳng cấp uy áp sẽ bức nó đi ra. Nhưng mà nhớ lấy, không nên tổn thương nguyên thần tiểu xuyên. Yêu long nói. Hiểu rồi. Tiểu tử này trong các đồ đệ của ngươi là một kẻ ta thích nhất, nếu không phải sử dụng long khí dọa ác linh, ta trước hết đi ra lại bàn bạc kỹ hơn. Yêu long quanh quẩn trên không trung vài lần, liền trực tiếp phóng về phía Mạc Tiểu Xuyên, tiến vào trong mi tâm của hắn rồi biến mất. Biểu lộ của Mạc Tiểu Xuyên ngây ngốc, sau đó lộ ra cảm giác sợ hãi thật lớn, ôm đầu gào thét liên tục, khí tức màu đỏ trên thân thể khuếch tán ra, thân thể gần như điên cuồng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua. Không có bất kỳ cảm xúc chấn động nào, thì thào lẩm bẩm. Tiểu Xuyên, đây cũng là một kiếp của ngươi đấy, có thể vượt qua hay không phải xem ngươi. Yêu long chỉ có tác dụng trợ lực, chỉ có thần thức của chính ngươi mới có thể xua tan ác linh. Sư phó cũng chỉ có thể giúp ngươi tới mức này mà thôi. Trên không trung liên tục có tiếng kêu thảm thiết vang vọng, thân thể Mạc Tiểu Xuyên không ngừng vặn vẹo, lôi kéo, thậm chí là bành trướng thu nhỏ lại, có thể thấy được yêu long đấu tranh với ác linh rất kịch liệt. Trong mắt Mạc Tiểu Xuyên không ngừng có màu đỏ lóe lên, không hề giống lúc trước là toàn thân đỏ như máu, có thể thấy được hắn đang cố gắng tranh đoạt quyền khống chế thân thể của mình. Sau khi Lý Vân Tiêu phát hiện thì ánh mắt ngưng tụ, sau đó vung tay lên, không trung lập tức hiện kinh văn đại diễn thần quyết ra, không ngừng tiêu tan lập lòe, một chữ mang theo lực lượng cường đại bay vào trong mi tâm Mạc Tiểu Xuyên, vang lên trinh linh đài thức hải của hắn, giống như có tiên âm Phật sướng giữ vững tinh thần cho hắn. Thời điểm lực lượng văn tự đại diễn thần quyết sinh ra tác dụng, thân thể Mạc Tiểu Xuyên lăng không ngồi xếp bằng xuống, hai tay nặn ra một thủ ấn, khí tức màu xanh nhạt hiện ra, ngưng tụ thành một đóa hoa sen, tản mát ra hào quang thánh khiết, thân thể của hắn tường hòa, hào quang đỏ thẫm trên làn da từ từ biến mất. Ánh mắt Lý Vân Tiêu mang theo đại hỉ, loại dấu hiệu này cho thấy Mạc Tiểu Xuyên đã chiếm cứ quyền khống chế thân thể, nhưng mà ác linh chưa trừ, hắn không dám khinh thường. Thi triển thanh tâm quyết làm linh đài thức hải thanh minh, chống cự ngoại lực xâm lấn. Sau một lát, mi tâm Mạc Tiểu Xuyên xuất hiện ấn ký yêu long, chậm rãi du động, ngay sau đó biến thành long ảnh hiện ra ngoài, xoay quanh người Lý Vân Tiêu, lại ẩn vào thân thể của hắn. Lý Vân Tiêu vội hỏi nói, tình huống như thế nào? Vì sao không thấy ác linh đi ra? Yêu long ngưng trọng nói, ác linh này đúng là linh trí không cao, giống như yêu thú. Nhưng chẳng biết tại sao nó lại rất sợ hãi và khủng hoảng, không chịu đi ra. Hiện tại đã bị ta đẩy vào trong khiếu huyệt, sau đó bị lực lượng trong thân thể hắn phong ấn. Hẳn là Mạc Tiểu Xuyên đã chủ động gây nên, có lẽ hắn tạm thời khôi phục thần trí. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Đẩy vào khiếu huyệt, đây chẳng phải lưu lại tai họa ngầm thật lớn. Yêu Long khẽ nói. Đây đã là kết quả tốt nhất, muốn hoàn toàn buộc nó đi ra. Còn phải dựa vào Mạc Tiểu Xuyên mà thôi. Chỉ có khi hắn không ngừng tinh tiến, sớm muộn sẽ có một ngày có thể bức ác linh ra. Chỉ cần phong ấn tốt khiếu huyệt này, đừng cho ác linh đi ra phụ thể nữa là được. Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói. Chuyện này rất khó làm được, tiểu tử này đi tới hiện tại rất không dễ dàng, không thể ngờ vẫn còn cực khổ như vậy. Yêu Long nói. Trong các đệ tử của ngươi, hắn là người ta thưởng thức nhất. Trong mọi người. Xem như thiên phú kém cỏi nhất, trải qua nhiều khúc chiết hơn kẻ khác nhiều, gặp khó khăn cũng nhiều nhất. Ta lại càng xem trọng thành tựu của hắn ngày sau, thậm chí trở thành võ đế đỉnh phong thì cũng chỉ có hắn và Hắc Liên Thiếu Hoàng mà thôi. Ân, Lý Vân Tiêu gật đầu đáp. Sinh ra trong siêu cấp thế gia tuy có tài nguyên tu luyện vượt xa người thường, nhưng tàn khốc trong đó không phải người ngoài có thể hiểu. Tiểu Xuyên đạt tới võ đế, chỉ sợ cũng chịu nhiều đau khổ. Nhưng bước vào cửu thiên cảnh cũng chỉ là mới bắt đầu thôi. Yêu Long im lặng không nói, loại người như bọn họ từng đứng ở đỉnh phong, tự nhiên hiểu võ đạo không có cực hạn, chỉ có cao thấp mà thôi. Lý Vân Tiêu vung tay lên, lập tức biến mất khỏi giới thần bi,
tùy ý cho Mạc Tiểu Xuyên trấn thủ linh đài, chậm rãi khôi phục. Chỉ cần ở trong giới thần bi, mọi cử động đều bị hắn cảm giác, ác linh vĩnh viễn không có khả năng xoay sở. Thần thức trở lại trong thân thể ở tế đàn, Lý Vân Tiêu vô cùng chuyên khí khôi phục nguyên khí, rất nhanh đã khôi phục toàn bộ. Mấu chốt tu vị của hắn là võ tông bát tinh, tuy đột khó còn muôn vàn khó khăn, nhưng mà khôi phục lại cực kỳ nhanh chóng. Sau khi khôi phục nguyên khí tới đỉnh phong, đột nhiên thân thể bay lên trời, dẫm ở giữa không trung, nhìn qua pho tượng làm bằng nam hỏa kim tinh nguyên kia. Tế Lâm chấn động, vội vàng đứng dậy, hiếu kỳ nhìn qua pho tượng kia, trong giây lát trong thức hải run rẩy kịch liệt, còn không có chạm đến gương mặt thì toàn thân run rẩy một hồi, hắn vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn nữa. Hắn cũng biết Lý Vân Tiêu là thất giai đại thuật luyện sư, tu vị hồn lực rất mạnh, tự nhiên không phải mình có thể so sánh. Lý Vân Tiêu vào lúc này cũng không hơn gì, con mắt thứ ba mở ra, hóa thành thần sắc loan nguyệt, đau khổ ngăn cản lực lượng tinh thần cường đại trên mặt pho tượng, không gian chung quanh hắn đã sớm biến hình, trong tế đàn yên tĩnh lại vô thanh vô tức trình diễn một màn so đấu tinh thần lực. Hai tay Lý Vân Tiêu kết ấn, bắt đầu chậm rãi vận chuyển đại diễn thần quyết triệt tiêu lực lượng yêu dị, ánh mắt như nước, như đao, muốn xuyên thấu qua tầng sương mù kia, xem rõ ràng chân dung của pho tượng. Thời điểm vận chuyển tinh thần lực tới đỉnh phong, Lý Vân Tiêu cũng trông thấy một nữ tử mê huyễn đứng bên cạnh. Hi! Cường đại như hắn cũng cảm thấy tinh thần chấn động, cả linh đài thức hải vào thời khắc này như tan rã ra, vô cùng có khả năng thất thủ. Đó là vẻ đẹp hoa lệ tột bậc của thế gian, không từ ngữ nào có thể diễn tả thành lời. Chỉ nhìn chân dung pho tượng một chút, so sánh với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân khúc hồng nhan còn hơn nhiều. Vào thời khắc này dù định lực của Lý Vân Tiêu cường đại thế nào thì linh đầy cũng thất thủ, thân thể triệt để ngây ngốc. Tuy Tế Lâm không dám nhìn pho tượng, nhưng vẫn chú ý động tác của Lý Vân Tiêu, thấy thần sắc của hắn dần mất phương hướng, đã giật mình, vội vàng hô to lên, hội tụ âm thanh trực tiếp xót vào trong hai tai Lý Vân Tiêu, muốn chấn tỉnh hắn từ trong mê ly, lại phát hiện không hề có tác dụng. Răng rắc. Trong lúc đó, sau lưng Tế Lâm có tiếng tan vỡ sinh ra. Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể của pho tượng sinh ra vết rạn, sau đó khuếch tán như mạng nhện, pho tượng tan rã. Đông đông đông. Từ trên xuống dưới, cả pho tượng vào lúc này đã vỡ vụn ra, hóa thành vô số hòn đá nhỏ rơi xuống, Tế Lâm sợ tới mức lui ra phái sau, sợ trong hòn đá có dị tượng, chính mình không kịp đề phòng. Lý Vân Tiêu đứng bên cạnh pho tượng vỡ vụn, dần dần khôi phục thần trí, trong mắt vẫn khiếp sợ khó nói nên lời. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vân Thiếu, ngươi không sao chớ? Tế Lâm bay lên, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu một hồi, nói. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu giống như không có nghe thấy hắn nói, mà là nhìn đống đá vụn trên đất, thất thần thì thào lẩm bẩm. Dung nhan tuyệt mỹ, không đối không tồn tại trong hậu thế, lại càng không có khả năng bị nhân gian nhìn thấy. Chẳng lẽ bởi vì ta nhìn thấy cho nên liền hủy diệt trong thiên địa sao? Trên mặt hắn mang theo thần sắc cô đơn và ngây ngốc, hắn lại đọc thơ. Vạn hóa tham xoa thủy tín đạo. Bất xứ quần phương đồng liệt. Hạo khí thanh anh. Tiên tài trác lạc, hạ thổ nan phân biệt. Giao thai quy khứ. Động thiên phương khán thanh tuyệt. Thơ. Chen lẫn vẻ muôn hoa rực rỡ. Vẻ thanh cao vẫn tự vươn cao. Thanh anh trác lạc hơn người. Dẫu trong ngọc đá có chiều nọ kia. Giao đài ai kẻ đi về. Hương trời đôi lứa đã kề bên nhau. Bài vô tục niệm của Khưu Sứ Cơ. Tế Lâm cau mày, hoàn toàn không hiểu tâm tình của Lý Vân Tiêu hiện tại, nói. Vân Thiếu, ngươi thực không có sao chứ? Lý Vân Tiêu lắc đầu, nội tâm của hắn như mất đi cái gì đó. Từ khi gặp được hắn đã vĩnh viễn ghi nhớ trong đầu, cuộc đời này khó quên. Nhưng mà cô gái này có trời mới biết đã tồn tại bao nhiêu năm trước, đã sớm chôn vùi trong năm tháng vô tận. Chứ còn sót những pho tượng này ra, không bao giờ còn dấu vết lưu lại. Lúc này Đàm Địa Quân cũng tỉnh lại, kể cả Tuân Chi Minh cùng Tiêu Minh Huy, bọn họ ngạc nhiên, lập tức hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, vừa lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn qua đống đá vụn trước mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Đàm Địa Quân nói, phát sinh chuyện gì, pho tượng kia? Tuân Chi Minh cũng hít khí lạnh, khởi động thụ tổn thương thân thể, sợ hãi nói. Ngươi! Các ngươi vậy mà phá hủy nó. Sao làm được? Hắn hồi tưởng lại tâm thần bị chấn nhiếp, hắn ra tay với Lý Vân Tiêu lại bị hồ lô tiểu kim cương đánh bại hoàn toàn,
rất khó tưởng tượng Lý Vân Tiêu làm sao ngăn cản được tinh thần lực của pho tượng. Tiêu Minh Huy cũng nhớ lại, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Tế Lâm, hiện ra thần sắc giận dữ, nhìn qua đại điện, cau mày nói. Mạc Tiểu Xuyên đâu rồi? Lý Vân Tiêu thu hồi tâm tình thất lạc, nhìn qua mặt đất, tiện tay nhặt một khối mảnh vụn, ngưng mắt nhìn hồi lâu, mới mở miệng nói. Nhiệm vụ hoàn thành, tất cả đã chấm dứt, chúng ta rời đi thôi. Nhiệm vụ hoàn thành. Ba người đưa mắt nhìn nhau, cũng giống như Tế Lâm, nội tâm có rất nhiều nghi vấn, thực sự không thể nào hỏi ra khỏi miệng. Ánh mắt Đàm Địa Quân sáng ngời, nhìn chằm chằm vào đống đá vụn, hoảng sợ nói. Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, nhiều Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên như thế, ha ha, lần này xem như đi không uổng công. Sau khi hắn bị trấn nhiếp tinh thần, liền trực tiếp bị Lý Vân Tiêu phong ấn, cho nên lực lượng không tổn thương, thoáng cái đã đi tới đống đá vụn, lộ ra vẻ tham lam, hận không thể thu toàn bộ vào. Sắc mặt ba người kia đại biến, lúc này mới kịp phản ứng, nhưng mà Tuân Chi Minh cùng Tiêu Minh Huy đưa mắt nhìn nhau, đều trông thấy kiêng kỵ trong mắt đối phương. Hai người hiện tại có thương thế trên người, sợ trong khi cướp đoạt ăn thiệt thòi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua Đàm Địa Quân, khẽ nói. Như thế nào, Đàm Tông chủ ý định một người mang toàn bộ sao? Đàm Địa Quân lúc này mới phát giác bản thân mình thất thố, ngượng ngùng cười nói. Đương nhiên không phải, những Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên này chính là tài phú to lớn, mọi người thương thảo nên phân chia thế nào a? Về phần những người không có xuống, cũng không cần cho bọn chúng. Bọn chúng ở trên đó tu luyện lâu như thế, coi như chuyến này đi không uổng công. Hắn nói lời này đã bài trừ tất cả võ giả tán tu ra ngoài. Chỉ cần những thu lấy Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên này, như vậy nguyên khí bành trướng và hỏa nguyên tố sẽ biến mất. Tế Lâm nhíu mày quát. Không được, thế lực tông môn các ngươi tới ba người, thế lực thương hội chúng ta tới một người, phải phân một nửa. Phân người một nửa, Tế lão thất phu, ngươi nên chết tâm này đi. Năm ngón tay Đàm Địa Quân bóp lại kêu răng rắc, phụ mai chi khí biến ảo ra ngoài, rất có bộ dáng một lời không hợp thì liều ngươi sống ta chết. Tế Lâm cười lạnh nói. Ở trước mặt ta ngươi trâu bò cái gì, vừa rồi không biết ai nằm như heo chết trên đất, nếu không phải ta có lòng từ bi, vừa rồi đã một chưởng đánh ngươi chết rồi. Sắc mặt Đàm Địa Quân biến hóa, Tế Lâm nói câu này là thật, chính mình lúc trước hoàn toàn mất đi sức chống cự nằm trên mặt đất, đối phương hoàn toàn có thể một chưởng giết mình, nhưng không có động thủ, không biết trong lòng đối phương nghĩ cái gì. Nếu như đổi lại chính mình chỉ sợ có khả năng đánh chết đối thủ rồi. Trong lòng Tế Lâm tức giận không thôi. Hắn sao không nghĩ như thế? Nếu không có Lý Vân Tiêu ngăn cản, giờ phút này ba người đã sợ chết chắc rồi. Hiện tại vô duyên vô cớ nhiều ra ba người phân chia Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, ngẫm lại trong nội tâm bốc lửa. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Về phần các ngươi phân phối thế nào ta mặc kệ, những tinh nguyên này ta được một nửa. Hắn nói xong cũng mặc kệ những người khác có phản đối hay không, đã bắt đầu thu thập. Không được. Bốn người đồng thời quát lên, sắc mặt đại biến. Đàm Địa Quân càng tức giận lao tới, đáng tới một trường, quát. Dừng ta, đây là vật mọi người cùng sở hữu, người dựa vào cái gì lấy một nửa. Tâm niệm Lý Vân Tiêu khẽ động, hồ lô tiểu kim cương bước lên, đánh kim căng quyền ra, ngăn cản một trường của Đàm Địa Quân. Khí kình cực lớn bắn ra ngoài, chấn Đàm Địa Quân lui ra sau liên tục, khí huyết trong người không ngừng quay cuồng. Hắn kinh hãi nhìn qua hồ lô tiểu kim cương, lộ ra khó tin nổi. Tuy lúc trước đã nhìn thấy thứ này phát huy, nhưng lường trước cũng chỉ có thực lực võ tôn bình thường mà thôi, điểm ấy hắn không có đoán sai, hắn nhìn ra một trưởng vừa rồi là do tài liệu chế tạo ra. Một trưởng võ tôn đỉnh phong của mình phá vỡ kim cang quyền của đối phương, khí lực phản chấn lên người đối phương, lại chỉ bức bách hồ lô tiểu kim cương lui ra phía sau hai bước, dùng thân thể thừa nhận hoàn toàn. Hơn nữa giống như không có việc gì, lại nhảy tới hai bước, dẫm hồi đứng tại chỗ, thủ hộ bên cạnh Lý Vân Tiêu. Chẳng lẽ vật này đánh không chết? Trong đầu Đàm Địa Quân sinh ra suy nghĩ cổ quái, hắn không tin như vậy, khôi lỗi bình thường thân thể mặc dù cường hãn, nhưng cũng giống như huyền khí, sau khi linh khí mất hết thì uy lực giảm đi. Nhưng hồ lô tiểu kim cương hoàn toàn không có dấu hiệu này, nó giống như võ giả, có thể khôi phục nguyên khí. Trên đời có loại khôi lỗi này. Hắn nhất thời kinh ngạc đến ngây người, tiếp tục đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải. Tuân Chi Minh cùng Tiêu Minh Huy càng có thương tích trên người, nào dám đi lên chịu chết, chỉ có thể trừng mắt,
gấp tới mức dậm chân. Trong lòng Tế Lâm cũng có băn khoăn, Mạc Tiểu Xuyên mất tích khó hiểu, làm cho nội tâm của hắn hoảng hốt, hôm nay chỉ có tin tưởng Lý Vân Tiêu hứa hẹn với hắn, càng không dám quá đắc tội đối phương. Mấy người này đều có suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Vân Tiêu trắng trợn thu. Lý Vân Tiêu cũng không để ý tới biểu lộ và phản đối của bọn họ, tiếp tục phối hợp thu thập Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, rất nhanh thu hơn phân nửa, lúc này mới dừng lại, nói. Còn lại các ngươi chia đi. Bốn người đưa mắt nhìn qua phần nhỏ còn sót lại, nội tâm đang nhỏ máu. Đàm Địa Quân quát to một tiếng xông lên đầu tiên, quát. Những cái này phải quy cho Bắc Đấu Tông. Vụ mai chi khí của hắn tỏa ra, bao phủ lấy tinh nguyên, muốn thu toàn bộ. Đồng tử Tế Lâm đột nhiên co lại, mạnh mẽ chạy tới như bay, cầm cục gạch trong tay ném tới, quát. Lão thất phu cút cho ta, đừng mơ tưởng chiếm được của ta. Cục gạch trong tay hắn biến lớn, giống như núi nhỏ trấn áp, uy lực mạnh mẽ. Hai người đều là võ tôn đỉnh phong, Tế Lâm sau khi điều tức và khôi phục thực lực, rất nhanh đánh loạn với nhau, tương ứng sắc mặt Tuân Chi Minh cùng Tiêu Minh Huy biến hóa, bọn họ có trọng thương trên người, không thể tham gia chiến đấu này. Hơn nữa bết bát hơn là, nếu như lấy thực lực mà nói, hai người bọn họ chỉ sợ không thu được một khối Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên A. Tuân Chi Minh nói, Vân Thiếu, chúng ta cũng vì giúp ngươi cứu người mà xông vào tế đàn này, hơn nữa còn trúng nhiếp hồn chi thuật. Mặc dù không có giúp đỡ cái gì, ít nhất bổn ý là tốt, cũng bởi vì thế mà trọng thương. Nếu như vì vậy mà không phân được một khối Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, tâm của ta với Tiêu Huynh cũng lạnh ra rồi. Hắn tự biết không có hy vọng cướp được khối nào, cho nên bắt đầu đánh bài khổ cầu tình. Hơn nữa Lý Vân Tiêu người này tuy vô cùng hung hăng càn quấy và bá đạo, nhưng thông qua hắn quan sát, trên thực tế cũng không phải ngang ngược vô lý, thuộc về loại ăn mềm không ăn cứng. Quả nhiên, Lý Vân Tiêu khẽ chau mày, nhân tiện nói. Vốn bảo tàng này nên thuộc về mọi người có phần mới là đạo lý. Không bằng ta phân xử. Sẽ không biết Tế hội trưởng cùng Đàm Tông chủ định như thế nào. Tế Lâm cùng Đàm Địa Quân có thể bỏ qua Tuân Chi Minh cùng Tiêu Minh Huy, cũng không cách nào bỏ qua Lý Vân Tiêu, nghe xong lời ấy, hai người dừng chiến đấu, nhao nhao kêu lên. Chia thế nào? Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Ta lấy đi một nửa tự nhiên sẽ không nhổ ra, nhưng nửa còn lại. Là còn nửa khác. Đàm Địa Quân tức giận cải chính, trong mắt muốn phóng lửa. Lý Vân Tiêu cười to nói, Bắc Đấu Tông chính là đứng đầu các tông thành Nam Hỏa, không nên quan tâm chút lợi ích được mất này, tầm mắt nên thả rộng ra một chút. Gia tăng nhiều Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên cũng không làm tăng thực lực Bắc Đấu Tông lên bao nhiêu, trái lại nếu phân phối không đồng đều, dẫn tới thế lực khác sinh lòng bất mãn thì hoàn toàn trái lại, tự lập cường địch. Sắc mặt Đàm Địa Quân hơi đổi, cảm thấy Lý Vân Tiêu nói dường như có lý. Nhưng lợi ích trước mắt bảo nhổ ra. Hắn không cách nào phản bác, chỉ có thể hừ lạnh mà thôi. Lý Vân Tiêu lại nói. Về phần Lôi Phong Thương Hội, chính là một trong bảy đại thương hội, tài nguyên to lớn khôn cùng, sao lại thiếu ít đồ này? Tế hội trưởng, mặc dù ngươi mang toàn bộ Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên đi, nhưng ngươi có thể tiến thêm một bậc sao? Tế Lâm sững sờ, nhíu mày trầm tư. Lý Vân Tiêu nói đúng một điểm, hắn hiện tại thân là phân hội trưởng thành Nam Hỏa, đây đã là chức vụ lớn nhất. Làm khó hắn tiến thêm một cấp không phải là nghiệp vụ buôn bán, mà là tu vị, không thể bước thêm một bước tiến vào võ đế, cho dù công trạng mạnh hơn nữa cũng là phân hội trưởng thành Nam Hỏa mà thôi. Lý Vân Tiêu nói một câu làm hai người lâm vào trầm tư. Đã như vậy, cần gì một chút tài nguyên không trọng yếu mà làm tăng thêm cường địch cho mình. Những Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên này có thể phân tán cho nhiều tiểu môn tiểu phái, thậm chí những võ giả tán tu kia. Làm cho bọn họ mang ơn. Hơn nữa cũng không tổn thương tới địa vị của Bắc Đấu Tông cùng Lôi Phong Thương Hội tại thành Nam Hỏa, cũng không ảnh hưởng địa vị của hai người. Dùng cách nhìn của ta, những mỏ này lấy tượng trưng một ít, còn lại nên phân cho người khác. Những lời này, không chỉ làm Đàm Địa Quân cùng Tế Lâm trầm tư, ngay cả Tuân Chi Minh cùng Tiêu Minh Huy cũng ngạc nhiên, hai người cũng tính toán được mất trong đó. Bốn người đều cảm thấy nhàm chán với chuyện cướp đoạt tài nguyên thế này, bản thân bọn họ không thiếu tài nguyên tu luyện. Mà tông môn đứng mũi chịu sào cũng không phải bình cảnh tài nguyên, mà là bình cảnh nhân tài, chỉ có cửu thiên võ đế mới là điểm truy cầu cuối cùng. Nếu như vì một ít lợi ích nhỏ mà mất mạng, hoặc là lập nhiều cường địch, đúng là không khôn ngoan, thậm chí là ngu xuẩn.
Ánh mắt đám người nhìn qua Lý Vân Tiêu, giờ phút này đã có hàm ý khác, đều nghĩ thầm, người này thông minh như thế, thiên phú cực cao. Dùng tuổi này đã có thành tựu và giải thích như thế, tương lai tất nhiên sẽ thành đại nhân vật danh chấn thiên hạ. Không bằng lấy lòng người này, kết một cái thiện duyên. Tế Lâm đi đầu nói. Vân Thiếu nói đúng, vậy do Vân Thiếu phân phối đi, ta không có gì nghỉ. Tuân Chi Minh cùng Tiêu Minh Huy cũng tỏ thái độ, tùy ý Lý Vân Tiêu phân phối, tất nhiên phục tùng. Đàm Địa Quân thấy chuyện như thế, mình cũng không muốn đắc tội Lý Vân Tiêu, cũng không muốn chiếm lấy những vật này làm đồng minh ngày xưa trở mặt thành thù, làm cho Bắc Đấu Tông bị mọi người cô lập. Còn nữa, còn có chuyện hóa lôi thần quyết, hắn có lẽ chưa quên, cũng mở miệng nói. Vậy Vân Thiếu chủ chỉ phân phối đi, Đàm Địa Quân ta không dị nghị gì. Thấy bốn người đều đồng ý, Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Rất tốt, vậy gọi mọi người bên ngoài vào đi. Ta lúc trước đã hứa hẹn qua, phàm là người theo ta đi cứu người, tất nhiên có phần, không thể nuốt lời người khác. Hắn điểm nhẹ một cái, Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên dưới đất dưới sự khống chế của hắn chậm rãi bay lên, bay ra bên ngoài tế đàn. Tuy bị Lý Vân Tiêu thu đi hơn phân nửa, nhưng mà pho tượng cực lớn, còn thừa lại cũng là tài phú kinh người. Hắn vừa xuất hiện ở bên ngoài bầu trời, đi theo phía sau là vô số tinh nguyên, lập tức dẫn tới tất cả mọi người gào thét và nhìn qua. Hơn nữa khi những Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên này rời khỏi tế đàn, những người kia cảm nhận được nguyên khí mất đi, không còn nguyên lực rót vào người như trước, cũng lập tức hiểu xảy ra chuyện gì, sắc mặt đại biến. Lý Vân Tiêu năm người bay lên không trung, Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên lớn nhỏ lơ lửng trước mặt năm người, chừng mấy ngàn khối tỏa sánh trong ánh mặt trời. Đàm Địa Quân nhìn qua ánh mắt khiếp sợ và không cam lòng của mọi người, mở miệng nói. Chư vị, chuyện Mạc Tiểu Xuyên đã được giải quyết. Tất cả Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên của tế đàn đều tập trung tại đây. Năm người chúng ta thương nghị qua, quyết định do Vân Thiếu tự mình chủ trì phân phối, bất luận kẻ nào cũng không được có dị nghị. Cái gì, để Lý Vân Tiêu đến phân phối? Mọi người đều kinh hãi, tuy Lý Vân Tiêu thực lực rõ như ban ngày, nhưng mà vì sao rất nhiều tông phái lại tin tưởng một mao đầu tiểu tử này chứ? Đây chính là hơn 1.000 khối Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên A, giá trị không thể đánh giá. Ánh mắt mọi người nhìn qua Nam Hỏa Tinh Nguyên trước mặt, thậm chí còn nhiều hơn so với mạch khoáng thành Nam Hỏa khai thác các năm qua, căn bản chính là tài phú trên trời, vậy mà chắp tay tặng người, do một thiếu niên phân phối. Bọn họ không biết Lý Vân Tiêu đã lấy đi hơn phân nửa, nếu không chắc chắn càng điên cuồng lên, thậm chí tâm giết người cũng có. Chỉ có một chút cường giả võ tôn sau khi khiếp sợ thì lâm vào trầm tư, suy tư về quan hệ lợi ích sau lưng chuyện này, rất nhanh hiểu được. Để Lý Vân Tiêu phân phối không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hơn nữa nếu phân phối bất công làm người ta oán hận cũng chuyển lên người của Lý Vân Tiêu. Cẩn Huyên cũng khiếp sợ nhìn qua không trung, những tinh nguyên này tuy làm nàng động tâm, nhưng càng thêm khiếp sợ là Lý Vân Tiêu hắn rốt cuộc đã làm chuyện gì, vậy mà làm cho cơ hồ tất cả thế lực đều cam tâm tình nguyện thừa nhận cho hắn phân phối. Sau khi tất cả tạp âm bên dưới bình ổn lại, Tế Lâm nói. Vân Thiếu, bắt đầu đi. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nhìn qua phía dưới, nói. Ta lúc trước đã nói, phàm là người theo ta đi cứu người, tất cả đều có phần. Chư vị mặc dù không có tiến vào tế đàn, nhưng mà theo ta đến tận đây, xem như cố tình tương trợ, cho nên mỗi người có phần. Xôn xao. Võ giả phía dưới vô cùng kích động, đặc biệt là những võ giả tán tu kia, căn bản ngay từ đầu sẽ không nghĩ tới mình sẽ có phần. Tất cả đều đỏ mắt nhìn qua, lần này tâm tình kích động khó ức chế được. Lý Vân Tiêu lấy ra 5 khối lớn nhất trong mấy ngàn khối này, hắn ra tay phân nó thành hơn 100 khối nhỏ, một ngón tay điểm xuống bắn về phía dưới, thì thầm. Tinh nguyên tuy nhỏ, mỗi người một khối cũng đủ để đổi ức nguyên thạch, tạo tài nguyên tu luyện hơn 10 năm cho các ngươi. Rất nhiều võ giả tán tu như điên lên, dốc sức liều mạng phi thân lên, đoạt những khối tinh nguyên chừng nắm tay vào trong tay. Tuy hình dáng không đồng nhất, nhưng lại lớn nhỏ như nhau, phần lực khống chế này làm mọi người khâm phục. Đa tạ Vân Thiếu. Đa tạ Vân Thiếu ban thưởng nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn, ngôn từ cảm kích vang vọng cả tế đàn. Mọi người cũng hiểu rõ, cho dù chính mình nói cảm tạ lớn thế nào, đối phương cũng sẽ không để ở trong lòng, thậm chí chuyện hôm nay cũng không cần nhớ. Nhưng phần nhân tình này bọn họ sẽ nhớ kỹ trong lòng. Trước khí thế cường đại của 5 người Lý Vân Tiêu bao phủ, những thế lực môn phái không ai dám động thủ,
chỉ lẳng lặng nhìn qua, ánh mắt mang theo thần thái hâm mộ. Chia cho võ giả tán tu xong, Lý Vân Tiêu lại nói. Lần tầm bảo này, xuất lực tối đa đứng đầu là người Bắc Đấu Tông cùng Lôi Phong Thương Hội, không có Lôi Phong Thương Hội cung cấp ký lục chỉ châm và Bắc Đấu Tông cung cấp tầm bảo đồ, chư vị cũng không có khả năng đi vào nơi đây. Cho nên Bắc Đấu Tông cùng Lôi Phong Thương Hội sẽ chia một nửa còn lại. Hắn vung tay lên, mấy ngàn khối Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên lập tức phân thành hai nửa, trong đó mang một nửa đưa cho Đàm Địa Quân cùng Tế Lâm, nói. Hai vị cất kỹ. Bốn thủ lĩnh nhíu mày, đối với phân phối này có cái nhìn khác nhau. Nhưng mà mình đã nói trước, giờ phút này cũng không tiện phản bác. Huống hồ làm cho Bắc Đấu Tông cùng Lôi Phong Thương Hội lấy đi một nửa, có lẽ cũng là phương thức phân phối tốt nhất. Nếu còn náo tiếp, không chỉ có khả năng một khối tinh nguyên còn không có, còn có thể tổn binh hao tướng, thậm chí bản thân vẫn lạc tại đây. Nghĩ thông suốt những điểm này, những người còn lại không có ý kiến. Đàm Địa Quân cùng Tế Lâm mặt không biểu tình, hai người đều gật đầu, sau khi nói cảm tạ thì thu phần của mình lại. Lý Vân Tiêu nói, còn lại số này cũng phân thành hai phần, tông môn bản địa một phần, tất cả đại thương hội sẽ có một phần. Hắn bổ sung nói, Tử Vân Thương Hội cùng thuộc thế lực thương hội, tự nhiên cũng cần một phần, chư vị có dị nghị gì không? Tế Lâm cười to nói, đó là tự nhiên. Lần này cho Lý Vân Tiêu mặt mũi lớn như thế, tự nhiên cũng sẽ không để ý tới chuyện phân phối tinh nguyên. Huống hồ cũng không có tổn hại lợi ích của Lôi Phong Thương Hội, chỉ là những thương hội khác thiếu một chút. Người thương hội khác làm sao dám nói không, đều liên tục đồng ý, khen phân tốt, phân công bằng, mỗi người tâm phục. Lý Vân Tiêu nói, đã như vậy, tất cả mọi người đều có thu hoạch, như vậy rời khỏi nơi thôi. Vâng, tất cả mọi người cùng quát lên. Đặc biệt là những võ giả tán tu rất hăng hái, rất có tinh thần. Trong lúc nhất thời, mấy trăm người bay lên trời cùng rời đi. Lý Vân Tiêu hơi quay đầu nhìn qua tế đàn dần biến mất, nhớ tới dung nhan khuynh đảo lúc trước, trong nội tâm hơi thở dài một hơi. Rất nhanh mọi người đã đi ra khỏi khu hỗn độn màu đỏ. Dường như biến cố của tế đàn ảnh hưởng, sau khi trở lại khu vực có mấy nhánh sông đỏ thẫm, chỉ cảm thấy hỗn độn khí ở trung ương từ từ biến mất. Hơn nữa tất cả thông đạo cũng mở ra, không còn di động. Được Lý Vân Tiêu cùng Đàm Địa Quân dẫn dắt đi ra ngoài. Sau khi nhìn thấy ánh mặt trời, cảm thụ được vui sướng tìm đường sống trong cõi chết, để nhao nhao hoan hô lên. Tế Lâm nói, mọi người cứ đi theo hướng Bắc là có thể nhanh chóng tới thành Nam Hỏa, không cần đi ngược ký lục chỉ châm. Sau khi đi một đường gian khổ tới đây, gặp được yêu thú bùn lầy. Không có người nào có lá gan đi heo đường cũ quay về. Nghe được Tế Lâm nói thế thì đám võ giả nhao nhao cảm tạ, bay thẳng về hướng Bắc. Suy nghĩ của bọn họ hiện tại là nhanh chóng trở về bán Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên đi, sau khi đổi được nguyên thạch thì tìm nơi ẩn mật mà tu luyện. Tế Lâm cao giọng truyền âm nói. Nếu chư vị muốn đổi tinh nguyên trong tay, có thể tùy thời tìm Lôi Phong Thương Hội, giá cả nhất định sẽ làm mọi người thỏa mãn. Đàm Địa Quân cười lạnh nói. Hừ, sau chuyện nơi này, mọi người sẽ có oán khí rất lớn với Lôi Phong Thương Hội các ngươi, sao có thể tìm các ngươi hợp tác chứ? Sinh ý của Lôi Phong Thương Hội sẽ rơi xuống ngàn trượng. Tế Lâm lại chào phúng. Người rời đi đều đạt được chỗ tốt, tất cả vô cùng cảm kích đấy, tại sao có thể có oán khí? Những võ giả có oán khí đã chết cả rồi. Ngược lại Bắc Đấu Tông các ngươi, trên đường đi làm các hành động kiếm người ta rét lạnh nội tâm, mặc dù có vũ lực cường đại thì thế nào? Nhân tâm đã mất, cách bị diệt không xa. Hừ. Đàm Địa Quân hừ một tiếng, nói. Đệ tử Bắc Đấu Tông theo ta về phục mệnh. Bọn họ đi một chuyến 10 người, không một người hao tổn, chỉ có mấy người vết thương nhẹ, xem như kết quả tốt nhất. Hơn nữa lấy được rất nhiều Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, cũng là một công lớn, lưu lại đây cũng không được gì, cứ rời đi là tốt rồi. Về phần Lý Vân Tiêu giữ hóa lôi thần quyết, trong lòng của hắn đã nghĩ tốt. Tự nhiên là để Trương Lăng Hoa tự mình đến lấy, ít nhất chính mình càng ngày càng không chịu nổi Lý Vân Tiêu. Mai Đông Nhi trước khi rời đi, nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Vân Thiếu phải đi thành Vũ Phong, không biết ngày nào lên đường. Lý Vân Tiêu nói. Ngày mai. Mai Đông Nhi gật đầu nói. Vậy ngày mai gặp lại. Lý Vân Tiêu cười nói. Đông Nhi an tâm tu luyện trong Bắc Đấu Tông là được, không cần đến tiễn ta. Mai Đông Nhi nói, cũng không phải là đưa tiễn,
mà là có chuyện, nơi đây không tiện nói tỉ mỉ, ngày mai đi tìm Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu nhướng mày, không biết nàng nói là chuyện gì, sảng khoái đáp. Ân, tốt, ngươi chỉ cần đến Tử Vân Thương Hội là được. Mai Đông Nhi gật đầu, nhẹ nhàng khom người chào, lại theo người tông môn rời đi. Chư vị, ta cũng cáo từ. Lý Vân Tiêu nói. Tế hội trưởng, ngày mai tại hạ muốn mượn truyền tống đại trận dùng một lát, chẳng biết có thuận tiện không? Thuận tiện, tự nhiên thuận tiện. Tế Lâm thập phần nhiệt tình nói. Vân Thiếu tùy thời tới, tùy thời có thể dùng. Sau khi ta trở về sẽ bảo người kiểm tra, hơn nữa chuẩn bị rất nhiều nguyên thạch, tùy thời chờ Vân Thiếu giá lâm. Mỗi lần dùng đại trận truyền tống cần hao phí đại lượng nguyên thạch, đặc biệt là truyền tống cự ly xa. Lý Vân Tiêu nói. Vậy làm phiền, ta trước tiên sẽ mang Cẩn Huyên trở về, thời điểm đó sẽ tìm Tế hội trưởng. Hắn nói xong liền hộ tống Cẩn Huyên bay về phía thành Nam Hỏa, lưu lại người thương hội đứng tại chỗ suy nghĩ. Chuyện bảo tàng đã chấm dứt, nhưng mà mạch khoáng Nam Hỏa Kim Tinh Quáng còn đó, sợ là sẽ dẫn xuất một phen mưa gió, nhưng mà chuyện này không liên quan tới Lý Vân Tiêu. Hai người nhanh chóng bay về thành Nam Hỏa, tiến vào Tử Vân Thương Hội. Cẩn Huyên nói, Vân Thiếu ngày mai sẽ đi sao? Lý Vân Tiêu nói, như thế nào? Cách Thương Minh Thuật Võ xong hội càng ngày càng gần, sớm ngày đi tới thành Tống Nguyệt Dương thì ta càng yên tâm hơn. Cẩn Huyên khẽ cười nói, vốn là ta còn lo lắng thay Linh Nhi muội muội, hiện tại đã không có băn khoăn rồi. Dùng thực lực Vân Thiếu, đừng nói cả Thương Minh, cho dù cả thiên võ giới cũng không tìm ra người thứ hai. Ta bây giờ càng ngày càng bội phục ánh mắt nhìn người của Linh Nhi muội muội. Lý Vân Tiêu nói, Cẩn Huyên khen nhầm, ta ý định bế quan một ngày. Xác định một ít công pháp tu luyện, muốn làm phiền Cẩn Huyên cung cấp địa phương. Cẩn Huyên giận dữ nói. Vân Thiếu lại khách khí với ta, không cần khách khí rồi. Mạng của Cẩn Huyên cũng là Vân Thiếu viện thủ cứu giúp, nếu không đã sớm thi cốt lạnh giá ngoài thành. Về sau Tử Vân Thương Hội hết thảy cung ứng cho Vân Thiếu không ràng buộc. Lý Vân Tiêu vội nói. Câu này hứa hẹn quá nặng, xấu hổ không dám nhận. Cẩn Huyên vào thời điểm thương hội sống còn lại viện trợ cho ta nhiều vật tư như thế, thu toàn bộ tài liệu ta cần trở về, phần thành ý này đã nói rõ tất cả. Cẩn Huyên lúc này hơi xa sút, miễn cưỡng cười nói. Vân Thiếu chỉ cần nhớ rõ còn có Cẩn Huyên ta là bằng hữu là đủ rồi. Lý Vân Tiêu cười nói. Từ xưa tổn thương ly biệt, ta không phải ngày mai mới rời khỏi sao? Nếu không ngày mai ta một mình một người rời khỏi là được. Cẩn Huyên hội trưởng cũng không cần đưa tiễn. Cũng hoặc là cùng nhau đi thành Tống Nguyệt Dương. Ninh Linh Nhi giờ phút này nhất định đang ở đó đấy. Cẩn Huyên lắc đầu nói. Vân Thiếu không cần thiết phụng trộm rời khỏi, ta nhất định phải tiễn ngươi. Về phần thương minh lưỡng hội, những thương hội cá tạp như chúng ta tham gia cũng không có ý nghĩa. Huống hồ hôm nay Phương Thiên Hạc vừa chết, tất cả luyện phương được Vân Thiếu cải tiến đề cao. Đúng là cơ hội Tử Vân Thương Hội thu phục cục diện tốt nhất. Nếu Cẩn Huyên rời khỏi Tử Vân Thương Hội bây giờ thì không được. Ngày sau nếu biết hành tung Vân Thiếu, có thể tiến tới tụ hội không? Sắc mặt của nàng ửng đỏ ngượng ngùng, ngụ ý trong đó nàng không biết Lý Vân Tiêu có hiểu hay không, ít nhất là tim nàng đập rộn lên, tâm thần bất định không thôi. Lý Vân Tiêu cười nói. Đương nhiên có thể, thật cao hứng có thể quen bằng hữu Cẩn Huyên đấy. Câu này làm cho Cẩn Huyên lại cao hứng lại thất lạc, cưỡng chế xúc động trong lòng. Cười nói. Ta sẽ bảo người chuẩn bị mật thất, để Vân Thiếu bế quan, tuyệt đối không có ai quấy rầy. Nhìn qua bóng lưng Cẩn Huyên rời khỏi, trong mắt Lý Vân Tiêu đầy đạm mạc, thở dài một hơi. Trong gian mật thất to lớn. Sau khi Lý Vân Tiêu đi vào ngồi xuống, liền trực tiếp xuất hiện trong giới thần bi. Giờ phút này Mạc Tiểu Xuyên đã tốt hơn trước nhiều, thân thể dường như hoàn toàn khôi phục, không có dị thường gì cả. Hắn vẫn ngồi xếp bằng trên không trung, một đóa thanh liên phiêu phù trước ngực, không có động đậy. Khi Lý Vân Tiêu xuất hiện, đột nhiên hắn mở mắt ra nhìn qua Lý Vân Tiêu. Hai người đối mặt nhau một hồi, khóe miệng Mạc Tiểu Xuyên mỉm cười, thanh liên từ từ thoát ly bàn tay, giống như phiêu linh trong gió, tiêu tán đi. Hắn mở miệng nói, cảm ơn ngươi, sư đệ. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói, ngươi có thể xác định ta là sư đệ của ngươi. Mạc Tiểu Xuyên cười nói, có thể thi triển kiếm quyết trảm yêu xuất thần nhập hóa như thế, rất có tinh túy của kiếm quyết, trong mấy sư huynh đệ chúng ta,
chỉ có một mình Quân Như Vân, mà chiêu kiếm quyết của ngươi tuy thực lực không đủ, nhưng độ cao kiếm ý không dưới Quân Như Vân. Trừ phi sư phó tự mình truyền thụ ra, cho dù là Quân Như Vân cũng không dạy ra được. Hắn nói xong lại nghi hoặc, suy tư nói. Ngươi là đệ tử sư phó Thu, xem tuổi dường như. Sắc mặt Mạc Tiểu Xuyên đại biến, lắc đầu liên tục nói. Sẽ không, không có khả năng. Cho dù ngươi vừa sinh ra đã bắt đầu tập võ cũng không thể đạt được sư phó truyền thụ. Ánh mắt của hắn biến thành lăng lệ, nhìn qua hai mắt Lý Vân Tiêu, dường như muốn nhìn hiểu hắn, nhưng lại không công mà lui. Mạc Tiểu Xuyên cười khổ nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đừng nói cho ta ngươi là đệ tử Quân Như Vân, ta thật không tin hắn lĩnh ngộ kiếm quyết tới trình độ như thế. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Quân Như Vân là người duy nhất trong các sư huynh đệ các ngươi lĩnh ngộ được kiếm ý, dùng ngộ tính của hắn, đã nhiều năm như vậy, đạt tới trình độ ta thi triển năm đó cũng không khó. À, nói như vậy ngươi rất hiểu mấy sư huynh đệ chúng ta. Mạc Tiểu Xuyên cười nhạo nói. Đừng làm ra bộ dáng mình già dặn như thế. Ngươi cứu ta, ta sẽ cảm kích ngươi hơn nữa hồi báo ngươi. Không nói những chuyện này, ngươi không chịu công bố thân phận của mình cũng được thôi. Ngươi nói cho ta biết đây là nơi nào. Siêu phẩm huyền khí giới thần bi. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói ra. Mạc Tiểu Xuyên. Ngươi cho rằng ta là người ngu hay sao? Trong thiên hạ ai cũng biết siêu phẩm huyền khí là Nặc Á Chi Chu. Lý Vân Tiêu nói. Đó là lúc trước, thời đại đang phát triển, những tàn tích cũ thế nào cũng bị loại bỏ. Hiện tại siêu phẩm huyền khí đi đầy đường rồi, ai cũng có một cái. Mạc Tiểu Xuyên mỉa mai nói. Ai cũng có một cái. Vậy phiền ngươi đưa một cái cho ta chơi đùa đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Có cơ hội, tham thì thâm, trạng thái của ngươi bây giờ không thích hợp chơi siêu phẩm huyền khí. Cắt. Mạc Tiểu Xuyên khinh thường hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không tin lời Lý Vân Tiêu nói. Lý Vân Tiêu cũng lười giải thích, hỏi. Tình huống trong cơ thể ngươi thế nào, ác linh đã hoàn toàn bị ngăn chặn. Mạc Tiểu Xuyên nhíu mày, lo lắng nói. Hiện tại bị ta phong ấn trong khiếu huyệt không có dị dạng gì, cũng không biết là chết hay là giả chết. Lý Vân Tiêu nói. Vậy thì tốt rồi, ít nhất nói rõ ác linh hiện tại hết sức yếu ớt. Nhưng ngươi không thể chủ quan, thứ này nếu như có thể lợi dụng tốt, ngược lại có thể trở thành một đại trợ lực. Ánh mắt Mạc Tiểu Xuyên ngưng tụ, hồ nghi nói. Một đại trợ lực. Hắn dường như nghĩ đến cái gì, cả kinh nói. Ý ngươi là mang nó cho ta sử dụng. Hừ. Loại chuyện này nói đến dễ dàng, bắt đầu làm còn khó hơn lên chơi, ép. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngươi ăn nhiều đau khổ như thế, còn có thể sợ khó sao? Ác linh kia là tinh hoa nam hỏa kim tinh nguyên biến hóa mà ra, nếu lợi dụng tốt thì uy lực vô cùng. Như vậy đi, ta dùng nam hỏa kim tinh nguyên luyện chế một kiện huyền khí cho ngươi, ngày khác nếu như ngươi hoàn toàn khống chế ác linh, cứ đẩy nó vào trong đó, không chỉ có thể dưỡng linh, còn có thể dưỡng khí. Mạc Tiểu Xuyên tâm động, nói. Ngươi hiểu được rất nhiều, hơn nữa dường như rất hiểu ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Vân Tiêu cười nói. Ngươi không thể không hứng thú sao? Mạc Tiểu Xuyên nói. Ngươi không nói cho ta biết, ta tự nhiên không có hứng thú hỏi. Nhưng mà hiện tại có hứng thú hỏi. Lý Vân Tiêu nói. Nếu như ta nói ta là sư phụ của ngươi, ngươi có đánh ta hay không? Sắc mặt Mạc Tiểu Xuyên bỗng nhiên trở nên rét lạnh, lạnh giọng nói. Loại chuyện này ta không thích đùa, khiến cho tâm tình của ta cực kém, không phải muốn đánh nhau, mà là muốn giết ngươi, đừng cho rằng giúp ta thì có thể ở trước mặt ta muốn làm gì thì làm. Lý Vân Tiêu nói. Nếu không ngươi thử xem có thể giết ta hay không? Mạc Tiểu Xuyên cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta là Cửu Thiên Võ Đế? Lý Vân Tiêu cười to nói. Cửu Thiên Võ Đế ta thấy nhiều, đương nhiên, cũng giết qua không ít. Ha ha, ngươi rất cuồng, muốn đánh một trận sao, xem mặt mũi ngươi cứu ta, ta không thể không đáp ứng. Tinh quang trong mắt Mạc Tiểu Xuyên càng ngày càng lạnh, hai đấm vận khí hiện ra khí tức màu vàng, hóa thành mũi nhọn, cắt không khí chung quanh ra. Thân thể của hắn chấn động từng hồi, đế khí năm màu ngưng kết trên không trung, biến ảo thành một cối xay màu vàng cực lớn, nó chấn áp về phía Lý Vân Tiêu. Hắn biết rõ Lý Vân Tiêu có chút thần dị, chiến lực chân thật không đơn giản như vẻ ngoài, nhưng mà cũng không cho rằng đối phương có thể tiếp một chiêu của mình, cho nên vẫn có chừng mực. Cối xay tuy lớn,
nhưng mà tốc độ thật chậm, trong suy nghĩ của Mạc Tiểu Xuyên, đại khái cũng chỉ đánh nhẹ một cái là có thể đánh Lý Vân Tiêu thổ huyết, trọng thương té xuống. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Dưới tình huống không biết chi tiết của đối phương còn khinh thị đối thủ như thế. Mặc dù ta biết rõ ngươi có thiện ý, nhưng nếu như đối thủ là người khác, ngươi sẽ chịu đau khổ. Hào quang trong tay lóe lên, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bỗng nhiên hiện ra, nhẹ nhàng chém ra một kiếm, kiếm quang biến lớn trên không trung, lập tức chém cối xay thành hai nữa, đế khí lập tức hóa thành hào quang lăng lệ tiêu tán các nơi. Cái gì? Mạc Tiểu Xuyên lập tức cảm thấy đầu óc ngắn lại, trong mắt mở to còn hơn cối xay do đế khí biến thành, chuyện như thế hắn chưa từng thấy qua. Sau khi khiếp sợ chừng nửa chung trà, hắn dụi mắt, vững tin cảnh trước mắt là thật, trong mắt mang theo tinh quang lăng lệ, chiến ý ngập trời. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, ta rất thưởng thức thái độ này của ngươi, gặp mạnh càng mạnh, vĩnh viễn không lùi bước. Mạc Tiểu Xuyên quát, đừng quá xem mình là chuyện quan trọng. Kim quang dưới chân hắn chớp động, thân thể và bộ pháp tạo ra tàn ảnh màu vàng vây quanh Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Cũng chỉ là kỹ xảo nhỏ mà thôi, trước lực lượng tuyệt đối, tất cả ảo ảnh đều là hư ảo. Lý Vân Tiêu mỉm cười, ngón trỏ nâng lên, nhìn cũng không nhìn điểm vào góc trái thật quỷ dị, khẽ cười nói. Đã biết rõ như thế, vì sao còn ở trước mặt ta dùng thiên lý huyễn quang bộ chứ? Trong lòng Mạc Tiểu Xuyên đại chấn, dưới tàn ảnh đầy trời, chân thân của hắn hiện ra dưới một chỉ của Lý Vân Tiêu, hơn nữa một chỉ này bao phủ toàn bộ khiếu huyệt của hắn. Giống như mình vừa hành động thì trực tiếp đánh bại ngay. Xảy ra chuyện gì? Tuyệt đối không có khả năng. Trong lòng Mạc Tiểu Xuyên sinh ra sóng gió động trời, nhưng hắn là cửu thiên võ đế A, trừ phi cấp độ đối phương cao hơn hắn quá nhiều, nếu không tuyệt đối không thể điểm chúng, do đó sớm đưa ngón tay ra chờ. Cuồng vọng! Mạc Tiểu Xuyên áp chế rung động trong lòng, hai tay kết xuất một ấn bao phủ thiên địa, kim quang lập lòe như mặt trời chiếu xuống, làm như không lưu thủ. Có thể tính toán bộ pháp của ta thì thế nào, thiên địa ấn. Lý Vân Tiêu nói. Ấn cực tứ phương, võ phá trời xanh, người đã nắm giữ áo nghĩa tinh túy của chiêu này. Hắn vừa bình, trường kiếm trong tay điểm ra, hóa thành bốn đạo kiếm khí bắn vào bốn cực, quát. Nhất kiếm ảnh phi toa. Kiếm hóa bốn cực, đồng thời phá bốn cực của thiên địa ấn, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm tỏa ra hào quang như thu thủy chiếu rọi trời cao. Cắt nát thiên địa ấn lập tức tan nát. Mạc Tiểu Xuyên triệt để phát mộng, ngây ra như phỗng, thân thể hoàn toàn hóa đá. Lý Vân Tiêu cười to nói. Đừng quá tự cho là đúng, tiến giai võ đế thì thế nào, trong thiên hạ này võ đế thiên thiên vạn vạn, nhiều như tay sai trên đường, nếu bởi vì thế mà đắc chí, vậy thực làm trò cười cho người trong nghề. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Võ đạo chi tâm của Mạc Tiểu Xuyên vào lúc này xuất hiện khe hở vào lúc thiên địa ấn tan rã, hắn khó tiếp nhận quát. Tuyệt đối không có khả năng, thiên địa ấn tụ tập lực lượng tứ cực trong thiên địa, ẩn chứa lục hợp bát hoang vô tận vân tiêu chi ý, cho dù ngươi có thể tiếp nhưng không thể nào phân liệt ra được, đây nhất định là ảo giác cường đại, thậm chí ngay cả ta cũng có thể trúng chiêu, ngươi là người phương nào. Hắn liên tục quát hỏi, hắn không thể tin thiên địa ấn mà sư phó truyền dạy lại bị phá vỡ. Kỳ thật vừa rồi Lý Vân Tiêu đâm ra một kiếm hóa bốn cực, hắn đã sớm khắc sâu trong đầu, hơn nữa suy diễn ra, thật sự có thể hóa giải thiên địa ấn của hắn. Trong trí nhớ của hắn, thiên địa ấn là hoàn mỹ vô khuyết, chuyện này làm cho hắn khó tiếp nhận. Lý Vân Tiêu thở dài. Thiên hạ không có chiêu thức không bị phá giải, trừ phi là thần hồ kỳ kỹ. Thiên địa ấn cũng vậy, nó dung hợp lục hợp bát hoang chi vô tận Vân Tiêu, đã có dung hợp thì nhất định có khe hở. Sẽ tồn tại lỗ thủng. Huống hồ. Hắn ngưng giọng nói. Bản thân ta là người sáng tạo thiên địa ấn, tự nhiên hiểu góc chết trong chiêu thức của mình. Lúc trước thụ cho ngươi cũng không nói rõ, là hy vọng ngươi có thể thông qua lĩnh ngộ của mình đi phát hiện, hơn nữa tu bổ, do đó lĩnh ngộ ra quy tắc võ ý thuộc về mình. Tiểu Xuyên, ở điểm này, ngươi không bằng các sư huynh đệ khác. Giọng của Yêu Long khinh thường hừ lạnh, nói. Trong các đồ đệ của ngươi, Mạc Tiểu Xuyên vốn thiên phú không đủ, hoàn toàn là nương nhờ vào nghị lực thật mạnh mới đi tiếp tới bước này. Loại nghị lực mạnh mẽ này đã hơn xa những người khác. Người muốn hắn ở trên lĩnh ngộ vượt qua các huynh đệ khác, không khỏi quá ép buộc. Thân thể Mạc Tiểu Xuyên như có dòng điện bắn ra, chỉ cảm thấy trong đầu chấn động ông. Người trước mặt này trừ tu vị ra,
ngữ khí nói chuyện và lý giải thiên địa ấn làm cho nội tâm của hắn run rẩy, trên trán chảy mồ hôi lạnh, khó có thể tự kiềm chế run rẩy nói. Sư phó, ngươi thật sự là sư phó. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Nếu ngươi có thể thông qua tuyệt thần động của Mạc gia, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Ầm ầm, linh đài thức hải của Mạc Tiểu Xuyên thất thần, rốt cuộc không còn suy nghĩ được chuyện gì nữa. Trước mặt mơ hồi, nước mắt chảy dài, hắn nhớ lại chuyện ở thành Hắc Thiết năm đó. Mạc Tiểu Xuyên, ngươi dám một mình tự tiện xông vào cấm địa trong tộc, lần thứ ba, tha cho ngươi không được. Thành Hắc Thiết, trên Mạc gia chấp pháp đường hào khí xâm nghiêm. Hai bên là trưởng bối trong tộc, sáu tên trưởng lão phân ra ngồi hai bên, thần sắc nghiêm nghị, chính giữa là hư ảnh lão già áo xanh, như ẩn vào vương tọa, hai mắt khép hờ, thân ảnh có hào quang không ngừng chớp động, hiển nhiên chân thân cũng không ở đây. Một nam tử trung niên đứng bên trái cúi chào bảy người, trầm giọng nói. Bẩm tổ lão, sáu vị thái thượng trưởng lão đại nhân, Mạc Tiểu Xuyên lần thứ ba tự tiện xông vào cấm địa, dậy mãi không sửa. Tự tộc quy, người tự tiện xông vào cấm địa cần hủy bỏ tu vị, trục xuất khỏi gia môn. Mạc Kha Bắc báo cáo nguyên do, cả đại điện yên tĩnh lại, không người dám mở miệng lên tiếng, tất cả ánh mắt đều nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên đang nằm sấp trên mặt đất, bộ áo trắng đã bẩn không chịu nổi, tỏa ra mùi huyết tinh và bùn lầy, nhưng mà hắn lại ngẩng đầu lên, là thiếu niên kiệt ngạo bất tuân, ngông nghênh. Người bốn phía có thần sắc khác nhau, có lãnh đạm, có hầu nghi, có mỉa mai, không hề mảnh, cũng có sầu lo nồng đậm. Cũng có không ít đệ tử đích hệ cũng xen lẫn bên cạnh người lớn, mở to mắt ra nhìn qua thiếu niên cùng tuổi với mình nằm đó, trong ánh mắt đều giật mình và sợ hãi. Nam tử trung niên bên phải ánh mắt đầy sầu lo, đứng ra cúi người thật sâu, cung kính nói. Bẩm tổ lão, sáu vị thái thượng trưởng lão đại nhân, chuyện của Tiểu Xuyên hôm nay là do ta trông giữ không tốt. Vạn Phong hy vọng có thể thay Tiểu Xuyên tiếp nhận tộc quy xử phạt. Mạc Vạn Phong tự biết lần này Mạc Tiểu Xuyên cho dù như thế nào cũng khó thoát hình phạt, cũng không làm biện hộ vô vị, cực lực một mình gánh chịu. Người trong tộc động dung, nhao nhao thấp giọng nghị luận. Sắc mặt Mạc Kha Bắc lạnh lùng, khẽ nói. Vạn Phong, người cũng biết Mạc Tiểu Xuyên sắp sửa tiếp nhận hình phạt nào hay không? Người một mình gánh chịu được sao? Thần sắc Mạc Vạn Phong không thay đổi, lạnh nhạt nói. Nếu như nói một hài tử 8 tuổi có thể thừa nhận, Mạc Vạn Phong ta làm sao không thể? Mạc Kha Bắc cười lạnh nói. Đã nói Mạc Tiểu Xuyên tự tiện xông vào cấm địa, cần hủy bỏ một thân tu vị, đuổi ra khỏi môn tường, Vạn Phong tộc đệ, ngươi có chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rốt cuộc Mạc Vạn Phong động dung, trên mặt lộ ra bi thương nồng đậm, thê thảm nói. Năm đó nếu không có đấu thần đại ca, Vạn Phong sớm đã chết ở bên ngoài. Sống nhiều năm như thế, hôm nay cái mạng này nên trả cho con của hắn, cũng đã biết đủ. Hắn quỳ lạy trước mặt tổ lão, cất cao giọng nói. Hy vọng tổ lão cùng sáu vị thái thượng trưởng lão niệm tình đấu thần đại ca lập công lớn cho gia tộc, cùng với Vạn Phong những năm gần đây đây yên lặng cống hiến, có thể thành toàn. Hắn dập đầu, không có sử dụng chút nguyên khí nào, phanh một tiếng đá thanh cương trên đại điện vỡ ra, máu tươi cũng chảy khắp nơi, ý bi thương bao phủ cả đại điện. Mọi người đều động dung, lộ ra vẻ từ bi. Sáu gã thái thượng trưởng lão cũng nhíu mày, lộ ra thần sắc suy tư. Nhưng chỉ có tổ lão ở giữa ánh mắt khép hờ, hư ảnh không ngừng lắc lư trong hào quang. Trong mắt Mạc Kha Bắc bắn ra lệ quang, quát. Mạc Vạn Phong, hình đường là nơi trang nghiêm trong tộc, người thân là đại trưởng lão, vậy mà dùng thân sở pháp, muốn gây nhiễu chấp hành hình phạt, bản thân chính là phạm quy, cũng cần phải nghiêm trị. Hắn chỉ vào Mạc Tiểu Xuyên, lạnh lùng quát. Như bởi vì hắn là con của đấu thần lại phạm lỗi liên tục, đã khoan dung hai lần rồi. Tộc quy cũng không phủ nhận công lao phụ thân của hắn, nhưng đã khoan dung hai lần nên tiêu trừ sạch sẽ. Hắn hét lớn lập tức xua tan hào khí bi thương trong điện, biến thành lăng lệ và nghiêm nghị. Mọi người cũng yên lặng gật đầu, thập phần đồng ý cách nói của Mạc Kha Bắc. Muốn phục người, nhất định phải nghiêm trị Mạc Tiểu Xuyên mới được. Mạc Vạn Phong ngẩng đầu lên, trên mặt đầy máu tươi, thấp giọng quát ầm lên. Mạc Kha Bắc, đừng cho rằng ta không biết bản tính của ngươi. Tiểu Xuyên cũng không cần cống hiến của đấu thần đại ca, mà là tu vị của Mạc Vạn Phong ta. Hắn vận hai lên hai tay, cửu thiên đế khí màu vàng đột nhiên bắn ra, đập vào đan điền của mình. Mạc Vạn Phong muốn tiên hạ thủ vi cường, phế bỏ toàn bộ tu vị võ đế của mình,
chiếm được mấy vị thái thượng trưởng lão cùng mọi người đồng tình, do đó buông tha Mạc Tiểu Xuyên. Tất cả mọi người chấn động, không thể ngờ Mạc Vạn Phong thật cương liệt như thế, đối với tu vị cả đời của mình nói phế bỏ là phế bỏ, không có chút quyến luyến nào. Có thể thấy được hắn có ý giữ gìn Mạc Tiểu Xuyên đã tới cực điểm. Vạn Phong thúc thúc, không muốn. Nằm dạp trên mặt đất, Mạc Tiểu Xuyên vốn đang hấp hối, vào lúc này không biết có khí lực từ đâu, thê thảm quát to một tiếng. Nước mắt xen lẫn máu tươi chảy ra, khổ sở nói không nên lời, thân thể của hắn sớm tổn thương không thể nhúc nhích, vậy mà cưỡng ép đứng lên, năm ngón tay như khảm vào đá xanh trên mặt đất. Sáu tên gã thái thượng trưởng lão ngồi đó đều kinh hãi, ai cũng không ngờ được Mạc Vạn Phong lại ác như thế, muốn ra tay ngăn cản cũng không được. Tổ lão ngồi trên vương tọa mở mắt ra, thân thể hư ảo trở nên sáng ngời, một lực lượng kỳ dị hiện ra, hai mắt nhìn thẳng trưởng ấn của Mạc Vạn Phong. Đế khí màu vàng trên tay của hắn tản ra, hóa thành khói xanh biến mát. 3. Chỉ nghe tiếng nổ nỏ xuất hiện, trưởng phong của Mạc Vạn Phong đánh vào đan diền, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà đế khí tiêu tán cũng không đánh nát đan điền, chỉ bị thương nặng. Tổ lão! Mọi người đều cả kinh, vội vàng đưa mắt nhìn qua thân ảnh hư ảo trên vương tọa. Trong mắt Mạc Kha Bắc hiện ra một tia thất vọng, nhưng tổ lão ra tay. Cho dù là sáu gã thái thượng trưởng lão cũng không dám làm trái, nhao nhao chờ pháp chỉ. Ánh mắt tổ lão nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên, thân ảnh của hắn dường như nhạt hơn, giọng nói như truyền từ nơi xa xăm tới, thản nhiên nói. Đây cũng là con của đấu thần sao? Vâng, tổ lão đại nhân, hắn là Mạc Tiểu Xuyên, là con ruột duy nhất của đấu thần đại ca. Mạc Vạn Phong vội vàng kéo thân thể tổn thương, quỳ trên mặt đất, nói. Đấu thần đại ca sau khi vẫn lạc, Tiểu Xuyên vẫn do ta nuôi dưỡng. Vạn Phong quản giáo bất lực, nguyện tự mình gánh chịu. Giọng của tổ lão không mang theo bất cứ cảm tình gì, vẫn nhàn nhạt, nói. Đấu thần có thần thể dị tượng, thiên phú kinh người, chính là người có hy vọng trùng kích võ đạo trung cực của Mạc gia suốt mấy ngàn năm qua. Không thể ngờ lại vẫn lạc quá sớm, chuyện này nói ra ta cũng có trách nhiệm nhất định. Nhưng mà con của hắn... Tổ lão dương mắt nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên, mới thở dài nói. Hổ phụ khuyển tử a, thiên phú thập phần bình thường, 8 tuổi mới tu luyện tới tam tài cảnh đại vũ sư, ngay cả tư cách tiến vào tinh anh Mạc gia cũng không có. Vạn Phong, ngươi vì khuyển tử này bỏ qua tu vị cả đời, thật đúng là ngu muội. Mạc Vạn Phong bi thương kiên định nói. Bẩm tổ lão, lúc trước nếu không có đấu thần đại ca cứu ta một mạng, Vạn Phong sớm chết trong đại chiến rồi. Tiểu Xuyên vẫn do ta trông coi, tử không giáo phụ có tội, trách nhiệm này là do ta bất lực. 10 ngón tay của Mạc Tiểu Xuyên cắm vào trong đất, thân thể gầy yếu run rẩy, khóc ròng nói. Vạn Phong thúc thúc, là ta vô dụng, không liên quan tới ngươi. Mấy vị thái thượng trưởng lão cùng tổ lão đại nhân, muốn phạt thì phạt ta, không quan hệ tới Vạn Phong thúc thúc. Một thái thượng trưởng lão ở góc trái đột nhiên lạnh lùng nói. Hừ! Nếu không phải có Vạn Phong 5 lần 7 lượt che chở ngươi, ngươi vì xúc phạm tộc quy đã sớm bị đuổi ra khỏi gia tộc rồi, thật sự là cho phụ thân ngươi mất mặt. Mỉa mai ác độc chẳng khác gì đao mang cắt vào tâm của một hài tử 8 tuổi, Mạc Tiểu Xuyên thống khổ cắn hàm răng, không rên gì chút nào. Tổ lão thở dài một hơi, nói. Đây là một lần cuối cùng, lần này về sau, nếu phạm quy thì xử trí theo luật, không cần lại kinh động chúng ta. Cần tuân pháp chỉ. Mọi người đều đứng lên cúi đầu, hư ảnh tổ lão nhắm mắt lại, dần dần biến mất trên vương tọa. Mạc Vạn Phong cường nâng thân thể trọng thương lên, tiến lên nâng Mạc Tiểu Xuyên dậy. Sau lưng Mạc Vạn Phong có hai hài đồng khác sợ hãi nhìn qua vết máu trên người Mạc Tiểu Xuyên, rất nhanh nói. Tiểu Xuyên ca ca, về sau ta nhất định phải trở thành đại thuật luyện sư, về sau ngươi bị thương, ta sẽ trị liệu giúp ngươi. Mạc Tiểu Xuyên cúi đầu, vết thương trên ngươi tuy nặng. Lại không bằng đao xoắn trong tim. Hoa Nguyên, chúng ta đi. Mạc Vạn Phong ôm lấy Mạc Tiểu Xuyên, đi ra khỏi hình đường. Sau lưng có tiếng nghị luận lớn, người Mạc gia rời khỏi. Nếu không phải thân phận Mạc Tiểu Xuyên đặc thù, cũng sẽ không có tập hợp mọi người như thế. Ánh mắt Mạc Kha Bắc âm lãnh, nhìn qua bóng lưng Mạc Vạn Phong rời khỏi, thật lâu không nói. Đợi đến lúc mọi người tan hết, chỉ còn lại có một gã thái thượng trưởng lão. Chính là người lên tiếng lúc trước, cũng là phụ thân Mạc Kha Bắc, Mạc Bình Tây. Hắn nhìn con mình trầm tư bất định, nghi kỵ nói. Ngươi còn đang suy nghĩ gì?
Mạc Kha Bắc nói. Phụ thân, tổ lão quá mức cung chiều Mạc Tiểu Xuyên rồi. Đã ba lần buông tha hắn, loại chuyện này thật khó làm người ta tin phục. Mạc Bình Tây nói. Đây là tổ lão quyết định, ai dám không phục. Ngươi thân là tộc trưởng, nên làm việc theo luật. Chỉ cần không phải ngươi tự ý động quyền mưu, sẽ không có ngươi nói ngươi không phải. Mạc Kha Bắc thở dài. Lời nói mặc dù như thế, nhưng bỏ qua nhiều cơ hội. Mạc Vạn Phong thiếu chút nữa tự phế tu vị, dưới nguy cơ này tổ lão vẫn viện thủ cứu. Tu vị tổ lão cao tới mức nào? Trên mặt Mạc Tây Bình hiện ra thần thái kiêng kỵ, đi qua đi lại trong đại điện trống trải, rốt cục nói ra. Tu vị tổ lão thông thiên, người cũng không nên đi suy đoán. Mặc dù Mạc Vạn Phong tu vị vẫn còn, đối với người cũng không có bất kỳ uy hiếp nào. Mạc Tiểu Xuyên tư chất bình thường, chỉ nhờ vào cái dũng của phụ thân hắn năm xưa, một mạch của bọn họ mấy trăm năm qua không thể xoay sở, người có thể an ổn làm tốt tộc trưởng của ngươi. Nhưng mà ta muốn nói cho ngươi biết, quyền mưu phú quý chỉ là mây khói thoáng qua, chỉ có võ đạo mới là truy cầu cực hạn của chúng ta. Vâng, hài nhi cần tuân phụ thân dạy bảo. Mạc Kha Bắc khiêm tốn cúi đầu, hai người cũng biến mất khỏi đại điện. Vào đêm, trong tiểu viện Mạc gia, hai đầu gối Mạc Tiểu Xuyên quỳ trên thiết lăng, trên thiết lăng có mấy trăm móc cây cắm vào đầu gối đầy máu của hắn. Sắc mặt Mạc Vạn Phong lạnh lùng nhìn qua trăng sáng, trong con ngươi điều hưu nói không nên lời. Mạc Hoa Nguyên nhìn qua hai chân Mạc Tiểu Xuyên, tâm của hắn run rẩy, cầm lấy chân Mạc Vạn Phong, cầu khẩn nói. Phụ thân đại nhân, Tiểu Xuyên ca ca thân thể trọng thương, ngươi cũng đừng có trừng phạt hắn. Mạc Vạn Phong một cước đá văng con của mình ra, quát. Chạy trở về chỗ của ngươi quỳ đi. Mạc Hoa Nguyên khóc cầu khẩn, không dám tiến lên. Dưới ánh trăng, gương mặt Mạc Tiểu Xuyên bắt đầu vặn vẹo, hắn vẫn cố gắng kiên cường, cố nặn ra nụ cười, nói. Hoa Nguyên, nơi này không có chuyện gì. Quỳ thiết lăng ta không phải quỳ lần đầu, quỳ rất thoải mái đấy, cũng là một loại tu luyện. Mạc Vạn Phong nghe xong lắc đầu, ngẩng đầu nhìn qua đêm tối vô tận, thì thào lẩm bẩm. Hôm nay đúng thời điểm cốc vũ, nếu như không có tính toán sai. Người nọ có lẽ sẽ đến, vì sao không thấy thân ảnh? Mạc Tiểu Xuyên thống khổ đã nhíu mày chặt vào nhau, khó hiểu nói. Vạn Phong thúc thúc, người nói cái gì? Mạc Vạn Phong nói. Năm đó thời điểm phụ thân người vẫn còn, từng ước định với một người vào thời điểm cốc vũ năm nay, dưới trăng sáng gặp nhau ở thành Hắc Thiết, hiện tại đã tới giờ, nhưng vì sao không thấy bóng dáng? Mạc Tiểu Xuyên giơ tay lên, chỉ vào cây quế lớn ở phía tây, nói. Có phải người nọ hay không? Mạc Vạn Phong chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua bóng dáng chớp động ở trên cây quế, một đạo thân ảnh màu trắng đứng dưới ánh trăng, hắn cười to. Nhất lũ anh hồn hà sử tại, hòa thanh bất kiến cố nhân lai. Hiểu phong phất liễu suy tàn nguyệt, na niên lam tuyết nhập mộng hoài. Do không tìm ra bài này nên chỉ giữ nguyên nó thôi. Thân ảnh áo trắng như nước này bước lên ánh trăng, lăng không bước ra. Hắn như hòa làm một thể với hoàn cảnh chung quanh, giống như tiên nhân từ ánh trăng giáng lâm trần thế. Trên mặt của hắn mang theo vẻ cô đơn, thở dài nói. Ta hôm nay vừa biết Mạc đấu thần đã chết, lần này tới thành Hắc Thiết, không thể ngờ lại tới không. Mạc Vạn Phong cả kinh, người này đã tới không biết bao lâu, bản thân mình vậy mà không phát giác ra chút nào cả. Tu vị của hắn quả thật là thâm bất khả chắc. Hắn sợ hãi bước lên, nói. Người tới có phải là Cổ Phi Dương? Thân ảnh áo trắng kia nhíu mày một cái, nói. Phải hay không phải chẳng trọng yếu là Mạc đấu thần đã chết, chuyến này đi thành Hắc Thiết hắn lỡ hẹn rồi. Tùy sau, Bạch Y Nhân giữ trên cao ngón giữa, làm một khinh bỉ hành động. Điều này lập tức để lộ phong thái cao thủ, Mạc Vạn Phong cũng cả kinh, trên mặt đầy hắc tuyến, mỉa mai nói. Gia huynh đã thân vẫn, làm sao có thể lỡ hẹn với ngươi? Người áo trắng nói, là nam nhân hứa hẹn, cho dù chết cũng phó ước. Xem ra Mạc gia các ngươi không có người thành tín, ta không phụng bồi, như vậy cáo từ. Trên mặt của hắn mang theo vẻ không hài lòng, muốn dẫm lấy ánh trăng rời đi. Mạc Vạn Phong khẩn trương, hắn đang ở đây chờ người này là có chuyện cần nhờ, bây giờ còn không nói ra mà đối phương đã đi rồi, hắn làm sao cho phải. Chậm đã, một giọng nói non nớt vang lên. Mạc Tiểu Xuyên run rẩy đứng lên khỏi thiết lăng, hai đùi của hắn run rẩy rất nhiều, nhưng lại không có kêu đau một tiếng nào cả, hắn chỉ nhìn qua người áo trắng trên cao, nói.
phụ thân ta ước định với ngươi, ta đến phó ước. Phụ thân ta không có lỡ hẹn, Mạc gia ta đều là người thành tín. Người áo trắng ngạc nhiên nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên, cười nhẹ nói. Tiểu tử chí khí không tệ, muốn thay phụ thân ngươi phó ước, 30 năm sau lại nói. Mạc Vạn Phong thừa dịp này, vội vàng nói. Cổ Phi Dương, người này là con đại ca ta. Vạn Phong cầu ngươi một chuyện, có thể xem mặt mũi đại ca ta, thu hắn làm đồ đệ, mang hắn rời khỏi thành Hắc Thiết. Thân ảnh áo trắng đúng là Cổ Phi Dương, hắn nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên, nói. Chí khí đáng khen, nhưng mà Mạc Vạn Phong, người nói đùa sao? Thiên phú kẻ này bình thường tới cực điểm, kiếp này muốn tiến võ đế quá khó khăn. Ngươi ném vướng víu này cho ta, giáp tâm thế nào? Trong lòng Mạc Vạn Phong khẩn trương, tình huống Mạc Tiểu Xuyên bây giờ đã không thể ở lại thành Hắc Thiết, hắn nói. Người phó ước với đại ca ta, không phải muốn nhìn thấy thần công cái thế của Mạc gia là Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết hay sao? Chỉ cần ngươi nhận lấy Tiểu Xuyên làm đệ tử, ta sẽ biểu thị cho ngươi xem. Thần sắc Mạc Tiểu Xuyên mang theo vẻ khó tin, thất kinh nói. Vạn Phong thúc thúc, không thể. Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết là bí mật lớn nhất của gia tộc, nếu như từ ngươi truyền ra, tất nhiên là tử tội không nghi ngờ, còn dính líu tới Hoa Nguyên đệ đệ, Thẩm Thẩm và chúng nữ. Hắn ba lần đi vào cấm địa gia tộc, chính là học trộm trấn tộc chi bảo, tuyệt học cái thế. Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết, không thể ngờ Mạc Vạn Phong lại dễ dàng hứa biểu thị cho người ngoài xem, mặc dù không phải truyền thụ, nhưng mà đã phạm tối kỵ trong tộc. Biểu lộ của Cổ Phi Dương lập tức làm Mạc Vạn Phong thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Vốn cho rằng đối phương sẽ động tâm, ít nhất cũng sẽ do dự không quyết, nhưng mà không ngờ đối phương lại khinh thường cười nhạo, hơn nữa chế nhạo nói. Mạc gia Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết cũng chỉ có Mạc Đấu Thần và tổ lão sống không biết bao nhiêu năm kia biết được tinh túy. Người khác đánh ra, thật xấu hổ, nói câu công đạo. Đều là cứt chó, nếu nhìn thì ta sẽ sinh ra tâm tư khinh thường. Ngươi! Mạc Vạn Phong giận tím mặt, hắn không có cách nào khác. Thực lực đối phương thâm bất khả chắc, ngay cả khi hắn tới tiểu viện này từ lúc nào hắn còn không biết, đã biết rõ mình không phải đối thủ của người này. Thu hay không thu đồ đệ, quyền quyết định nằm trong tay đối phương, hắn không có một chút biện pháp. Mạc Tiểu Xuyên nói. Vạn Phong thúc thúc không cần yêu cầu hắn. Phụ thân đã từng nói, người biết không nói, người nói không biết, người mở miệng khen chắc hẳn không có bản lĩnh thật sự gì, ta thấy hắn làm sao tốt bằng Vạn Phong thúc thúc được. Cổ Phi Dương biểu lộ không mặn không nhạt, cười nhẹ nói. Tiểu hài tử còn hiểu phép khích tướng, Mạc gia các ngươi trừ phụ thân ngươi ra, cũng tìm không ra người hữu dụng thứ hai, cộng thêm ngươi là kẻ thiên phú hèn mọn, đi theo ai lăn lộn cũng không cách nào xuất đầu được. Khẩu khí thật cuồng vọng. Đột nhiên trên không trung có tiếng hét vang vọng, không gian trong tiểu viện sinh ra vặn vẹo, hai người đi ra, lại là Mạc Kha Bắc cùng Mạc Bình Tây, gương mặt hai người vô cùng băng lãnh, nhàn nhạt nhìn qua Cổ Phi Dương, sau đó ánh mắt nhìn lên người Mạc Vạn Phong. Mạc Bình Tây quát lạnh. Vạn Phong, người thật to gan, thân là đại trưởng lão bổn tộc, lại dám mang tuyệt học bổn tộc tiết lộ ra ngoài. Sắc mặt Mạc Vạn Phong đại biến, tội danh này hắn không gánh nổi. Nếu không phải bởi vì Mạc Tiểu Xuyên gặp nạn, một nhà hắn cũng chịu cực hình, lập tức phủ nhận nói. Bình Tây Thái Thượng trưởng lão, nói chuyện cần phải có chứng cứ. Sắc mặt Mạc Bình Tây hơi biến, lời vừa rồi mặc dù bọn họ nghe thấy, nhưng hai người từ lâu đã không bằng lòng với Mạc Vạn Phong, nếu nói ra cũng không làm cho người khác tin phục, đặc biệt tổ lão sẽ không tin tưởng, muốn đối phó Mạc Vạn Phong đại trưởng lão này thì không đủ. Tốt, người đợi. Chờ ta trước cầm xuống này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, lại để hắn thú nhận với ngươi hợp mưu gia tộc tuyệt học sự tình, nhìn ngươi còn như thế nào chống đỡ lại. Trên mặt Mạc Bình Tây mang theo nụ cười tàn nhẫn, Mạc Vạn Phong biến sắc, vội vàng nói. Cổ Phi Dương, đi mau. Hắn rất sợ Cổ Phi Dương bị hai người này bắt, tới lúc đó cực hình bức bách ép hắn nói ra chuyện hắn tiết lộ tuyệt học trong tộc, vậy hắn thua cả bàn. Tên là Cổ Phi Dương đúng không, Kha Bắc? Ngươi có từng nghe qua cái tên này hay không? Mạc Bình Tây ngạo nghễ hừ lạnh nói, trên mặt mang theo thần thái khinh miệt. Mạc Kha Bắc tâm tình thật tốt, cười hắc hắc nói. Dường như nghe qua, hình như mấy năm trước toát ra một cửu thiên võ đế, trên đại lục cũng có chút danh khí. Hắc hắc, nhưng mà đối phương đã dám vào thành Hắc Thiết chúng ta, tự nhiên thân có tuyệt kỹ, phụ thân đại nhân, vạn nhất chúng ta không đánh được làm sao bây giờ à? Ha ha, ha ha tương đương.
Mạc Bình Tây cũng vuốt chòm râu cười nói. Kha Bắc, vậy ngươi sao không đi lên thỉnh giáo một chút, người tập võ nên có tinh thần không ngại học kẻ dưới a. Vâng, phụ thân. Mạc Kha Bắc khinh miệt đi lên, Cổ Phi Dương trong mắt hắn chỉ là con châu chấu, tùy thời có thể bóp chết mà thôi. Mạc Bình Tây nói. Chuyện lần này xử lý tốt, tổ lão biết chuyện Mạc Vạn Phong tiết lộ Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết, chắc chắn sẽ bảo hắn phải đi về, đến lúc đó ta sẽ ra mặt để tổ lão truyền thụ cho ngươi. Sắc mặt Mạc Vạn Phong sầu thảm, cái gọi là phải đi về, tự nhiên chính là phế tu vị của hắn. Mạc Kha Bắc đại hỉ, kích động nói. Đa tạ phụ thân đại nhân. Hắn thân làm tộc trưởng Mạc gia, lại không có tư cách tu luyện Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết, vẫn là tâm bệnh của hắn. Nghĩ đến thần công cái thế, khí cơ trên người bạo tăng, trong mắt sát ý lăng nhiên quan sát Cổ Phi Dương, cười to nói. Ha ha, tiểu tử, lần này phải đa tạ ngươi rồi. Cổ Phi Dương nhìn bọn họ tự nói tự cười, có chút không nói nên lời. Hai tên thần kinh. Mạc Kha Bắc giận tím mặt, quát. Thực sự muốn chết, muốn thấy Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết, cả đời cũng không được. Hàn Nguyệt vô thanh, thanh lãng đao khí. Tay hắn lóe lên, một thanh lang hoàn đại đao màu xanh xuất hiện, nó tỏa ra hàn khí lạnh giá dưới ánh trăng, lăng không chặt xuống. Cửu thiên đế khí theo đao mang đánh xuống, ánh trăng đầy trời ngưng tụ trong đao, những nơi ánh trăng đi qua có ánh đao chém xuống. Mặc dù Mạc Kha Bắc có ý khinh miệt trong lòng, nhưng đối phương cũng là võ đế. Mạc Kha Bắc vẫn không có khinh thị đối phương. Mạc gia thành Hắc Thiết mặc dù không bằng 7 thế lực siêu cấp hoành hành đại lục, nhưng cũng là một trong những gia tộc cường đại đếm được trên đầu ngón tay. Tu vị của gia chủ tự nhiên là cường giả một phương, là hào kiệt mạnh mẽ. Tâm tình của Mạc Vạn Phong sa sút, Mạc Kha Bắc chém một đao này, nếu đổi lại là người khác không thể nhúc nhích, cho dù hắn dùng Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết cũng không dám ngăn cản. Cổ Phi Dương vẫn lạnh nhạt. Hắn sử dụng Nguyệt Hoa Bộ, nhẹ nhàng lăng không lóe lên, tách đao khí ra sau đó đánh ra một quyền, đánh thẳng vào sống đao phát ra âm thanh thanh thúy, xé rách sự yên tĩnh của đêm tối. Người trong tiểu viện mở to mắt ra nhìn, Cổ Phi Dương sử dụng bộ pháp phiêu đật thong thả hiếm thấy, làm cho nội tâm Mạc Bình Tây cùng Mạc Vạn Phong sinh ra sóng to gió lớn, nhưng mà thời điểm đao mang chém xuống, hắn lại sử dụng kim cương quyền mà võ giả trong thiên hạ đều biết đánh cánh tay Mạc Kha Bắc tê liệt. Khí thế trên người có cảm giác tán đi. Sử dụng vũ kỹ rác rưởi này tới đấu với ta, Mạc gia các ngươi chỉ có một chút tạp kỹ này hay sao? Cổ Phi Dương nói xong câu này thì bước tới, hai bàn tay kết phù sinh ấn màu vàng, trực tiếp đánh sơ sát chân khí hộ thể của Mạc Kha Bắc, đánh vào lồng ngực của hắn. Dưới ánh trăng có một tia máu tươi bắn ra ngoài, Mạc Kha Bắc hiện tại bay đi như con diều đứt dây, liên tiếp đụng nát mấy vách tường, nằm trong đống gạch không rõ sinh tử. Cả đêm tối trở nên yên tĩnh dọa người. Mạc Bình Tây thậm chí quên thăm dò thương thế của con mình, sững sờ ở tại chỗ, cảnh vừa rồi hắn không dám tin là sự thật, cũng không cách nào tiếp nhận. Hai tên võ đế đánh nhau, dù thế nào cũng là sơn băng địa liệt, bầu trời vỡ nát, thậm chí hủy đi một nửa thành trì. Hắn đã làm tốt chuẩn bị thả tín hiệu ra, mở phòng ngự trong thành, để tránh ảnh hưởng đến quá lớn, nhưng mà... Cổ Phi Dương vẫn im lặng đứng trên hư không. Lạnh nhạt nói. Còn có kẻ nào nghiêu bức muốn lên hay không? Hi! Lập tức phản ứng, Mạc Bình Tây thất kinh liên tục lui ra phía sau, gần như không cách nào đứng thẳng. Mạc Vạn Phong vẫn còn lâm vào trong chấn kinh lúc nãy, trong mắt của hắn đầy kinh hãi. Mạc Tiểu Xuyên cũng gây ngốc đứng ở đó, trong mắt hoàn toàn không có thần thái, chỉ là kinh ngạc nhìn. Trong lòng của hắn sinh ra khát vọng, một quyết tâm, nhất định phải bái người này làm sư phó. Nhất định phải học được bản lĩnh của người này, về sau có thể tìm cửu nhân báo thù. Ngang thủ thiên thu viễn, tiếu ngạo tùng lâm gian, kham tầm địch thủ cộng luận kiếm, cao sử bất thắng hàn. Trên không trung có thơ cổ vang vọng, một đám ánh sáng màu xanh hiện ra, không ngừng xoay tròn trên không trung, dần dần hiển hóa. Một chiêu vừa rồi đã kinh động cả Mạc gia, các lộ cao thủ đều tới. Trong lúc nhất thời cả không trung, dưới đất, tất cả đều là người Mạc gia. Năm tên thái thượng trưởng lão khác cũng nhanh chóng lao tới. Mọi người nhìn thấy đám ánh sáng màu xanh kia, liền tế bái, đồng thanh nói. Cung nghênh tổ lão. Trong tiểu viện Mạc Bình Tây đã khôi phục tinh thần lại, Mạc Vạn Phong tiến lên bái một cái. Hai chân Mạc Tiểu Xuyên đã triệt để mất đi chi giác, toàn thân hắn là máu đứng ở đó, giống như thân ảnh độc lập đứng ở đó. Hào quang từ từ biến ảo,
một thân ảnh thiên phong đạo cốt đi tới, trong tay cầm một khối ngọc, mỗi khi đi một bước bao hàm thiên địa quy tắc trong đó, giống như trong trời đất chỉ có hắn là hóa thân của quy tắc, mỗi cử động là võ đạo. Mọi người hoảng hốt, tổ lão đã cho chân thân hàng lâm. Mà ngay cả sáu đại thái thượng trưởng lão đã không biết bao nhiêu năm tháng không nhìn thấy chân thân của tổ lão. Chỉ biết tổ lão vẫn tu luyện trong thành Hắc Thiết, ngay cả vị trí cụ thể bọn họ cũng không biết. Rốt cuộc Cổ Phi Dương động dung, thần sắc Phong Khinh Vân đạm cũng quét sạch, thay bằng chiến ý thiêu đốt, hưng phấn đang chạy trong huyết dịch, dường như hắn đã tìm được người cần tìm. Tổ lão mở miệng nói. Lúc trước nghe nói người bình luận Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết, dường như cực kỳ xem thường võ học Mạc Gia của ta. Đấu thần đã chết, Mạc Gia không người nào có thể tu luyện Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết tới cực hạn, hôm nay ta sẽ phó ước thay cho đấu thần, tiếp nhân tài mới xuất hiện là ngươi một hồi. Mọi người sợ hãi. Tất cả người Mạc Gia chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, tổ lão là thân phận gì, là người nào? Trừ tông chủ trưởng môn bảy đại thế lực siêu cấp hoặc là người cầm quyền của thánh vực cùng hóa thần hải gia, trong thiên hạ không có người nào có tư cách chiến với hắn. Cổ Phi Dương tươi cười, nói. Rốt cục cũng thú vị, người đủ tư cách thay đấu thần đánh với ta một trận. Lời nói thật cuồng vọng, người Mạc Gia bốn phía phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi. Mạc Bình Tây cũng giận dữ nói. Người có gì tư cách gì chiến với tổ lão một trận, có thể nhìn thấy chân dung tổ lão đã là vinh hạnh lớn nhất đời của ngươi rồi. Hắn nói lời này lọt vào trong tay Cổ Phi Dương chỉ hơi ngứa ngứa, nhưng trong lòng ngàn vạn đệ tử Mạc Gia thì đó là sự thật. Rất nhiều hậu bôi Mạc Gia cả đời chưa từng gặp qua phân thân của tổ lão, huống chi là bản tôn hàng lâm, trong lúc nhất thời mấy ngàn người kích động lên. Im lặng đi, các ngươi không phải đối thủ của người này. Tổ lão nói một câu, lập tức như nước lạnh dội vào lòng đệ tử Mạc Gia. Tất cả đều khiếp sợ tột đỉnh, nhưng mà tổ lão đã nói như thế, bọn họ sẽ không hoài nghi, tin tưởng 10 phần. Tổ lão nhìn qua Cổ Phi Dương, nói. Trong hậu bối trừ đấu thần ra, ta thấy ngươi có thiên phú cao nhất. Không, phải nói thiên phú của ngươi cao hơn đấu thần. Trận chiến hôm nay qua đi, đại lục sẽ có truyền lưu danh tiếng của ngươi. Cổ Phi Dương nói. Lão gia hỏa nói nhảm thật nhiều, ta đã không đợi được nữa. Ngày đó ở Lam Tuyết Thánh Thành gặp được Mạc đấu thần, chưa từng nhìn thấy Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết, thật sự là chuyện đáng ăn năn. Hôm nay ngươi nên đền bù cho ta đi. Tổ lão nói. Như ngươi mong muốn. Trên tay của hắn kéo ra một đồ án thái cực, giơ tay nhấc chân là thiên uy hiển hách, ở giữa thiên địa là cực hạn võ đạo, tất cả đều diễn biến trong tay của hắn. Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết thức thứ nhất, hồng trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt. Thái cực đồ trong tay của hắn diễn biến ra hồng trần vạn trượng, bóng tối vô tận thối lui, hóa thành hào quang bảy màu chiếu rọi các nơi. Trong ánh trăng, một đạo lưu quang ngưng tụ, tỏa ra ánh trăng sáng lạn. Sắc mặt Cổ Phi Dương ngưng trọng, không dám chủ quan chút nào cả, năm ngón nắm lại, bảo kiếm phá không bay đi, trong tay cầm thanh liên, quát. Thanh liên kiếm ca, cửu hoa luân chuyển. Kiếm khí hóa thành chín đóa hoa sen nở rộ, chúng xếp thành hình chữ phạm trên không trung, ngăn cản tất cả hào quang, lúc này từng thanh ngọc kiếm từ hoa sen bắn ra. Kiếm thức của Cổ Phi Dương biến đổi, trường kiếm trong tay đột nhiên biến mất không thấy. Tay của hắn niết kiếm quyết, trực chỉ trời cao, trong đêm tối có ngàn vạn ánh sáng như mưa rào, hóa thành một thanh tinh kiếm to lớn chém vào thái cực đồ. Tuyên cổ tinh không, sớm chiều tiêu tan, kiếm quyết tinh diệt. Thần sắc tổ lão cũng đại biến, ngọc như ý trong tay lưu chuyển, đột nhiên thái cực đồ vận chuyển, âm dương ngư di động trên hai cánh tay, ngọc như ý hóa thành một thanh ngọc kiếm, quét ngang tất cả hào quang, đâm thẳng vào một kiếm đó. Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết thức thứ hai, ngọc ảnh đãng khí kiếm hồi tràng. Hai đạo kiếm khí mang theo hạo nhiên quanh quẩn, cả thiên địa biến thành kiếm khí bao phủ, tất cả mọi người đắm chìm trong kiếm ý chí cao này, dường như trong cả thiên địa chỉ có kiếm quang, không còn lại cái gì cả. Thậm chí có người dưới kiếm ý nhộn nhạo này đột phá bình cảnh, liên tục khiếp sợ. Mà hai đạo kiếm khí nhộn nhạo này đủ khiến cả thành Hắc Thiết, cả Mạc Gia thành cho tàn. Mọi người dưới kiếm khí chiếu rọi đều nhắm mắt lại, không ngừng thối lui. Dừng tay! Âm thanh ngưng trọng của tổ lão vang lên, quát. Lại đấu tiếp sẽ triệt để hủy thành Hắc Thiết này. Khi tổ lão quát lên, kiếm quang đầy trời tán đi, hồi lâu mới dần dần biến thành màu đen, khôi phục màu sắc bóng tối bình thường. Ánh trăng sáng ngời chiếu xuống, cũng không còn lãnh ngạo như trước,
giống như sau trận đấu kiếm vừa rồi đã cẩn thận hơn. Cổ Phi Dương vẫn áo trắng như tuyết, đứng giữa trời cao. Tinh diệt kiếm trong tay hắn biến mất, hóa thành từng đạo hào quang chẳng khác gì đom đóm bao phủ quanh người. Hắn gật đầu nói. Lão đầu, Thiên Trinh Hạo Nhiên quyết đúng là không tệ. Nhưng nếu không phải tu vị của ngươi thắng ta một bậc, bộ công pháp này không bằng kiếm quyết của ta. Người ở chung quanh khiếp sợ, mở to mắt ra nhìn, chỉ mới hai chiêu mà thôi, bọn họ xem ra là không phân thắng bại. Nhưng sự thật như thế nào thì không người biết, giờ phút này nghe Cổ Phi Dương nói thế thì liên tục kinh hãi. Tổ lão im lặng thật lâu, bùi ngùi thở dài nói. Không qua mấy năm nữa, ta không phải đối thủ của ngươi. Những lời này như tảng đá ném vào hồ nước, sinh ra rung động cực lớn, người cả Mạc gia chính tai nghe thấy thì khiếp sợ. Sáu đại thái thượng trưởng lão càng ngây ra, như hóa thành đá. Tổ lão chính là trụ cột tinh thần của Mạc gia thành Hắc Thiết, từ bối phận còn cao hơn trưởng môn thế lực siêu cấp, thiên hạ hôm nay chỉ có thánh vực, tông chủ bảy đại phái mới dám nói thắng tổ lão một bậc. Mà vào lúc này tổ lão nói vài năm nữa không địch lại người này, rốt cuộc đối phương mạnh tới mức nào. Thật mạnh, người này rất mạnh. Chỉ mới đấu hai thức nhưng nó vĩnh viễn khắc vào trong đầu Mạc Tiểu Xuyên. Trong lòng của hắn sinh ra âm thanh mãnh liệt, ta nhất định phải bái người này làm sư phụ, nhất định phải bái hắn làm thầy, như vậy mới có thể vượt qua phụ thân, đánh bại địch nhân. Cầu ngươi, van cầu ngươi thu ta làm đồ đệ. Dưới ánh trăng sáng, tất cả âm thanh đều im bật, giọng non nớt của Mạc Tiểu Xuyên truyền ra trong trời đêm, hắn đã quỳ tới chết lặng, bái thật sâu, cả trán như vùi vào trong đất. Mất mặt, một tiếng hét lớn tức giận do Mạc Bình Tây hét lên. Hắn lạnh lùng tức giận nói. Thân là đệ tử Mạc gia ta, vậy mà xấu hổ đi bái người khác làm sư, còn không cút về cho ta. Sắc mặt Mạc Vạn Phong ngưng trọng, hắn tiến lên, không ngờ quỳ một gối, khẩn cầu. Cổ Phi Dương, thỉnh ngươi xem mặt mũi tương giao với phụ thân hắn, cầu ngươi mang Tiểu Xuyên đi. Lần này cả Mạc gia đều xôn xao. Mạc Vạn Phong chính là đại trưởng lão, vậy mà quỳ một gối trước mặt Cổ Phi Dương. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, cũng làm sáu tên thái thượng trưởng lão biến sắc, trong mắt đầu lửa giận. Mạc Vạn Phong chú ý thân phận của ngươi. Một gã thái thượng trưởng lão phẫn nộ quát. Tức chết ta mà, còn không đứng dậy. Mạc Vạn Phong nhìn Cổ Phi Dương, hắn đã bỏ qua tất cả. Cho dù cái quỳ một gối này mà bị bãi miễn chức vị đại trưởng lão, hơn nữa còn bị tộc quy xử lý nghiêm khắc hơn nữa. Nhưng vì Mạc Tiểu Xuyên, hắn cái gì cũng chẳng quan tâm. Cổ Phi Dương gõ gõ đầu, nói. Ai nha, chuyện này với ta mà nói là nan đề. Ta chưa nói tới có giao tình với Mạc Đấu Thần hay không. Nhưng mà chỉ thấy thực lực của hắn không tầm thường, muốn đọ sức một chút, đứa nhỏ này thiên phú quá bình thường a. Dẫn ta đi, ta nhất định sẽ vượt qua phụ thân. Mạc Tiểu Xuyên kiên định hô lớn. Ta nhất định sẽ vượt qua phụ thân ta, sau đó thay phụ thân đánh bại ngươi. A. Đồng tử Cổ Phi Dương hơi co lại, nhẹ khẽ cười nói. Lão đầu, ngươi thấy thế nào? Đây là hài tử nhà của ngươi đấy. Đến lúc đó cũng đừng nói ta bắt cóc người Mạc gia, đi khắp thiên hạ gây phiền toái cho ta. Tổ lão nhìn Mạc Tiểu Xuyên, chậm rãi mở miệng nói. Nếu Tiểu Xuyên nguyện đi theo ngươi, xin mời ngươi thu hắn làm đồ đệ đi. Ta cũng thay phụ thân đã mất của hắn nhờ ngươi một lần. Tổ lão, mọi người vô cùng kinh hãi. Không thể ngờ ngay cả lão tổ cũng nói ra lời này. Lần này sáu đại thái thượng trưởng lão càng câm miệng, không dám nhiều lời nữa. Giống như chuyện Mạc Vạn Phong quỳ gối cũng không phải chuyện mất mặt gì. Cổ Phi Dương thản nhiên nói. Như vậy à, được rồi, ta tạm thời thử một lần. Nhưng mà Cổ Phi Dương ta cũng không muốn thu đồ đệ phế vật, ta mang ngươi đi tới một nơi, nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Mạc Tiểu Xuyên đại hỉ. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hai mắt đẫm lệ rơi xuống, lớn tiếng nói. Ta nhất định sẽ thông qua khảo nghiệm, nếu như không qua, ta cũng chẳng quấn quýt lấy ngươi. Cổ Phi Dương nhìn hắn, lạnh lùng nói ra. Nếu như không qua, ngươi cũng không có cơ hội quấn quýt lấy ta. Trong lòng Mạc Vạn Phong giật mình, đột nhiên cả kinh nói. Cổ Phi Dương, ngươi muốn dẫn hắn đi đâu? Hắn là nhi tử duy nhất của đại ca ta, không thể tổn thương hắn. Cổ Phi Dương cười lạnh nói. Đã như vậy ngươi ở bên cạnh hắn đi.
Mạc Tiểu Xuyên sợ Cổ Phi Dương thay đổi chủ ý, vội vàng nói. Vạn Phong thúc thúc, ta nhất định có thể thông qua khảo nghiệm, bái ông ta làm thầy, ngươi yên tâm đi. Sắc mặt Mạc Vạn Phong cực kỳ khó nhìn, thấp thỏm nói. Ngươi muốn dẫn hắn đi đâu? Cổ Phi Dương ngẩng đầu lên, nhìn qua xa xa, trong miệng nói ba chữ đầy lạnh nhạt, nói. Tuyệt thần động. Ba chữ này giống như có uy lực vô cùng, làm cho tất cả võ giả ở đây run rẩy lên, cảm thấy sống lưng lạnh giá, nhìn không được hàn ý quấn thân. Mạc Vạn Phong cũng hoảng sợ mở to mắt ra, nhìn qua Cổ Phi Dương mang theo Mạc Tiểu Xuyên càng đi càng xa, biến mất bên ngoài thành hắc thiết. Mạc Tiểu Xuyên suy nghĩ lại chuyện lúc 8 tuổi, trên gương mặt đã sớm chảy nước mắt, nhìn không được khóc lớn nói. Ngươi thật sự là sư phụ ta. Lý trí của hắn khó mà tin được, nhưng mà trên mặt tình cảm hắn đã chấp nhận. Lý Vân Tiêu nói. Còn nhớ lúc ngươi ở bên ngoài thần tuyệt động nói với ta, ngươi nói nhất định sẽ tu luyện thiên trinh hạo nhiên quyết tới cực hạn, sau đó đánh bại ta. Lý Vân Tiêu mỉm cười, giơ tay lên, ngón tay vẽ vòng tròn trên không trung, lập tức sinh ra âm dương ngư xoay tròn, hắn dùng chỉ thay kiếm điểm về phía trước, nói khẽ. Hồng Trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt. Đây chính là thứ đầu tiên trong hai thước đấu với tổ lão, Cổ Phi Dương kỳ tài ngút trời, tuy chỉ nhìn qua một lần, không cách nào nắm giữ tinh túy, nhưng mà thi triển sống động như thật, người bình thường khó có thể phân biệt. Đây là thước thứ hai, Ngọc Ảnh đãng khí kiếm hồi tràng. Kiếm khí mênh mông rong ruổi trong giới thần bi, kiếm quang quen thuộc bày ra trước mặt Mạc Tiểu Xuyên, hắn không tiếp tục hoài nghi, khóc lớn quỳ hai gối xuống, cúi đầu sát đất, khóc giống lên, nói. Sư phó người quả nhiên là sư phó quả nhiên không có chết. Tiếng nức nở nghẹn ngào của hắn vang vọng, sau khi Mạc Tiểu Xuyên khóc lớn thì cười ha hả, chỉ cảm thấy đây là ban ngày ban mặt. Vì cái gì sư phó biến thành bộ dáng như thế, hắn cũng không quan tâm. Bởi vì mặc kệ sư phó hiện tại trạng thái như thế nào, trong thiên hạ không có bất cứ người nào có thể ngăn cản bước chân của sư phó. Hắn cười to nói, ta biết ngay. Trong thiên hạ tuyệt đối không có người tổn thương sư phó được. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đừng nói nhẹ nhàng như vậy, ta cũng suýt chết rồi. Nhưng mà linh hồn dưới cơ duyên xảo hợp trùng sinh mà thôi. Hắn kế tiếp mang chuyện nói đơn giản cho Mạc Tiểu Xuyên nghe một ít, nghe được Mạc Tiểu Xuyên rất giật mình. Không thể ngờ Thiếu Hoàng đã bước vào cửu thiên võ đế. Sư phó, nếu ngươi đã trọng sinh, vì sao không đi tìm các sư huynh đệ? Dùng lực lượng của ngươi có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục lực lượng a. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Bọn chúng bổn sự lớn, muốn tìm cũng không tìm được. Thật vất vả tìm được Thiếu Hoàng, lại tiến vào vực ngoại tinh không, trở về thì rơi xuống thành Nam Hỏa. Ngược lại là ngươi, vì sao ở đây, sao bị ác linh của Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên phụ thể? Mạc Tiểu Xuyên nói. Lần này nếu không có sư phó, ta sợ cuộc đời này sẽ biến thành nô lệ của ác linh. Hắn nghĩ tới mà sợ, trên mặt đầy đau khổ. Ngày đó sau khi ta rời khỏi sư phụ, liền trở lại Mạc gia thành hắc thiết. Tổ lão truyền thiên trinh hạo nhiên quyết cho ta, càng dặn dò ta không tu luyện công pháp này tới đỉnh phong thì không được thì cửu gia báo thù. Ta cũng an tâm bế quan trong cấm địa, được lão tổ chỉ điểm, thiên trinh hạo nhiên quyết cũng tiến triển cực nhanh. Lý Vân Tiêu nói, thì ra là có chuyện như vậy, lúc ấy đồn đãi người bị nhốt trong thành hắc thiết. Ta liền muốn tới xem thử. Dùng thiên phú như ngươi mặc dù có trùng kích có thể võ đế, Mạc gia cũng sẽ không truyền tuyệt học cho. Nhưng chỉ có ngươi là ngoại lệ, bởi vì ngươi xông qua tuyệt thần động, điểm ấy đủ đền bù thiên phú chưa đủ. Tổ lão nhất định vì ngăn ngừa cảm xúc bất mãn của mọi người, lúc này mới lưu ngươi trong cấm địa, nói với bên ngoài là ngươi bị cấm đoán. Mạc Tiểu Xuyên nói. Đúng vậy, sư phó quá hiểu rõ. Trở lại Mạc gia thì ta đi tìm Vạn Phong thúc thúc. Những người khác ta không gặp, liền trực tiếp đi cấm địa. Ta liên tục yêu cầu tổ lão nên mới đáp ứng truyền thiên trinh hạo nhiên quyết cho ta, lần bế quan này là 10 năm. Trong mắt của hắn có tinh quang hiện ra, hiển nhiên 10 năm này với hắn mà nói rất trọng yếu, tiếp tục nói. Về sau, nghe xá đệ Hoa Nguyên đắc tội cao nhân trong thánh vực, bị lưu vong tới thành Nam Hỏa này, ta lo lắng hắn gặp nguy hiểm, lúc này mới không tiếc vi phạm ý của lão tổ xuất quan. Mà cũng vào thời điểm này, đồ đệ mới biết được tin tức sư phó vẫn lạc là 10 năm sau. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng vậy, sau khi chia tay với ngươi không lâu, ta cũng bởi vì một sự kiện đi thiên đãng sơn mạch, không thể ngờ rằng.
sắc mặt của hắn biến hóa cực kỳ ngưng trọng, dường như có ẩn tình không nói thẳng. Mạc Tiểu Xuyên tự nhiên biết rõ tính tình của Lý Vân Tiêu, hắn không muốn nói thì không ai có thể bắt hắn mở miệng, chờ hắn nguyện ý nói thì ngươi sẽ biết. Mạc Tiểu Xuyên liền tiếp tục nói. Chuyện này cũng biết được trong miệng Cửu gia. Hoa Nguyên rời khỏi thánh vực thì vẫn bị người ta nhìn chằm chằm vào, ta đuổi tới thành Nam Hỏa thì hắn đang lâm vào nguy cơ. Trận chiến ấy ta tức giận giết 3 tên cửu thiên võ đế của đối phương, cũng chính trong trận chiến này ta mới biết sư phó chết, dưới tức giận bản thân cũng trọng thương, liền ở lại Hàn Xá Xá để tại thành Nam Hỏa chữa thương, nhưng mà thương thế. Lý Vân Tiêu cau mày nói, từ thân phận cửu gia của ngươi, ngươi tiến vào mỏ khoáng, hẳn là trong người của ngươi chúng Bắc Minh Hàn âm khí a. Trên mặt Mạc Tiểu Xuyên sinh ra hận ý, gật đầu nói. Đúng là một tên cao thủ Bắc Minh Huyền Cung sử dụng Bắc Minh Huyền âm khí, trực tiếp đánh ám khí vào cơ thể của ta, ta khu trừ cực kỳ khó khăn. Hoa Nguyên vẫn dùng các loại dược liệu trị cho ta, nhưng mà không thể ngăn cản nó chuyển biến xấu. Loại tình huống này tiếp tục hơn một năm, thẳng đến 4 năm trước Hoa Nguyên yêu cầu nhiều dược liệu từ Lôi Phong Thương Hội thì biết được một chuyện. Mà Tế Lâm lại nói hắn có rất nhiều Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên có thể trấn áp tổn thương của ta. Hoa Nguyên cũng giao ta cho Tế Lâm, về sau ta đi vào trong mê cung. Nói đến đây, trên mặt Mạc Tiểu Xuyên mang theo một tia sợ hãi, ngưng trọng nói. Mục đích của Tế Lâm bảo ta vào mê cung ta cũng hiểu, hắn cũng chỉ lợi dụng ta tìm mỏ khoáng. Nhưng cũng không có chuyện gì, mọi người theo nhu cầu, ta cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng không như mong muốn là... tất cả mọi người tẩu tán. Mà khi nguyên khí tiến vào trong người của ta, càng tiến vào tế đàn. Lý Vân Tiêu nói. Thì ra cái mỏ này mấy năm trước Lôi Phong Thương Hội đã phát hiện ra, khó trách lại hào phóng nhường lại, thì ra thăm dò lâu như thế không tìm ra lộ tuyến chính xác. Nhưng mà cũng khó trách, đó là thông đạo sống. Cho dù bọn họ có dùng chiến thuật biển người, không ngừng vẽ địa đồ cũng không thể vẽ ra địa đồ chính xác, người tiến vào tế đàn có phải bị pho tượng trấn nhiếp hay không? Mạc Tiểu Xuyên nói, đúng vậy, sư phó chắc hẳn cũng trông thấy pho tượng kia. Lúc ấy ta vốn có tổn thương trên người, nhưng mà dưới khí thức Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên áp chế đã có dấu hiệu khống chế, vốn trong lòng vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới pho tượng kia quá quỷ dị, một lực chấn nhiếp tiến vào linh đài thức hải của ta, muốn chấn nhiếp tâm thần, ta chống cự một hai, cũng vào lúc ta đau khổ trèo chống tà lực kia, ác linh đã tiến vào trong người của ta, cùng tà lực công chiếm thân thể của ta. Từ đó về sau biến ta thành nô lệ. Lý Vân Tiêu nói. Pho tượng kia đúng là quái dị, khó mà tìm ra chân tướng. Người bây giờ thương thế ra sao rồi? Mạc Tiểu Xuyên cười nói. Bị ác linh khống chế thân thể ta chỉ có một lợi ích duy nhất, chính là chống lại Bắc Minh Hàn âm khí trong người của ta. Làm cho người ta châm chọc là, vào lúc ác linh chống lại Bắc Minh Hàn âm khí, lúc này ta mới có thể khôi phục thần trí. Nhưng từ khi Bắc Minh Hàn âm khí từ từ bị khu trừ, thời gian ta khôi phục thần trí càng ít. Hiện tại rốt cục tốt rồi, Bắc Minh Hàn âm khí bị khu trừ, ác linh bị trấn áp. Nhờ vào sư phó cả. Sắc mặt Lý Vân Tiêu mang theo một tầng sương lạnh, lạnh như băng nói. Bắc Minh Huyền Cung quả nhiên muốn chết, ân oán giữa ta và chúng chưa giải, lại dám đánh chủ ý lên đồ đệ của ta, xem ra 7 đại thế lực siêu cấp sẽ phải biến thành 6 rồi. Mạc Tiểu Xuyên cả kinh nói. Bọn chúng nhất định cho rằng sư phó đã chết, mới có thể không kiêng nể gì trợ giúp cửu gia của Mạc gia. Dùng thực lực sư phó bây giờ, ngàn vạn không thể bạo lộ thân phận, càng không thể quá sớm chống lại Bắc Minh Huyền Cung, nếu không sẽ lâm vào sát cơ. Lý Vân Tiêu nói. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, mặc dù là hiện tại, trong Bắc Minh Huyền Cung, người có thể giết ta cũng không bao nhiêu cả. Át chủ bài lớn nhất của hắn chính là giới thần bi, nếu trốn vào trong đây cơ bản không có việc gì. Trừ phi những võ đế đỉnh phong ra, có thể phá vỡ thế giới chi lực, cũng như Lệ Hoa Trì ngày đó dùng âm luật phá vỡ thế giới chi lực mang tỷ đệ Mộng Vũ đi. Nếu không có võ đế như thế, căn bản không có khả năng công phá giới thần bi. Mạc Tiểu Xuyên cũng khen. Sư phó có được siêu phẩm huyền khí này, tìm Bắc Minh Huyền Cung tính sổ cũng trong tầm tay. Lý Vân Tiêu nói, hôm nay thiên võ giới sóng ngầm bắt đầu khởi động, sợ rằng sẽ có sóng lớn nhanh thôi. Ngươi quay trở lại thành Hắc Thiết hay lưu bên cạnh ta? Mạc Tiểu Xuyên cười hì hì nói, tự nhiên là đi theo bên cạnh sư phó lão nhân ra rồi. Thiên trinh hạo nhiên quyết ta đã có rồi, thiếu chính là hỏa hầu.
Hơn nữa ta muốn ở lại bên cạnh sư phó bảo vệ lão nhân gia, ngài hiện tại chỉ có tu vị võ tông bát tinh mà thôi, vô cùng nguy hiểm. Lý Vân Tiêu vẻ mặt đầy hắc tuyến, nói. Người bình thường ở trong giới thần bi này tu luyện đi, còn có một chút bằng hữu cũng ở đây. Ngày mai ta sẽ đi thành Vũ Phong, người cần phải tạm biệt Mạc Hoa Nguyên hay không? Mạc Tiểu Xuyên nói. Đang muốn đây, để tránh xá đệ còn lo lắng cho ta. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vậy thì tốt, vừa vặn ngươi thay bằng hữu của ta mang mấy câu cho hắn. Bằng hữu, tiện thể nhắn nhủ. Mạc Tiểu Xuyên nghi hoặc khó hiểu. Lý Vân Tiêu vung tay lên, lúc này có thân ảnh Viên Cao Hàn xuất hiện, nói. Đây là sư phó của Mạc Hoa Nguyên. À, ngươi, ngài là. Mạc Tiểu Xuyên chấn động, lập tức nhận ra người trước mắt, vội vàng hành lễ nói. Thì ra là Viên Cao Hàn đại sư. Trong lòng của hắn hồ nghi. Chẳng biết tại sao Viên Cao Hàn lại ở trong giới thần bi. Viên Cao Hàn hừ lạnh một tiếng, nói. Không cần đa lễ, ta hiện tại chỉ là tù binh của sư phó ngươi mà thôi. Tù binh. Trên trán Mạc Tiểu Xuyên đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng hiểu xảy ra chuyện gì. Bắt cửu giai thuật luyện sư làm tù binh, trong thiên hạ cũng chỉ có sư phó mới dám làm chuyện này. Nhưng Viên Cao Hàn là sư tôn của Mạc Hoa Nguyên, hắn cho dù thế nào cũng không thể thất lễ, cung kính nói. Không biết Viên đại sư có lời gì nhờ ta mang cho Hoa Nguyên không? Viên Cao Hàn nói. Hắn đã tấn cấp bát giai, có thể trở về thánh vực đi tìm ta, ta có chuyện quan trọng phân phó cho hắn. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Mạc Tiểu Xuyên, Viên Cao Hàn bổ sung. Ta hiện tại chỉ là tinh quang hồn thể, cũng giống như phân thân của võ giả các ngươi mà thôi, bản tôn vẫn còn trong thánh vực. Thì ra là thế, đại sư lời nói ta sẽ chuyển lời cho Hoa Nguyên. Mạc Tiểu Xuyên nghe xong kinh hãi không thôi, phân thân bình thường khó thoát ly bản thể quá dài. Cũng không biết đối phương dùng bí thuật gì, đối với thuật luyện sư hắn từ trước tới nay rất tôn kính, huống chi là sư tôn của Mạc Hoa Nguyên, tự nhiên thần thông không nhỏ. Viên Cao Hàn nói. Nói cho hắn biết đây là ý của ta là được, về phần hiện trạng của ta thì không cần nói. Hắn oán niệm nhìn qua Lý Vân Tiêu, biến mất tại chỗ, quay về luyện khí. Hắn dần dần quen thuộc sinh hoạt thảnh thơi trong giới thần bi, hơn nữa hắn càng có tấm đắc khi khống chế thần hỏa, đã không muốn rời khỏi. Mạc Tiểu Xuyên nói, sư phó, ngài câu lưu phân thân Viên đại sư, bản tôn hắn có biết hay không? Lý Vân Tiêu cười to nói, ha ha, đương nhiên không biết, nếu như biết, hắn chắc chắn tới tìm ta liều mạng rồi. Mạc Tiểu Xuyên lo lắng nói, nếu để cho Hoa Nguyên trở về gặp bản tôn của Viên đại sư, hắn sẽ không hoài nghi sao? Lý Vân Tiêu nói. Không sao, nếu như bản tôn của hắn tìm tới, cùng lắm là bắt vào là được, vừa vặn để hai người nhập làm một, thực lực tăng nhiều, có thể cho ta sử dụng tốt đấy. Ngươi vừa nói như vậy, ta càng chờ mong đây. Thiên kiếm đồ hắn cần luyện chế quá khó khăn, hơn nữa bằng vào bát giai chi thân của Viên Cao Hàn hiện tại khó nói luyện ra bao nhiêu thanh, nhưng mà có cửu giai đại thuật luyện sư thì khác. Mạc Tiểu Xuyên nhìn qua ánh mắt Lý Vân Tiêu sáng lên, lập tức giật mình, hậu quả hắn không dám nghĩ. Nếu như thánh vực mất tích một gã cửu giai thuật luyện sư thì đây là đại sư chấn động thiên hạ. Mạc Tiểu Xuyên nói, sư phó, ta cũng nên đi tạm biệt Hoa Nguyên rồi. Lý Vân Tiêu nói, nếu hắn phải về thánh vực, sợ rằng cũng phải theo chúng ta đi thành Vũ Phong. Huynh đệ các ngươi có thể đồng hành, nhưng mà không được lộ thân phận của ta ra. Ở trước mặt người ngoài, xưng ta là Vân Thiếu là được. Vân, Thiểu, được rồi, sư, Vân Thiếu. Mạc Tiểu Xuyên lộ ra vẻ cổ quái, nhưng hắn lại vui vẻ, sư phó không chết, Hoa Nguyên có thể trở về thánh vực, mà mình cũng giải thoát khỏi ác linh, thân thể cảm thấy được ánh nắng sáng sủa, hắn cười to vài tiếng, bị Lý Vân Tiêu tống xuất ra khỏi giới thần bi, bay đi tìm Mạc Hoa Nguyên. Lý Vân Tiêu thả Mạc Tiểu Xuyên ra, hắn bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại thiếu sót chính là cảnh giới, thể chất đặc thù cần nguyên khí quá kinh người. Hắn lấy được Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên cũng chỉ giống như nguyên đan, nguyên khí thấm vào làn da của hắn, thấm vào ruột gan, thoải mái nói không nên lời. Những Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên này sợ rằng đủ cho ta vượt qua thất thúc cảnh, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Lý Vân Tiêu tư định, bắt đầu vận công hấp thu, thân thể của hắn bao phủ trong hào quang màu đỏ, nguyên khí đậm đặc như đông cứng lại. Vì ngăn cản hỏa nguyên tố làm hại thân thể, da thịt toàn thân có màu vàng xuất hiện,
bày ra trạng thái bất diệt kim thân sơ cấp. Hiện tại Lý Vân Tiêu đã khẳng định còn có công pháp quyền hạ tồn tại, bởi vì hắn đã tu luyện phách thiên luyện thể quyết tới cực hạn, không có công pháp phía sau. Mà trạng thái này của hắn kém xa Ngạo Trường Không, quả thật là khác nhau một trời một vực, đối phó một ít võ giả dưới võ đế còn có thể miễn cưỡng sử dụng. Nhưng đối phó với cửu thiên võ đế thì không được rồi. Sau khi suy nghĩ xong, hắn chuyên tâm tu luyện. Một đêm đảo mắt tức qua, hôm sau. Bên ngoài mật thất có giọng nói Cẩn Huyên truyền vào, nói. Tất cả đã chuẩn bị tốt, Vân Thiếu có thể xuất quan. Lý Vân Tiêu tỉnh lại, thu hồi nguyên khí bành trướng vào trong đan điền, nói nhỏ. Bát tinh đỉnh phong, trước thuật võ song hội có thể đột phá võ hoàng cũng thuận lý thành chương. Lý Vân Tiêu sửa sang y phục, lúc này mới mở cửa mật thất ra, bên ngoài có người đang chờ, một đám mỹ tỷ chia làm hai bên, cung kính thỉnh an hắn. Ở bên trái, Cẩn Huyên một bộ áo tím, búi tóc quán ngọc đài, bên hông có hầu bao thơm mát, thân thể như mỹ nhân trong cỏ sna, rực rỡ như hoa xuân. Cổ Sâm cũng ăn mặc tinh xảo, trên cổ mang theo chuỗi hạt châu to, giống như phu nhân, sắc mặt vui vẻ đứng sau lưng Cẩn Huyên. Bên phải chính là Mạc Tiểu Xuyên cùng Mạc Hoa Nguyên, cũng đang mỉm cười nhìn hắn. Trong mắt Mạc Hoa Nguyên tràn ngập cảm kích, còn có Tiểu Huyền Tử đã đứng sau lưng Mạc Hoa Nguyên, bộ dáng tươi cười, nhưng trong tươi cười còn mang theo sợ hãi. Lý Vân Tiêu trông thấy tràng diện này, ngạc nhiên nói. Đây là... Hắn cười khổ nói. Ta chỉ đi thành Vũ Phong, không cần long trọng như thế, chẳng khác gì đế vương đăng cơ a. Mạc Tiểu Xuyên cười nói. Sư, Vân Thiếu, chúng ta đi thành Vũ Phong là chuyện trọng đại chẳng khác gì đế vương đăng cơ đâu. Cẩn Huyên hội trưởng cung kính còn chưa đủ đấy. Tiểu Xuyên đại nhân nói phải. Cẩn Huyên khẽ cười nói. Không nói đến Vân Thiếu hiện tại danh khí cực cao tại thành Nam Hỏa, cho dù là Tiểu Xuyên đại nhân và Hoa Nguyên đại nhân, một vị là cửu thiên võ đế tôn sư, một vị là bát giai đại thuật luyện sư, chỉ hai người bọn họ đã đủ oanh động cả thành Nam Hỏa. Mạc Hoa Nguyên tiến lên khom người bái tạ, nói. Đa tạ Vân Thiếu cứu đại ca của ta, Hoa Nguyên vô cùng cảm kích, đại ân này suốt đời khó quên. Lý Vân Tiêu cười nói. Khách khí, ta và Tiểu Xuyên cũng là quen biết cũ, cứu hắn là đương nhiên. Mạc Hoa Nguyên cùng Cẩn Huyên nghe xong lọt vào sương mù, dùng tuổi của Lý Vân Tiêu mà nhìn, hơn nữa Mạc Tiểu Xuyên mất tích 10 năm qua, hai người làm sao là quen biết cũ a? Nhưng hắn nói thế mà Mạc Tiểu Xuyên cũng mỉm cười, dường như thừa nhận, dù hai người nghi hoặc cũng không nên hỏi thăm. Cẩn Huyên nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta lên đường thôi. Lý Vân Tiêu điểm trán một cái, đám người đi về phía Lôi Phong Thương Hội. Tế Lâm bên kia đạt được Cẩn Huyên thông chi, cũng đã phái người chờ ở cửa, hắn nhìn thấy Lý Vân Tiêu đến, cũng tươi cười nhiệt tình nghênh đón, trong giây lát nhìn thấy bên cạnh là hai huynh đệ Mạc gia sắc mặt lạnh như băng. Sắc mặt lập tức đại biến, đặc biệt là khí tức như có như không trên người Mạc Tiểu Xuyên, nội tâm của hắn lạnh buốt, tuy đang ở dưới ánh mặt trời nhưng lại cảm thấy sợ hãi, sắc mặt cứng ngắt, trên trán đổ mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Làm phiền Tế hội trưởng rồi. Lý Vân Tiêu cười tiến lên khách sáo, dù sao muốn dùng truyền tống đại trận của người ta, hơn nữa cũng đến đây chờ đợi hắn, phần nhân tình này vẫn nên lĩnh. Hừ, Tế hội trưởng đội hình như thế. Người đang muốn cho mặt mũi tới mức giết ta sao? Lửa giận trong mắt Mạc Hoa Nguyên thiêu đốt hừng hực, ánh mắt kia giống như có thể đốt cháy Tế Lâm. Nếu không phải Mạc Tiểu Xuyên sớm có bàn giao, hắn đã trực tiếp xông lên giết người. Mạc Đại Sư, Tiểu Xuyên Đại Nhân, ta cũng thân bất do kỷ a. Tế Lâm lau mồ hôi lạnh trên trán, xin giúp đỡ nhìn qua Lý Vân Tiêu, bộ dáng đáng thương. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngày đó từng nói không truy xét. Chuyện này bỏ qua. Tế Lâm lúc này mới buông một hơi, nếu không hai huynh đệ Mạc gia này, cho dù là người nào cũng có thể bóp chết hắn, gia tộc sau lưng hai người, quái vật khổng lồ như Lôi Phong Thương Hội cũng không dám đắc tội. Tế Lâm không dám nhìn qua hai huynh đệ, trực tiếp nhìn qua Lý Vân Tiêu cười nói. Vân Thiếu, mời vào trong, truyền tống đại trận đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể đi. Tốt. Lý Vân Tiêu ứng một tiếng. Mọi người đi vào trọng địa của Lôi Phong Thương Hội, một truyền tống đại trận to lớn đang khởi động, chờ người đi vào. Hừ, không có Bác Đấu Tông cho phép, ai cũng không được đi. Vào lúc này không trung có tiếng hừ lạnh, mấy đạo hào quang bay xuống, đứng trên không trận pháp, dần dần hiển lộ ra vài đạo thân ảnh.
một người trong đó toàn thân kim quang lập lòe, quan sát phía dưới, nhìn qua Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Giết phong trưởng lão của ta, trộm hóa lôi thần quyết, lấy rất nhiều bảo tàng, vậy mà muốn đi. Người này chính là tông chủ Bắc Đấu Tông Trương Lăng Hoa, sau lưng còn có vài tên trưởng lão Bắc Đấu Tông. Đàm Địa Quân không ở trong đó, nhưng Mai Đông Nhi cũng đi theo, bộ dáng có vài phần tâm sự. Trương Lăng Hoa lăng không mà đứng, trên mặt đầy ngạo nghễ và lạnh lùng, khẽ nói. Lý Vân Tiêu, nhanh tới gặp mặt, người có ân oán với Bắc Đấu Tông còn chưa thanh toán rõ ràng đấy. Lý Vân Tiêu nói, thì ra là lão Trương A, lời của người ta không thích nghe. Giết phong trưởng lão là Đàm Địa Quân sai sử, hóa lôi thần quyết là ta trong lúc vô tình đạt được, về phần bảo tàng, lúc ấy tất cả mọi người ở đây, hình như chẳng có ai phản đối cả nha. Hắn một câu lão Trương, tất cả mọi người há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là đám người thương hội không thể cười nổi. Trương Lăng Hoa quát lạnh nói. Hồ ngôn loạn ngữ, mau chóng giao hóa lôi thần quyết và bảo tàng ra đây, sau đó theo ta quay lại Bắc Đấu Tông chờ đợi xử lý. Hắn cho cửu thiên đế khí tản ra, tất cả mọi người cảm thấy áp lực to lớn, có chút khó có thể thích ứng, nếu như khai chiến ở đây, sợ rằng lôi phong thương hội bị liên quan lớn nhất. Nhưng mà Tế Lâm ngược lại tuyệt không lo lắng, nội tâm càng cười lạnh liên tục, ước gì Trương Lăng Hoa hung hăng càn quấy hơn một chút, bởi vì hắn đã nhìn thấy thần sắc của Mạc Tiểu Xuyên bắt đầu không đúng. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói, giao bí quyết và bảo tàng, theo người trở về chờ đợi xử lý. Đầu óc người có nước vào sao? Hay là tu luyện lâu đầu bị hư? Tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh đàm đìa, võ đế tại thành Nam Hỏa tuyệt đối cao không thể chạm, nói 102, người phương nào cả gan ngăn cản đế uy chứ? Lúc trước hắn ra tay với Lý Vân Tiêu, ngược lại để Lý Vân Tiêu bỏ chạy, chỉ sợ lúc này đã chọc giận Trương Lăng Hoa, một khi động thủ, Lý Vân Tiêu hóa lôi mà đi, lưu lại bọn họ là cá trong chậu gặp nạn, bởi vì là kẻ thù cho nên vạn phần cảnh giác. Nếu như phát hiện tình huống không đúng, bọn họ sẽ bỏ chạy đầu tiên. Sắc mặt Trương Lăng Hoa cũng phát lạnh, đế khí ngưng tụ thành long ảnh, gào thét lao xuống, tức giận nói. Không biết trời cao đất rộng, hôm nay mang 5 vị trưởng lão tới, liên thủ khóa không gian Enfi lại, nhìn ngươi làm sao bỏ chạy. Sau khi hắn nghe Đàm Địa Nguyên báo cáo xong, liền quyết định phải giáo huấn Lý Vân Tiêu trước rồi nói sau, nếu không giáo huấn thì tiểu tử này sẽ càng không kiêng nể gì. Mà Lý Vân Tiêu nắm giữ hóa lôi thần quyết và di hình hoán vị, cho dù là Trương Lăng Hoa cũng không có nắm chắc lưu được đối phương. Lần này mang theo 5 trưởng lão thực lực không tầm thường, vào lúc hắn ra lệnh đã bay ra, sau đó đánh vài đạo bí quyết, 5 người phong bế không gian vài trăm mét, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng phá không mà đi, trừ phi thực lực có thể vượt qua 5 người điệp ra. Giống giống. Khi Trương Lăng Hoa nói xong, đế uy hình rồng gào thét liên tục. Giống như võ đế phẫn nộ bay thẳng xuống, cả thiên địa biến sắc, không ít người sợ tới mức hai chân như nhũn ra, không ngừng bỏ chạy xa xa. Nhưng không gian nơi này đã bị phong bế, cho nên chỉ có thể trốn xa mà thôi, không cách nào rời khỏi chiến trường. Mạc Tiểu Xuyên rốt cục động thủ, trong mắt hắn tỏa ra sát khí lăng lệ. Có người dám động thủ với sư phó của hắn, trong lòng hắn cũng đã phán tử hình. Dế nhiễu không biết trời cao đất rộng a. Mạc Tiểu Xuyên chào phúng một tiếng, hai ngón niết kiếm quyết, đột nhiên lăng không điểm đi. Một đạo kiếm quang từ trên ngón tay hắn bay ra ngoài, trong chốc lát như hóa thành cầu vồng bay tới, bốn phía tường hòa. Đế khí của Trương Lăng Hoa liên tục bại lui trước kiếm quang xông qua thì đế khí tiêu tán, kiếm quang phá vỡ long khí thì cường thế không giảm, tiếp tục bắn thẳng vào người Trương Lăng Hoa. Tuy nhìn qua vô cùng rực rỡ xinh đẹp, lại tản mát ra khí tức làm người ta hoảng sợ. Cẩn thận nhìn qua thì phát hiện chung quanh kiếm quang có vết nứt không gian thật nhỏ. Thân thể Mạc Tiểu Xuyên chìm vào trong hào quang, một ngón tay hóa kiếm, tiêu sái tới cực điểm. Trái lại Trương Lăng Hoa thì quá sợ hãi, không hiểu từ đâu xuất hiện cường giả như thế, một kiếm kia thế như trẻ che đánh tan đế khí của hắn, hơn nữa còn có xu thế lấy mạng hắn. Hắn hoảng sợ hai tay bắt quyết, noi theo đối phương bắn ra một đạo kiếm quang. Nội tâm của hắn hiện tại vô cùng kinh hãi. Có thể chống lại hắn cũng chỉ có cường giả võ đế. Mà chính mình cũng chỉ vừa tiến giai võ đế, còn chưa bao giờ giao thủ với võ đế khác, cũng không biết sâu cạn, thoáng cái nội tâm của hắn trở nên thấp thỏm không yên. Oanh! Chỉ kiếm đấu chỉ kiếm, hai lực lượng trùng kích lẫn nhau, không trung bị đánh ra lỗ đen tối tăm, cảnh tượng khủng bố làm người ta ngây người,
không dám tự hành động để tránh ảnh hưởng. Trong nội tâm Trương Lăng Hoa đại chấn, trong mơ hồ phát giác lực lượng đối phương còn trên mình, dưới tình thế cấp bách gấp vàng rút bảo kiếm ra, một kiếm giơ lên trời chém xuống, phẫn nộ quát. Nhất thức trảm thiên, kiếm vô ngân. Huyền khí bát giai được lực lượng võ đế rót vào đã tăng uy lực tới cực hạn. Bắc Đấu Tông cũng không phải là không có huyền khí cửu giai, nhưng mà với thực lực của Trương Lăng Hoa lúc này căn bản không cách nào sử dụng. Miễn cưỡng thi triển cũng chưa chắc dùng tốt như huyền khí bát giai. Một kiếm này ẩn chứa tu vị cả đời của hắn, cả thiên địa biến sắc. Sắc mặt Tế Lâm hoảng hốt, hắn tuy cũng hy vọng cả hai xung đột, nhưng vẫn không hy vọng thương hội tai bay vạ gió, hiển nhiên đã muộn. Một kiếm này bao phủ phạm vi vài dặm, mà không gian bị phong bế, ai có thể trốn thoát. Một kiếm của Trương Lăng Hoa không biết là cố ý hay là vô ý, vậy mà ẩn ẩn ý muốn giết sạch mọi người. Hừ, Thái Điểu vừa mới bước vào võ đế, ngươi còn non lắm. Trên mặt Mạc Tiểu Xuyên đầy vẻ châm chọc, tay phải đảo qua trước người, một đồ án thái cực hình thành, âm dương ngư chạy bên trong, hắn một ngón tay điểm nhẹ xuống, lập tức kích thích một đạo kiếm quang. Ngưng tụ vào đầu ngón tay rồi lăng không đánh vào kiếm khí kinh thiên của Trương Lăng Hoa. Kiếm quang này cũng không có uy mãnh kinh thiên như của Trương Lăng Hoa, nhưng lại trực tiếp đánh tan đế uy của đối thủ, tiếng nổ mạnh sinh ra, cả thiên địa biến thành trắng xóa. Năm tên trưởng lão liên thủ bố trí không gian bị phá nát, năm người đều quá sợ hãi, liên tục dốc sức liều mạng ngăn cản dư âm còn lại của kiếm khí, nhưng vẫn bay ra ngoài mấy ngàn mét, miệng đầy vết máu, hiển nhiên đã bị thương. Năm người đều hoảng sợ thất sắc, từ xa bay về, tụ tập sau lưng Trương Lăng Hoa, kinh hãi nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên phong đạm vân khinh bên dưới. Sắc mặt Trương Lăng Hoa hiển nhiên không có thích ý như Mạc Tiểu Xuyên, mà là tái nhợt như nước, tay phải cầm kiếm run rẩy, hào quang trên bảo kiếm mất hết. Trương Lăng Hoa cầm kiếm run run, tuy hắn cực lực khống chế, nhưng vẫn không thoát được ánh mắt của các trưởng lão, trong nội tâm sinh ra sóng lớn, vẫn khó bình tĩnh được. Hai người giao thủ hai chiêu, về sau không tiếp tục công kích, cả không gian yên tĩnh quỷ dị. Hừ, Mạc Tiểu Xuyên đánh vỡ yên tĩnh đầu tiên, mỉa mai nói. Chỉ vừa mới bước vào võ đế, liền cho rằng thiên hạ vô địch. Người như ngươi trên đại lục này không biết có bao nhiêu, muốn xưng vương xưng đế, chạy trở về Bắc Đấu Tông của các ngươi đi, ở trước mặt Vân Thiếu thì các ngươi không có tư cách này, hiểu không? Sắc mặt Trương Lăng Hoa tái nhợt khó coi tới cực điểm. So đấu kiếm quyết vừa rồi, người ngoài không nhìn ra trò gì, nhưng hắn hiểu rõ mình không phải địch thủ của người trước mặt này. Mà Mạc Tiểu Xuyên mỉa mai càng làm mọi người hoảng sợ, dường như đã có đánh giá thực lực cao thấp của hai người. Trương Lăng Hoa quả nhiên thu liếm khí thế cản rỡ, trầm giọng nói. Ngươi là người phương nào? Có quan hệ thế nào với Lý Vân Tiêu? Mạc Tiểu Xuyên nói. Ta là người phương nào liên quan gì tới ngươi? Về phần ngươi muốn nói cái gì với Vân Thiếu thì lăn xuống đây mặt đối mặt nói, nếu không cút đi. Mọi người ngẩng đầu nhìn ngươi như thế rất không quen. Đám đệ tử Bắc Đấu Tông biến sắc, nhưng trong mơ hồ cũng đoán được thực lực người này, ngay cả tông chủ cũng trở nên ôn tồn hòa khí, trong lòng bọn họ nghĩ thầm, xong rồi, lần này thế nào cũng bị lăng nhục. Mọi người cũng kinh hãi không thôi, không biết từ chỗ nào xuất hiện người này, hơn nữa thực lực thông thiên. Có thể chống lại Trương Lăng Hoa. Ít nhất cũng là võ đế. Chỉ có Tế Lâm vui cười nở hoa, ước gì Mạc Tiểu Xuyên bão nổi, một trưởng chụp chết Trương Lăng Hoa, như vậy cục diện cả thành Nam Hỏa sẽ đại biến lần nữa. Trương Lăng Hoa nhìn Mạc Tiểu Xuyên bộ dáng cung kính có thừa với Lý Vân Tiêu, trong nội tâm càng kinh hãi không dứt, càng thêm kiên định Lý Vân Tiêu là đệ tử thế lực lớn. Nghĩ vậy hắn cũng không bày giá đỡ, mang theo mọi người trực tiếp bay xuống. Trương Lăng Hoa nhìn qua Lý Vân Tiêu, phức tạp nói ra. Vân Thiếu, Hóa Lôi Thần Quyết vốn là tuyệt học chấn tông của Bắc Đấu Tông, mong rằng Vân Thiếu có thể nhượng lại. Hắn lúc này phát hiện, tất cả kế hoạch và dự tính biến thành vô dụng, ngược lại biến thành cầu khẩn đối phương. Mọi người đều té xỉu, hình tượng võ đế cao cao tại thượng thoáng cái bị phá vỡ. Tình thế yếu hơn người ta, cho dù là võ đế cũng phải cúi đầu. Hiện tại không chỉ có Hóa Lôi Thần Quyết biến thành đòi hỏi có thù lao. Ngay cả chuyện phong trưởng lão và bảo tàng càng không nói tới. À, thì ra Hóa Lôi Thần Quyết trọng yếu như vậy, không biết Trương Tông chủ ý định trả cái giá thế nào lấy về. Lý Vân Tiêu nghe xong có thù lao, lập tức lên tinh thần, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Trương Lăng Hoa nói, 10 tỷ nguyên thạch, hắn không nhanh không chậm nói ra,
nếu đối phương chịu ra giá, vậy thì dễ xử lý. Bao nhiêu nguyên thạch, chỉ là vấn đề con số, nhưng mà không thể cho quá nhiều hoặc quá ít, bởi thế sẽ mất mặt. Lý Vân Tiêu lắc đầu liên tục, nói. Trương Tông chủ quá không có thành ý. Nếu là Trấn Tông chi bảo, vì sao lại có giá trị 10 tỷ? Tế hội trưởng, hóa lôi thần quyết 20 tỷ nguyên thạch bán cho ngươi, mua không? Tốt, tốt. Tế Lâm vội vàng cười to nói. Đừng nói 20 tỷ, cho dù 200 tỷ ta cũng mua. Đương nhiên hắn hiểu ý đồ của Lý Vân Tiêu, đơn giản chính là muốn xảo trá nhiều chút ít, đây cũng là chuyện hắn thích nhìn thấy, cho nên vội vàng giúp đỡ. Tế Lâm, thất phu ngươi rất tốt đấy. Ánh mắt Trương Lăng Hoa lộ ra một đạo hung quang, nhìn chằm chằm vào Tế Lâm, tràn đầy ý uy hiếp. Tế Lâm hừ lạnh một tiếng, tuy hắn không muốn đắc tội Trương Lăng Hoa, nhưng mà cân nhắc lập trường hai bên, đương nhiên phải đứng bên phía Lý Vân Tiêu rồi. Dùng thân phận hội trưởng lôi phong thương hội của hắn, Trương Lăng Hoa tuyệt đối không dám lấy mạng của hắn. Nhưng Lý Vân Tiêu bên này thì khác, nếu không có Lý Vân Tiêu hứa hẹn, sợ rằng hiện tại Mạc Tiểu Xuyên đã chụp chết hắn rồi. Trương Tông Chủ, làm người không nên quá đen, người dùng giá thấp mua hóa lôi thần quyết thì ta hiểu, nhưng mà muốn dùng tiền mua củ cải trắng mua được vàng là không được, việc buôn bán không gì khác hơn người tình ta nguyện, giá cả công bằng. Loại người như người báo giá không có thành ý, ngay cả thương nhân như ta cũng nhìn không qua. Tế Lâm chậm rãi nói ra, bộ dáng đau lòng không thôi. Đủ rồi. Trương Lăng Hoa tức giận hét lớn một tiếng, lửa giận trong lòng sinh ra, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói. Ta dùng một vật đổi hóa lôi thần quyết, nếu như Vân Thiếu cảm thấy có thể thực hiện thì thu đi. Hắn lật tay lấy ra một hộp nhỏ, yêu quý không thôi nhìn chăm chú thật lâu, trong mắt tràn đầy đau lòng, cuối cùng vẫn cắn răng lấy ra. Lý Vân Tiêu vạn phần hiếu kỳ, có thể làm cho Trương Lăng Hoa thương nhớ như thế, đây là vật gì? Mạc Tiểu Xuyên rất sợ Trương Lăng Hoa đùa nghịch lừa dối, đi lên trước đoạt lấy, hiện tại an nguy của Lý Vân Tiêu là đại sự hàng đầu của hắn, tuyệt đối không được để sư phó lâm nguy. Mạc Tiểu Xuyên cầm vào trong tay, mở hộp nhỏ ra xem, nhìn một cái rõ ràng mới đưa cho Lý Vân Tiêu. Động tác này trong mắt của người khác, mọi người đều kinh hãi. Cường đại như võ đế nhưng chẳng khác gì bảo tiêu của thiếu niên kia. Nếu như là bảo tiêu của Mạc Hoa Nguyên đại sư thì mọi người còn hiểu được, dù sao rất nhiều võ đế cũng nguyện ý cống hiến sức lực cho bát giai thuật luyện sư. Nhưng về phần Lý Vân Tiêu, trừ bối cảnh của hắn quá mức cường đại ra, không thể nào có lý do thứ hai. Trương Lăng Hoa vẻ mặt âm trầm như nước, Mạc Tiểu Xuyên lấy thứ này không nghi ngờ là miệt thị hắn. Tức giận nắm chặt hai tay, xương ngón tay liên tiếp nổ vang. Nhưng tình thế yếu hơn người ta, không thể không cúi đầu. Lý Vân Tiêu tiếp nhận hộp nhỏ trong tay Mạc Tiểu Xuyên, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, chỉ thấy trong hộp nhỏ, một khối nhỏ màu xanh tỏa ra linh khí bức người, hào quang ôn nhuận như ngọc nằm đó. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Ất mộc chi khí rất mạnh, khí tức gần với bổn nguyên, thứ này hẳn là một hệ chí bảo. Trương Tông Chủ nếu lưu lại dùng tu luyện hóa lôi thần quyết, tất nhiên là làm chơi ăn thật. Không ngờ bỏ qua thứ yêu thích nhường cho. Trương Lăng Hoa hừ lạnh nói. Đây là do Bắc Hà Tông năm đó gieo trồng rất nhiều thanh tâm đàn mộc, nguyên bản là vì tu luyện hóa lôi thần quyết mà gieo xuống. Nhưng sau khi thần quyết mất đi, thanh tâm đàn mộc cũng bị chặt không còn, mà phương pháp gieo trồng cũng thất truyền. Hôm nay trong kho chỉ còn lại bao nhiêu đây? Khối trong tay Vân Thiếu chính là thanh tâm đàn mộc còn lại không nhiều lắm, tuy sức nặng không nhiều. Nhưng giá trị của nó chắc với kiến thức của Vân Thiếu cũng hiểu. Trong lòng Lý Vân Tiêu vô cùng khiếp sợ, sợ hãi nói. Đại lượng gieo trồng loại ất mộc này, Bắc Hà Tông cường đại như thế. Mộc hệ nguyên tố gần với bản nguyên, tuy so ra còn kém Phượng Hoàng Chân Hỏa là tồn tại thập giai, nhưng mà có thể so với cửu giai thiên tài địa bảo. Mà vật cửu giai không cái nào không phải tụ tập thiên địa linh khí mà sinh, căn bản không cách nào nuôi trồng. Trong lịch sử có rất nhiều thuật luyện sư thử qua tự tài bồi, không có ai không thất bại mà chấm dứt. Trương Lăng Hoa dường như tìm được một tia lực lượng, ngạo nghễ nói. Thời điểm Bắc Hà Tông tung hoành đại lục thì bảy thế lực lớn theo không kịp, bọn ngươi sao có thể biết rõ. Lý Vân Tiêu cẩn thận thu thanh tâm đàn mộc lại, cũng không tiện làm khó Trương Lăng Hoa, nói. Khối ất mộc này ta muốn, lúc trước ta giúp lệnh sư đệ giết phong trưởng lão, còn thu được tàng bảo đồ tận cùng. Những chuyện đều là Đàm Địa Nguyên ra giá. Nếu không phải lệnh sư đệ không hứa hẹn, ta đến nay không thấy khối nguyên thạch nào cả.
Trương tông chủ lại lấy 10 tỷ trung phẩm nguyên thạch ra, con rối này quy cho ngươi. Lý Vân Tiêu lấy bức tượng hóa lôi thần quyết ra, ánh mắt mọi người sáng lên. Đồng tử Trương Lăng Hoa đột nhiên co lại, trái tim đập mạnh. Khoảng cách hóa lôi thần quyết gần như thế, cho dù là hắn cũng khó nhịn kích động lên, nhưng nghĩ đến Lý Vân Tiêu nói, vẫn là tức giận nói. Vân Thiếu, người đừng vội quá phận. Nếu như nói tặng tàng bảo đồ cho hắn cũng không sao cả, thậm chí ngay cả tiền ám sát phong trưởng lão cũng đòi hỏi. Nếu như mình cho thì môn hạ đệ tử nhìn mình thế nào? Vốn đã phóng thích Đàm Địa Quân vô tội, hơn nữa nâng hắn lên làm phó tông chủ đã khiến không ít người bất mãn rồi. Mạc Tiểu Xuyên hừ lạnh nói. Mua bán chính là hai bên tình nguyện, hóa lôi thần quyết ở trong tay Vân Thiếu, hắn muốn bán thế nào thì bán thế nào, người nếu không phục, đại khái có thể không mua. Nhưng không nên chậm trễ thời gian của chúng ta, bọn ta còn muốn truyền tống đi thành Vũ Phong đấy. Trong lòng Trương Lăng Hoa sinh ra cảm giác vô lực, có cường giả võ đế này tọa trấn ở đây, Lý Vân Tiêu tuyệt đối không lỗ lả. Hơn nữa nhìn thấy đám người Mạc Hoa Nguyên cũng theo sát sau lưng Lý Vân Tiêu, dường như là thiên lôi sai đâu đánh đó, càng làm nội tâm kinh nghi bất định, nói. Mạc Đại Sư, người cũng muốn rời khỏi thành Nam Hỏa hay sao? Mạc Hoa Nguyên gật đầu nói. Đúng vậy, những năm gần đây đa tạ Trương Tông Chủ hết lòng chiếu cố. Chuyện ta ở thành Nam Hỏa đã làm xong, muốn quay về thánh vực phục mệnh với gia sư, vừa vặn kết bạn đường với Vân Thiếu cùng đi. Hắn lại nói, Trương Tông Chủ, nếu hóa lôi thần quyết là bảo vật trấn phái của Quý Tông, giá trị tự nhiên là không thể định lượng. Tông Chủ đã lấy ất mộc cửu giai ra, há lại quan tâm 10 tỷ trung phẩm nguyên thạch. Những nguyên thạch này Vân Thiếu không thiếu. Nhưng hóa lôi thần quyết thì tông chủ nhất định phải có, chuyện này dường như. Trương tông chủ cũng không có bao nhiêu chỗ cò kè mặc cả a. Mạc Hoa Nguyên tại thành Nam Hỏa mấy năm, trong đó Bắc Đấu Tông tự nhiên kính như thượng khách, cung cấp qua rất nhiều trợ giúp, hắn cảm kích không thôi. Nhưng đối mặt Lý Vân Tiêu, đây là thiếu niên thần bí khó lường, hơn nữa đại ca do hắn cứu mạng, tất nhiên là thiên vị hắn rồi. Trương Lăng Hoa cũng nghe ra ý thiên vị trong đó. Càng kiêng kỵ thân phận của Lý Vân Tiêu không thôi, chỉ có thể chịu thua nói. Được rồi, nếu Mạc Đại Sư cũng nói như vậy, nếu lại vì 10 tỷ nguyên thạch mà dây dưa không rõ, ngược lại lộ ra Trương Lăng Hoa ta keo kiệt. Hắn hử lạnh nói. Vân Thiếu, lần này xem mặt mũi Mạc Đại Sư, như ngươi mong muốn. Hắn vung lên, một túi đầy nguyên thạch bay tới. Tất cả mọi người biết rõ hắn tự tìm lối thoát cho mình, nhưng mà không ai dám châm chọc hoặc là giễu cợt. Cường giả nói chuyện với nhau, bọn họ căn bản không đủ tư cách tham dự. Cũng là Mạc Tiểu Xuyên tiếp nhận túi chữ vật, cha nhìn không có vấn đề lúc này mới chuyển giao cho Lý Vân Tiêu, Trương Lăng Hoa giận sôi lên. Nhưng rất nhanh hắn đạt được bức tượng truyền thừa hóa lôi thần quyết, tất cả phiền muộn bị quét sạch, trên mặt đầy động dung, thậm chí muốn cất tiếng cười to. Tế Lâm và người thương hội đầy vẻ lo lắng, Trương Lăng Hoa đạt được thần quyết, cộng thêm tài nguyên của Bắc Đấu Tông chèo chống. Thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên độ cao mới. Nếu không có cường viện tiến vào thành Nam Hỏa, chỉ sợ thương hội trong mấy trăm năm sẽ bị đối phương áp chế. Thời gian không còn sớm. Vân Thiếu, chư vị, kính xin vào trận pháp. Dù sao Tế Lâm cũng là lão hồ ly, tuy trong lòng cực kỳ bất mãn với giao dịch này, nhưng cũng sẽ không biểu lộ ra với Lý Vân Tiêu, vẫn tươi cười chân thành, tràn đầy nịnh nọt. Mọi người đang muốn đi đến trận pháp. Đột nhiên Mai Đông Nhi trong Bắc Đấu Tông kêu một tiếng, nói. Vân Thiếu, ta cũng muốn đi thành Vũ Phong, có thể dẫn ta đi không? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. À, Đông Nhi người đi thành Vũ Phong có chuyện gì, ở lại Bắc Đấu Tông tu luyện tới cảnh giới rất cao mới có thể làm chuyện ngươi nên làm. Mai Đông Nhi đỏ mặt lên, đang muốn giải thích, Hà Ứng Dòng cũng đứng ra, thay nàng giải thích. Vân Thiếu, nhà Đông Nhi tại thành Vũ Phong. Nàng rời nhà cũng nhiều năm, lần này trở về đã báo với ta rồi. Nếu như nàng một mình về nhà thì ta không yên tâm, vốn muốn tự đưa đi. Nhưng nếu có thể đồng hành với Vân Thiếu thì không có gì đáng lo lắng. Thì ra là thế, cùng đi thôi. Lý Vân Tiêu đáp ứng, Mai Đông Nhi mừng rỡ đi vào trận pháp, đứng chung với mọi người. Cẩn Huyên đứng bên ngoài trận pháp cảm thấy ê ẩm, nàng biết rõ mình đang ghen, âm thầm của trách không thôi, nói, nhà đầu ngốc. Vân Thiếu là nhân vật bậc nào, có thể tương giao với hắn là cơ duyên cả đời, ngươi còn muốn quá nhiều cái gì? Thanh thản ổn định kinh doanh thương hội của ngươi đi. Tuy nàng tự an ủi mình như thế,
nhưng vẫn không nhịn được thất lạc, thậm chí cái mũi đã cay xè. Vân thiếu, túi thơm này cho ngươi. Bên trong là chân long long tiên hòa cùng thiên tài địa bảo mài thành phấn làm thành túi thơm, hơn nữa có hơn 30 loại hương liệu phối trí mà thành, Vân thiếu mang theo bên người có thể tranh tà tránh ác, rất có lợi với tu luyện. Cẩn Huyên không biết lấy dũng khí từ nơi nào, tháo túi thơm bên hông xuống, đi vào trận pháp đưa ra. Lý Vân Tiêu sững sờ một chút, cười hì hì nói. Vậy đa tạ, Sơn Thủy có gặp lại, chờ mong lần sau gặp nhau. Cẩn Huyên chạm vào tay hắn, gò má đỏ ửng, nội tâm thoáng dễ chịu chút ít. Nghe đối phương nói gặp lại, lần nữa sinh ra khó chịu, cố nén nước mắt, nói. Hy vọng gặp lại không cần quá lâu, ta chờ tin tốt của Vân Thiếu từ thành Tống Nguyệt Dương truyền về. Lý Vân Tiêu cầm túi thơm, hương thơm tràn ngập trận pháp, tất cả mọi người cảm thấy thoải mái. Tế Lâm cười nói. Cẩn Huyên hội trưởng có tâm ý như thế, Vân Thiếu nhất định hiểu rõ, đại trận bắt đầu vận chuyển, kính xin trở về a. Mọi người ở đây tất cả đều là càng già càng lão luyện, tự nhiên hiểu Cẩn Huyên có hảo cảm với Lý Vân Tiêu, đều mỉm cười. Cẩn Huyên đôi mắt đỏ bừng, cúi đầu xuống. Trận pháp được Tế Lâm điều khiển nhanh chóng bắn hào quang ra ngoài, trên bầu trời có án mây năm màu, đám người Lý Vân Tiêu trở nên mơ hồ trong trận pháp, một đoàn người cuối cùng biến mất trong trận. Lý Vân Tiêu vừa đi, mọi người lúc này thở ra một hơi, nhưng dường như cảm nhận được con gió lạnh thổi tới. Chỉ thấy Trương Lăng Hoa sắc mặt băng giá, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tế Lâm, âm trầm nói. Tế hội trưởng, người vừa rồi nói nhảm rất nhiều đấy. Tế Lâm khẽ cắn môi, có ngăn cản áp lực của Trương Lăng Hoa, nói. Trương Tông Chủ, tại hạ chỉ nói lời tâm huyết thôi. Hiện tại ngươi và Vân Thiếu tất cả đạt được thứ cần thiết, tất cả đều vui vẻ, không phải rất tốt sao? Hừ, tốt cho một câu tất cả đều vui vẻ. Trương Lăng Hoa thu liếm khí thế lúc trước, lãnh đạm nói ra. Ta cũng lười so đo với ngươi. Như vậy đi, khối khoáng mạch ở tử địa tọa lạc tại nơi nguy hiểm như thế, chư vị thực lực có hạn, qua nhiều năm như vậy chưa từng động tới. Bắc Đấu Tông ta cố mà làm, nhận lấy khai thác. Cái gì? Tế Lâm tức giận tới mức mặt tái nhợt, nói. Trương Tông Chủ, người quá phận rồi, đừng nói thế lực thương hội chúng ta không đồng ý. Cho dù là Thiên Hà Tông hoặc là Tân Nguyệt Tông cũng đồng ý sao? Trương Lăng Hoa cười nói. Điểm ấy Tế hội trưởng không cần quan tâm, Lý Phong Vũ cùng Tiêu Minh Huy ta sẽ bàn với bọn họ. Lần này tới thành Nam Hỏa, trừ giao dịch với Lý Vân Tiêu ra, cũng thuận tiện thông cho Tế hội trưởng một tiếng. Tế Lâm và người thương hội tức giận, nhưng ở dưới uy áp đế khí của Trương Lăng Hoa thì khó nhúc nhích. Trương Lăng Hoa lãnh đạm nói. Thông chí các ngươi một tiếng là để mắt các ngươi. Trong tử địa đã biến thành cấm địa của Bắc Đấu Tông, nếu có người xông vào, giết không tha, ha ha ha. Người Bắc Đấu Tông được Trương Lăng Hoa dẫn dắt, hóa thành một đạo quang mang rời đi, chỉ còn lại tiếng cười to. Cẩn Huyên nhìn qua bộ dáng mọi người, chỉ cảm thấy nội tâm đần độn vô vị, dường như thiếu khuyết cái gì, cảm giác trống trơn, đứng ở truyền tống trận trống rỗng, thở dài một hơi. Nàng biết rõ. Thành Nam Hỏa sắp tiến vào thời kỳ hỗn loạn như mấy trăm năm trước. Có lẽ Thành Nam Hỏa khối bánh ngọt này không tới được với Tử Vân Thương Hội, hiện tại toàn bộ tinh lực của nàng là đoạt lại thị trường mất đi, sau đó đi gặp người nàng muốn gặp. Lý Vân Tiêu cảm thấy không gian chung quanh biến hóa, một thông đạo từ xa vô tận hiện ra, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, chỉ phát giác người chung quanh cũng như mình, đang lao tới nhanh chóng. Rất nhanh một đạo ánh sáng truyền đến. Không gian màu đen bị mở ra, mọi người toàn bộ bay ra ngoài. Cách mặt đất cũng không cao lắm, mấy người tất cả đều đứng vững trên đất, chỉ có tiểu huyền tử Ai Nha kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất đau đớn không thôi, nhưng mà không ai quan tâm tới hắn, hắn vội vàng tự mình đứng lên vỗ mông. Mấy người đáp xuống một sân trống, trước mắt là một lão giả phúc hậu nhìn qua mọi người, ôm quyền cười nói. Hoan nghênh chư vị bằng hữu. Tại hạ hội trưởng phân hội Lôi Phong Thương hội thiết lập tại thành Vũ Phong khuất chính, sớm đã thu được tin tức của Tế Lâm hội trưởng, nói có bằng hữu Lôi Phong Thương hội sắp truyền tống tới đây, bảo ta nghênh đón. Ánh mắt của hắn nhìn qua đám người, cũng không có phát giác có cái gì không đúng. Nhưng khi đảo qua Mạc Tiểu Xuyên thì nội tâm chấn kinh mạnh mẽ, đó là vòng xoáy sâu không thấy đáy, thần thức của hắn đảo qua là bị cắn nuốt, sợ tới mức hắn không dám làm lần nữa. Lý Vân Tiêu tùy ý nhìn khuất chính. Chỉ có tu vị võ tôn thất tinh, so với Tế Lâm còn thấp hơn hai tinh, hắn phát hiện kỳ quái.
Tại đây đã thuộc về trong Bắc Vực, mà thành Vũ Phong quy mô và phức tạp còn hơn xa thành Nam Hỏa, theo lý có lẽ phải phái cường giả mạnh mẽ tới mới đúng, vì sao thực lực của hội trưởng còn thua hội trưởng thành Nam Hỏa. Mạc Hoa Nguyên dường như nhìn ra suy nghĩ của Lý Vân Tiêu, vụng trộm truyền âm nói. Vân Thiếu, thành Nam Hỏa thừa thải Nam Hỏa Kim Tinh Quáng, chính là nơi phát ra kinh tế trọng yếu của Lôi Phong Thương Hội, cho nên cần người trấn thủ thực lực mạnh mẽ. Thành Vũ Phong thế lực tuy phức tạp, cũng không có bao nhiêu lợi ích kinh tế, cho nên người tọa trấn thực lực không cao. Thì ra là thế. Lý Vân Tiêu cảm thấy phân bố lực lượng của Thương Minh đúng là khác biệt với các thế lực khác. Bọn họ nhìn chúng là nơi phát ra lợi ích, mà không phải là thành trì lớn nhỏ. Chư vị ở xa tới vất vả, không bằng vào thương hội nghỉ ngơi một chút. Khuất Chính tươi cười nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên, buồn cười nói. Vị này tất nhiên chính là Vân Thiếu trong tin tức của tế hội trưởng A. Hắn chỉ biết Vân Thiếu là người đứng đầu, giờ phút này nhìn qua, thực lực của Mạc Tiểu Xuyên phi thường ăn khớp với lời của Tế Lâm. Hắc hắc, uổng cho ngươi làm hội trưởng, vậy mà nhìn lầm. Tiểu Huyền Tử hừ lạnh kêu lên. Không phải ai thực lực cao nhất thì đó là Vân Thiếu, ngươi xem ở đây ai đẹp trai nhất, người nọ chính là Vân Thiếu. Hắn một đường đến nay đều quan sát thần sắc của Lý Vân Tiêu, muốn tiêu trừ ấn tượng xấu trong lòng đối phương, nhưng mà không có cơ hội. Lần này cuối cùng đoạt được danh tiếng, xuất ra thủ pháp tâng bốc cao minh, sau khi nói ra thì nội tâm khoan khoái, âm thầm tự đắc. Câu này làm cho Khuất Chính khó xử, nếu như lại nhận lầm người, chẳng phải nói Vân Thiếu không đẹp trai. Hắn phẫn hận nhìn Tiểu Huyền Tử, ánh mắt đảo qua Lý Vân Tiêu cùng Mạc Hoa Nguyên, Mạc Hoa Nguyên trong mơ hồ có khí chất tông sư, làm cho Khuất Chính càng xem càng kinh hãi, thầm hô chính mình vậy mà nhìn lầm, Mạc Hoa Nguyên tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Về phần Lý Vân Tiêu, nhìn qua rất bình thường, chỉ là võ tông bát tinh rác rưởi mà thôi, loại nhân vật này hắn không thèm nhìn tới. Nhưng mà, trải qua làm cửa hàng nhiều năm, tự nhiên có thuật nhìn người, thực lực Mạc Tiểu Xuyên thâm bất khả chắc và Mạc Hoa Nguyên tuyệt đối không tầm thường, dường như ẩn ẩn đứng bên cạnh hai người, dùng hắn sai đâu đánh đó. Mà chỉ có một người con gái là Mai Đông Nhi như chim non nép sau lưng hắn, ngay cả ánh mắt Tiểu Huyền Tử hữu ý vô ý nhìn qua, đều không che giấu được thần thái kiêng kỵ. Chẳng lẽ người này, trong lòng của hắn cả kinh, âm thầm trách cứ Tế Lâm đến, cũng không nói rõ ràng Lý Vân Tiêu là ai. Lại nhìn dung mạo, đúng là đẹp trai nhất trong đám người, cho nên cẩn thận thử hỏi nói. Vân Thiếu là vị này. Lý Vân Tiêu nhìn thấy bộ dáng tâm thần bất định của hắn, cười rộ lên, nói. Khuất hội trưởng quá khách khí, làm phiền Lôi Phong Thương Hội, chúng ta cảm tạ các vị không thôi. Nghỉ ngơi cũng không cần, làm phiền mang bọn ta đi tới truyền tống đại trận vượt qua vực A, thời gian không tiện trì hoãn. Trong lòng Khuất Chính thở ra một hơi, lần này cuối cùng không nhìn lầm, hắn cười khổ nói. Tế hội trưởng đã truyền thư nói rõ, Vân Thiếu là muốn đi thành Tống Nguyệt Dương, nhưng không khéo là, truyền tống đại trận vượt qua vực ở thành Vũ Phong đã bị người ta phá hủy vào ngày hôm qua. Cái gì? Mấy người giật mình, Lý Vân Tiêu biến sắc, khó coi nói. Bị người ta phá hủy, chuyện khi nào, cần chữa trị bao lâu? Thuật võ song hội đã lửa xém lông mày, không còn có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn. Khuất Chính nói, là hai nhóm người tranh đoạt trình tự sử dụng truyền tống đại trận, kết quả phá hủy hơn phân nửa trận pháp, hiện tại tất cả thế lực lớn của thành Vũ Phong đang gia tăng sửa chữa, tình huống không được biết. Hiện trong thành đã tụ tập rất nhiều võ giả cần truyền tống tới đây, nhân khẩu tăng thêm một nửa. Lý Vân Tiêu nói, a, à, nhìn không ra thành Vũ Phong lại chịu tải lưu lượng người truyền tống nhiều như thế, chỉ mấy ngày đã tích lũy nhiều người như vậy. Khuất hội trưởng có thể nghe ngóng tiến độ sửa chữa hay không? Tốt, chư vị chờ một chốc, ta sẽ cho người đi tìm hiểu. Mấy vị không bằng trước nghỉ ngơi một chút, hiện tại bên ngoài quá loạn, khắp nơi đều là võ giả táo bạo, một lời không hợp dễ dàng đánh nhau, ở lại thương hội là an toàn nhất. Khuất Chính gọi vài tỷ nữ tới. Riêng phần mình mang theo Lý Vân Tiêu đi tới phòng ngủ. Hắn làm việc cũng thập phần lưu loát, đồng thời lại phái võ giả đi nghe ngóng công việc chữa trị truyền tống đại trận. Lôi Phong Thương Hội chuẩn bị phòng ngủ thập phần xa hoa tinh xảo, chắc hẳn đều là Tế Lâm sớm có bàn giao. Hơn nữa phòng ngủ còn có mật thất tu luyện, cũng rất rộng rãi, trong mật thất còn bày chỉnh tề 10 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, tất cả suy nghĩ rất chu đáo. Nhưng mà chút nguyên thạch này Lý Vân Tiêu hiện tại có chút chướng mắt.
nhưng chân mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt. Hắn không chút khách khí vung tay lên, thu 10 vạn trung phẩm nguyên thạch đi, bắt đầu vào mật thất tu luyện. Hương khí nhàn nhạt xông vào mũi, làm cho tâm thần của hắn yên lặng. Lý Vân Tiêu lấy túi thơm Cẩn Huyên tặng ra, vốn chỉ là vật tĩnh tâm chữ thần, hiện tại biến thành vật nhiễu loạn tâm thần, làm cho hắn không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Còn có chuyện truyền tống đại trận, nếu chậm trễ thời gian, vậy tương đương đưa Đinh Linh Nhi vào chỗ chết, đây là chuyện hắn dù thế nào cũng không thể tiếp nhận được. Nghĩ vậy, Lý Vân Tiêu đi ra khỏi phòng ngủ, quyết định tự mình đi tìm hiểu một phen. Dù sao hắn chính là cửu giai thuật luyện sư, tăng thêm còn có Viên Cao Hàn cùng Mạc Hoa Nguyên tại đây, chữa trị nhất định sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều. Lôi Phong Thương Hội có địa vị ở thành Vũ Phong địa kém xa so với thành Nam Hỏa, trên cơ bản chỉ là một thế lực mà thôi. Vị trí của Thương Hội cũng không nằm trung tâm tòa thành, mà là ngã về góc phía Tây, dù sao thành Vũ Phong không phải lợi ích trọng điểm của Thương Hội, tùy tiện thiết lập một phân bộ là được. Lý Vân Tiêu đi ra bên ngoài, liền trông thấy Mai Đông Nhi đang đi trên đường, hơn nữa hết sức quen thuộc đường xá. Lý Vân Tiêu nhất thời cao hứng, đi theo phía sau. Chỉ thấy Mai Đông Nhi xuyên qua mấy con đường cái, đi vào một tửu lâu hết sức phồn hoa trong thành, nàng ngẩng đầu nhìn sau đó trực tiếp đi vào. Mấy hô hấp sau, Lý Vân Tiêu cũng đi tới dưới tửu lâu, chỉ thấy phía trên là một khối bản hiệu, trên đó ghi 4 chữ Hàn Hữu Mai Hương. Hàn Hữu Mai Hương, có ý tứ. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, cũng đi theo vào. Có thể mở tửu lâu ngay khu vực phố xá sầm uất của thành Vũ Phong này, bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Thành Vũ Phong tụ tập rất nhiều võ giả, quả nhiên đúng vậy, trong tửu lâu có 3 tầng đã không còn chỗ ngồi. Nhưng làm cho Lý Vân Tiêu ngạc nhiên là, vậy mà không thấy thân ảnh của Mai Đông Nhi. Trừ phi thi triển bí thuật rời đi, nhưng trước mặt Lý Vân Tiêu làm được chuyện này là không có khả năng. Như vậy chỉ có một giải thích, Mai Đông Nhi vô cùng quen biết tửu lâu này, đi tới phòng bếp phía sau. Hắn chuẩn bị đi qua hướng phòng bếp, vừa tới cửa thì đồng tử co rút lại, lui ra phía sau. Trong phòng bếp có tiếng gầm lên, ngay sau đó là một đạo đao quang bay ra ngoài, xẹt qua bên cạnh Lý Vân Tiêu, trực tiếp đụng vào vách tường tửu lâu, lập tức phá vỡ một cái động. Lúc này cả tửu lâu ồn ào đã yên tĩnh lại, tất cả ánh mắt nhìn qua. Mặc dù mọi người đều giật mình, nhưng không có ai sợ hãi, tất cả đều là võ giả có tu vị trong người. Đều là người chờ ở đây mấy ngày đợi truyền tống đại trận sửa xong, tuy đạo đao quang vừa rồi lợi hại, nhưng còn chưa tới mức khiến bọn họ sợ hãi. Lúc này trong phòng bếp có tiếng quát lạnh lùng của bà lão, nói. Ngươi không xứng. Ngay sau đó là âm thanh giao thủ của hai người, sau đó một cái bóng từ trong bay ngược ra, trên không trung có máu tươi bắn ra, hiển nhiên là người bị thương bại trận. Đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiêu co lại, tiến lên ôm eo nhỏ bóng dáng kia, ôm xuống. A, Vân Thiếu. Bóng người kia kinh hô một tiếng, khó có thể tin nhìn qua Lý Vân Tiêu, đúng là Mai Đông Nhi, nàng dường như không quan tâm bản thân mình bị thương, ngược lại rất khẩn trương nói. Ngươi, ngươi sao tới đây? Lý Vân Tiêu tiếp thân thể của nàng, buông tay ra, nói. Ta trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi trên đường cái, cũng hiếu kỳ đi tới đây. Thậm chí có người kích thương ngươi, xem ra lão thái bà bên trong rất hung dữ, cần ta hỗ trợ không? Mai Đông Nhi bị hắn vuốt eo nhỏ, sắc mặt đã sớm đỏ bừng, lắc đầu liên tục nói. Không, không muốn, đây là chuyện của ta, ta tự mình giải quyết. Trong phòng bếp là tiếng quát lăng lệ của lão thái bà, quát. Bổn sự không có học lại đi học cách tìm nam nhân, thật sự là trời sinh lẳng lơ, mang theo nam nhân của ngươi xéo đi, nếu không đừng trách ta cùng giết cả hắn. Mai Đông Nhi nghe vậy xấu hổ và giận dữ nảy ra, tức giận dậm chân. Người trong đây nhìn qua bọn họ, hận không thể có động đất chui vào. Trong mắt Lý Vân Tiêu mang theo một tia lăng lệ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phòng bếp, cười lạnh nói. Thực sự không tự tìm đường chết thì không chết mà. Hắn bỏ lại Mai Đông Nhi, mở rộng bước chân tiến vào trong phòng bếp. Mai Đông Nhi lo lắng muốn đi lên ngăn cản, đột nhiên cơn gió thổi qua, một gã nam tử mặc cẩm bào màu bạc xuất hiện trước mặt Mai Đông Nhi, giang hai tay ngăn cản, lộ ra vẻ mặt dâm dật, nhe răng cười nói. Cô nàng đã tới, rất đúng giờ a. Khi tên nam tử mặc cẩm bào này xuất hiện, 4 tên võ giả xuất hiện ở phòng bếp, vây quanh Mai Đông Nhi vào trong, trên mặt mỗi người đầy dâm ý, không ngừng đảo qua người nàng. Sắc mặt Mai Đông Nhi tái nhợt, nghiêm nghị quát. Các ngươi là người nào?
Hắc hắc, chúng ta là người nào ngươi rất nhanh biết thôi yêu y. Tên nam tử mặc cẩm bào nhe răng cười nói. Tại thành Vũ Phong mấy ngày qua, cũng không có tìm được hàng nào ngon, hôm nay cuối cùng gặp được một người có tư sắc thượng phẩm, có thể hảo hảo dùng một đoạn thời gian. Tay của hắn xoa lên mặt Mai Đông Nhi, bên tên nam tử khác thú tính đại phát, cười như điên, trong mắt bắn ra hào quang, dường như sau khi tên nam tử cẩm bào dùng xong thì bọn họ cũng có thể đi lên hưởng dụng. Người xấu. Mai Đông Nhi xấu hổ, một trường đẩy tay của nam tử này ra, hắn cũng nhìn ra thực lực người này bất phàm, không dám khinh thường, ra tay chính là Lý Vân Tiêu truyền thụ nhu tình tự thủy, hơi nước bao phủ quanh thân thể giống như hóa thành nước, ẩn chứa chân ý võ đạo. Lần trước trong tông môn đại bỉ đã thi triển chiêu này, liền hiểu uy lực trong đó. Về sau Mai Đông Nhi liền dốc lòng tu luyện trưởng pháp này, càng ngày càng tinh tiến. Giờ phút này thi triển ra càng như nước chảy mây trôi, không chê vào đâu được. Tên nam tử cẩm bào dâm ý trên mặt cứng lại, hắn không nghĩ tới nữ tử trước mặt ra tay lại tàn nhẫn như vậy, do không kịp đề phòng nên bị trưởng lực của đối phương bao phủ, mặc dù cao hơn đối phương một đại cảnh giới, nhưng mà lực bất tòng tâm, khó mà ngăn cản. Muốn chết, tên nam tử cầm bào và bốn tên khác quát to lên, nhao nhao bạo phát khí tức ra ngoài, năm người đều là võ hoàng. Trong tay nam tử cầm bào xuất hiện con dao găm, lợi hại dị thường, xẹt qua phá vỡ trưởng lực của Mai Đông Nhi, nhưng bất đắc dĩ trưởng pháp quấn triền miên, nhu tình tự thủy, phá không thắng phá. Bốn người khác vội vàng cường công, muốn vây ngụy cứu triệu, nhưng bị nhu khí ngăn cản. Dùng lực lượng võ hoàng của bọn họ không cách nào phá uy áp của trưởng lực. Bốn người kinh hãi, vội vàng cắn răng ngạnh công, nếu không nam tử cẩm bào xảy ra chuyện gì, phiền toái của bọn họ lớn lắm. Lý Vân Tiêu vừa muốn đi vào phòng bếp, nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày. Chiêu này của Mai Đông Nhi nhìn thì uy lực vô cùng lớn, nhưng cường là ở thắng bất ngờ, hơn nữa một chiêu này hao phí thật lớn, nàng rất khó thi triển lần thứ hai. Âm thầm lắc đầu, ngón trỏ Lý Vân Tiêu giơ lên, một đạo kinh lực phá không bay tới, lập tức đánh vào mi tâm một tên võ giả, trên ấn đường xuất hiện lỗ máu, đồng tử liền trực tiếp tan giả, ngã ra phía sau. Một lực lượng đánh tan trưởng thế của Mai Đông Nhi, ba người khác biến sắc, lòng mang sợ hãi thu hồi lực lượng bảo vệ bản thân, mỗi người cảm thấy bất an. Lúc này tên nam tử cẩm bào thừa nhận áp lực càng lớn, lập tức bị trưởng thế công phá phòng ngự, bị đánh phun máu tươi, bay thẳng vào phòng bếp. Lý Vân Tiêu nhìn thấy tên này bay về phía mình, không chút khách khí đá ra một cước, phanh một tiếng như đá bóng bay vào sảnh đường. Mọi người chung quanh cả kinh, né ra một khu đất trống, khi tên nam tử cẩm bào rơi xuống đất, vậy mà vẫn không nhúc nhích, dường như đã bỏ mạng. Mai Đông Nhi nhìn qua thi thể ngã xuống kia, mi tâm có một lỗ máu, lập tức biết là Lý Vân Tiêu ra tay, lúc này mang theo thần sắc cảm kích. Công tử! Ba tên võ giả còn lại chấn động. Vội vàng bước lên xem xét, lập tức một người hoảng sợ kêu to lên, sầu thảm nói. Công tử chết rồi, công tử chết rồi. Ba người vô cùng giật mình, công tử của bọn họ thân thể ngàn vàng, tuyệt đối sẽ không chết như vậy. Đám người trong tử lâu vẻ mặt cổ quái và sợ hãi, ba người tu vị võ hoàng bắt đầu run rẩy. Một người trong đó run rẩy nói. Ngươi, các ngươi vậy mà giết công tử của chúng ta, ngươi, các ngươi, chết, chết chắc rồi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Chết chẳng phải chết, mỗi ngày chết nhiều người như vậy, có khác gì một con chó chết đi đâu. Ngươi, ngươi cũng biết công tử nhà ta là người nào không? Tên võ giả này vẻ mặt sầu thảm, bi thiết nói. Cái này không chỉ có các ngươi cũng bị diệt toàn tộc, tự ngay cả chúng ta mấy cũng muốn đã bị liên quan đến. Lý Vân Tiêu nói. À, hẳn là địa vị rất lớn. Công tử nhà ngươi là hội trưởng tổng bộ hóa thần hải hay là một trong ba vị đại nhân của thánh vực đây? Cái này, ngươi đừng vội xính miệng lưỡi, ngươi đã xông đại họa ngập trời rồi, chờ diệt tộc đi. Tên võ giả này tức giận khó nén, nghĩ đến mình cũng bị tai bay vạ gió, hận không thể giết chết người người, nhưng từ tình thế giao thủ, hiển nhiên không phải đối thủ của người ta. Giờ phút này mọi người đều ngất lịm, không ít người biến sắc, sợ hãi nói. Vương Đạt chết rồi. Làm sao có thể? Xem ra nam tử cẩm bào này lai lịch không nhỏ, khách nhân trong sảnh đường vô cùng kinh hãi, không ít người bắt đầu nhao nhao rời khỏi, sợ liên quan tới mình. Đạt công tử là các ngươi đánh chết. Trong phòng bếp có âm thanh của lão bà vang lên, trong đó còn xen lẫn sợ hãi, lạnh lùng nói. Mai Đông Nhi,
ngươi là tiện chủng gây tai họa cho gia tộc, lập tức cút trở về. Hàn Hữu Mai Hương hiện tại bắt đầu ngừng kinh doanh, trước khi bình ổn phong ba này sẽ không kinh doanh tiếp. Sau khi giọng lão bà vang lên, tiểu nhị trong tửu lâu sắc mặt khẩn trương lên, bắt đầu xua đuổi khách nhân, thu thập trong lâu, chuẩn bị ngừng kinh doanh. Ba tên võ giả kia ôm thi thể Vương Đạt, bị phẫn rời khỏi, lúc gần đi còn không quên phóng ngoan thoại, nói. Hàn Hữu Mai Hương các ngươi cũng đừng mong thoát khỏi liên quan, chờ lửa giận tới đi. Còn thi thể tên võ giả bị chết kia bị vút bỏ lại, không người hỏi thăm. Mai Đông Nhi nhìn vào phòng bếp, nói. Nếu quỷ bà không cho ta tới, ta hiện tại rời đi, nhưng đợi đến lúc ta có thể thắng được quỷ bà, ta nhất định còn trở về. Giọng nói của bà lão truyền ra ngoài, băng hàn tận xương, khẽ nói. Hiện tại người Diệu Huyền Tông đã nói thế, đã tính cả chúng ta liên quan vào, các ngươi cũng đừng đi, vẫn lưu lại đi. Đợi lát nữa ta bàn giao với Diệu Huyền Tông mới tốt. Sắc mặt Mai Đông như trắng bệch, sầu thảm nói. Quỷ bà phỉa giao ta cho người ngoài xử trí. Chuyện vừa rồi bà cũng nhìn ra, rõ ràng là đối phương vô lễ trước. Rèm phòng bếp xốc lên, một quải trưởng đen kịt xuất hiện, sau đó là một lão bà lưng còng sức yếu đi ra, sắc mặt nhăn nhó xấu xí đến cực điểm, trong mắt sinh ra hào quang lăng lệ, khẽ nói. Mặc dù bọn chúng có sai, người cũng không nên hạ sát thủ. Còn nữa, Diệu Huyền Tông là tồn tại Mai gia không thể chọc vào, ta tự nhiên phải đưa ngươi ra ngoài dàn xếp giảm không ít phiền toái. Mai Đông Nhi cười thảm nói. Ta bất kể như thế nào cũng là người Mai gia tộc đối đãi với người một nhà như thế, đúng là làm người Mai gia thất vọng đau khổ rồi. Thử hỏi, cửu di sau này làm sao cầm quyền trong tộc? Quỳ bà hừ lạnh nói. Chuyện nơi này sẽ chấm dứt nhanh chóng, người Diệu Huyền Tông đoán chừng không bao lâu sẽ tới đây, đến lúc đó giao hai người các ngươi ra là được, chắc hẳn cũng không phí bao nhiêu thời gian đâu, trong tộc làm sao biết được. Đương nhiên, chuyện này ta sẽ trở về, chỉ báo cáo cửu di là được. Lúc này Lý Vân Tiêu lẩm bẩm. Thì ra là người Diệu Huyền Tông, khó trách kiêu ngạo như thế, đúng là có chút phiền phức. Mai Đông Nhi sầu lo nói. Diệu Huyền Tông rất cường đại sao? Nàng dường như từng nghe qua tông môn này, nhưng không có bao nhiêu ấn tượng. Lý Vân Tiêu trong suy nghĩ của nàng là tồn tại thâm bất khả trắc, hiện tại ngay cả hắn cũng nói phiền toái, trong lòng lập tức sinh ra một tầng bóng mờ. Sinh tử của nàng không sao cả, chỉ sợ liên lụy tới hắn. Quỳ bà cười lạnh nói. Ngươi tại Bắc Đấu Tông tu luyện ngu ngốc rồi sao? Thậm chí ngay cả Diệu Huyền Tông cũng không biết, nhưng mà không có sao, tính mạng các ngươi cũng không còn lại bao lâu cả. Cũng không cần biết rõ nhiều như vậy. Mai Đông Nhi vội vàng đẩy Lý Vân Tiêu ra bên ngoài, vội vàng nói. Vân thiếu người đi nhanh đi, việc này tất cả đều là một mình ta gây nên, không quan hệ tới ngươi. Quỳ bà hừ lạnh một tiếng, lập tức vài đạo thân ảnh ngăn ở cửa ra vào, trên người tản mát khí tức cường đại, lạnh lùng nhìn qua hai người. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ trán của nàng, cười nói. Ta nói phiền toái, là chính là Diệu Huyền Tông có phiền toái. Dám động thủ động cước với Đông Nhi, bọn chúng gây phiền toái lớn rồi. Ha ha, thật đúng không biết trời cao đất rộng, không biết chữ chết là viết như thế nào. Quỷ bà không kiêng nể gì cất tiếng cười to, trong tiếng cười lộ ra ý lạnh như băng, nói. Diệu Huyền Tông tuy không bằng bảy siêu cấp thế lực hùng bá cả đại lục thiên vũ, nhưng thực lực chỉnh thể lại cường đại nhất Bắc Phực, cũng có thanh danh hiển hách. Thực lực có thể đứng vào top 10 của Bắc Phực. Hơn nữa bọn họ là môn phái hoang dâm vô độ nhất Bắc Phực, phàm là nữ nhân đệ tử Diệu Huyền Tông vừa ý, trên cơ bản không ai đào thoát. Ngay cả mấy nữ tử chi thứ Bắc Minh Huyền Cung cũng bị thiếu tông chủ Vương Chấn độc chiếm. Mà các người giết chính là thân đệ của hắn, Vương Đạt, các người cảm giác mình còn có cơ hội sống sao? Trong mắt bà ta sinh ra dị sắc, tàn nhẫn cười nói. Mai Đông Nhi, về phần ngươi càng thảm, dùng dung mạo của ngươi rơi vào trong tay Vương Độc. Tất nhiên sẽ chịu khổ tra tấn, sống không bằng chết, ha ha. Trong lời bà ta mang theo tàn nhẫn và lạnh lùng, làm gì xem Mai Đông Nhi là người một nhà. Phanh, cửa tửu lâu bị đánh nát, vài tên võ giả canh cửa chưa kịp phản ứng đã kêu thảm, thân thể nổ tung, khí tức âm lãnh truyền tới, hơn 10 người đi vào tửu lâu. À! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.